Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 73. Cát chảy mai táng. Làm Lô Thu Thanh dữ tợn, oán độc tiếng gầm nhỏ tại ngày đó không chung nhớ tới, toàn bộ trên bầu trời, đều giống như là bị một tầng lưu động màu bạc dịch kim loại thể bao phủ, tản ra làm người ta trong lòng phát mao hơi thở, vô cùng đáng sợ. Đáng chết! Thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi hiện vào lúc này đồng dạng cũng là sắc mặt đổi được vô cùng là ngưng trọng. Trong lòng thấu bắn ra nồng nặc kiêng kỵ, đối phương thủ đoạn này thật sự là có chút lợi hại, bây giờ cho dù là hắn, đều là đánh hơi được vô cùng mùi nguy hiểm. Nếu như ứng đối không làm, hôm nay, sợ rằng thật sẽ có cái gì phiền toái lớn. Đây chính là ta đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, và bước vào Tử Tiêu Tài Quyết chân công ngưỡng cửa sau trận chiến đầu tiên, làm sao có thể thua. Bất quá rồi sau đó, liền gặp Trần Phi vậy lạnh lùng trên khuôn mặt nổi lên kiên nghị, vẻ hung ác. Tự lẩm bẩm. Sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, thân thể cao lớn đột nhiên run lên, Tử Tiêu khí hỗn loạn, ở hắn cặp mắt trước trở thành là làm run sợ lòng người huyền diệu màu tím đường vân. Từng luồng cổ xưa Tử Tiêu khí bắt đầu ngưng tụ ra. Phịch. Vậy đại viên mãn kiếm ý cũng là từ bên trong thân thể thoát ra, toát ra hư vô màu sắc. Cùng vậy Tử Tiêu khí dung hợp vào một chỗ, hào quang tùy ý, hình như là từng cái lớn chừng ngón cái tử long vậy, quanh co, chiếm cứ ở Trần Phi vậy to lớn vô cùng đồ sộ quyền thượng. Nhất thời, coi như là Lô Thu Thanh, đều có chút cảm nhận được run sợ mùi vị. Tiểu tạp chủng, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Hôm nay đây là phải chết cục diện, ngươi còn muốn phản kháng. Không biết cái gọi là... Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Có chút cảm giác được run sợ cùng bất an, Lô Thu Thanh oán độc con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn, ác độc, lời nói lạnh như băng, trực tiếp là tại ngày đó không trung vang tới. Nhất thời liền trên bầu trời cũng tràn ngập chết hơi thở, vô cùng khủng bố. Oanh! Đi đôi với Lô Thu Thanh một tiếng này ác độc gầm nhẹ, chỉ gặp sau lưng hắn bạch ngân sa mạc, lại là vọt ra khỏi một cái khổng lồ chăn lớn, như núi nhỏ vậy, linh quang bắn ra bốn phía. Thân thể lưu động bạc trắng kim loại vậy sáng bóng, cực độ đáng sợ. Miệng to như chậu máu hướng Trần Phi chiếm đoạt xuống. Oanh! Ầm ầm ầm. Mà đang ở vậy bạc trắng chăn lớn chậu máu miệng khổng lồ cắn nuốt thời điểm, vậy trong miệng, trực tiếp là có một cổ không cách nào hình dung chết gió bão bộc phát. Đầy trời nhấc lên màu xám trắng khủng bố gió lốc lớn. Vậy gió, tựa như là lưỡi dao vậy, đến mức, không có một ngọn cỏ. Thậm chí hết thảy đều bị ngang ngược vặn bể thành phấn vụn. Hóa thành hư vô, làm ra đầu tê dại. Tê, lúc này chạy tới xem cuộc chiến Thương Khôn, Lam Kình các người thấy một màn này, cơ hồ cũng là ngay tức thì sắc mặt đều thay đổi, vô cùng tái nhợt, theo bản năng bắt đầu hướng phía sau thối lui. Cái này các thủ đoạn, thật sự là quá kinh người, quá đáng sợ. Bọn họ nhìn về vậy vô cùng kinh khủng bạch ngân sa mạc chăn lớn, trong con ngươi đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chủ nhân cẩn thận, cùng lúc đó, bọn họ vậy vẫn là không nhìn được hướng Trần Phi biến sắc nói, trong mắt hiện ra lo âu, vẻ khẩn trương. Bọn họ bây giờ, cách nhau Trần Phi, Lô Thu Thanh hai người chiến trường ước chừng 100 mét xa, còn là không chịu được như vậy. Mà Trần Phi bây giờ nhưng mà đứng mũi chịu sào, đáng sợ như vậy thủ đoạn, đủ để tưởng tượng, Trần Phi hiện vào lúc này áp lực, bao lớn. Nhưng như vậy bọn họ cho rằng cực kỳ đáng sợ giây phút. Trần Phi sắc mặt nhưng vẫn là hết sức chấn định. Chỉ gặp cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy cắn nuốt bạc trắng chăn lớn, chợt chợt ngửa mặt lên trời thét dài, tay phải đồ sộ quyền trên kích động ra kiếm mang kinh khủng cùng uy thế, Tử Tiêu khí xé trời, hướng phía trước đánh ra. Coi như lực lượng của ngươi bây giờ rất lợi hại, có thể chỉ là như vậy, liền muốn giết ta. Có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Oanh! Đi đôi với Trần Phi cái này lạnh lùng quát khẽ. Vậy đồ sộ quyền, kiếm kia mang, vậy cáo kỉnh Tử Tiêu khí, trực tiếp là giống như sao chổi vậy nghịch loạn lên, cùng khổng lồ kia, vô cùng kinh khủng bạc trắng chăn lớn đụng nhau. Tử Tiêu khí biết bao khủng bố, coi như là Trần Phi bây giờ chẳng qua là sơ giòm cửa kính, nhưng cũng không phải có thể làm cho người khinh thị. Ầm ầm ầm, khủng bố, khí tức hủy diệt ở đó trong bầu trời kích động, làm vậy bạc trắng chăn lớn trực tiếp là gặp hủy diệt. Thân thể ngay tức thì nứt ra tới. Hóa là hai khúc, lại theo tan vỡ thành hư vô. Vô số làm người ta chắc lưỡi hít hà bàng bạc lực cũng là mất đi khống chế, họa loạn bốn phương. Cái gì, ngươi, ngươi cư, lại có thể. Tại chỗ đối diện,
rất rõ ràng một chiêu này kinh khủng Lô Thu Thanh, gặp Trần Phi lại là dùng cứng trọi cứng phương thức, đem một chiêu này ngăn trở, hắn nhất thời là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ thất thanh đứng lên, cực độ khó mà tin tưởng trước mắt một màn này lại sẽ là thật. Nguyên bản, đây chính là hắn đè đáy dương một trong thủ đoạn, bực nào bá đạo. Bất kỳ trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tầng thứ tột cùng trở xuống tu sĩ, một khi chính diện đối mặt một chiêu này khủng bố, chỉ sợ sẽ là không chết, cũng biết nửa tàn phế. Bị thương nặng, huống chi hắn trạng thái bây giờ, lại là đã đem mình trong cơ thể tích tụ liền gần 30 năm tâm huyết toàn đốt, dẫn phát ra. Hắn bây giờ sức chiến đấu ít nhất là bình thời tiểu nhất nửa. Vậy vì vậy, theo lý thuyết, hắn một chiêu này tuyệt sát thủ đoạn uy lực hẳn sẽ lợi hại hơn mới đúng. Có thể coi là như vậy, hắn như vậy vượt qua đỉnh cấp một kích, ở Trần Phi trước mặt, lại vẫn bị dùng cường thế như vậy, bá đạo cứng trọi cứng phương thức, cho đánh chìm rơi xuống. Chuyện như vậy thực, vì sao rung động, trong lòng của hắn làm sao không cảm giác được hoảng sợ. Điều này thật sự là có chút để cho hắn khó mà tiếp nhận. Không thể nào tin nổi. Tiểu tạp chủng, người ngày hôm nay, phải chết. Rồi sau đó liền gặp Lô Thu Thanh hai tròng mắt hàn mang xâm nhiên ngưng tụ. Trần Phi mạnh mẽ làm hắn cảm giác được run sợ, nếu như Trần Phi không chết, hắn trong lòng khó an. Oanh! Một khắc sau, trong cơ thể hắn tràn ra cường độ linh khí lại lần nữa bạo tăng. Liền hắn thân thể, đều là dần dần hơi khô khô đứng lên, tóc đổi được xám trắng, mất đi sáng bóng. Mà đây tất cả mất đi lực lượng tất cả đều là biến thành lau một cái mênh mông nước lũ, tràn vào bạch ngân sa mạc. Cát chảy mai táng. Thi Thiên U ánh mắt lãnh khốc, đầu lâu cũng đã là không ngẩng nổi. Cả người mất đi khí lực, có thể hắn hiện vào lúc này lời của, nhưng là tràn đầy lãnh khốc, cùng với cười tàn nhẫn. Một chiêu này, là hắn trung cực thủ đoạn, trước có nghĩ tới vận dụng, nhưng vẫn bỏ qua. Bởi vì hậu di chứng quá mức to lớn, hắn không muốn đi chịu đựng. Nhưng bây giờ, đều đã đến bước này, không phải Trần Phi chết, chính là hắn mất. Cho nên, hắn phải làm ra lựa chọn như vậy. Hắn còn sống, Trần Phi chết. Oanh! Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vậy đây trời đủ để mấy trăm mét đường kính bạch ngân sa mạc giống như là sơn hồng bùng nổ vậy, dễ như bỡn hướng Trần Phi nghiền ép tới. Nhất thời, vậy trên bầu trời đều là đổi được trầm trọng, tựa hồ có chút gồ ghề, bị vậy bạc trắng lực lượng nơi thấm vào, ăn mòn. Không chỉ có như vậy khủng bố chèn ép, đúng là làm cái này dọc đường thẳng đứng phía dưới đất đai đều tựa như là bởi vì là không chịu nổi kinh khủng này trọng áp, mới bắt đầu từng tầng một sụp đổ đứng lên, cảnh tượng kinh người ùng ùng hướng xuống sụp đổ. Hại chết, lão già này liều mạng. Trần Phi ánh mắt nhất thời run rẩy, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Hắn có thể cảm thụ đi ra, dưới mắt kinh khủng này bạch ngân sa mạc mai táng, tuy không bằng trước vậy chăn lớn như vậy uy danh khổng lồ. Nhưng mà, cái này cho người nghẹt thở và cảm giác tuyệt vọng nhưng là càng thêm nồng dày. Hắn không nghi ngờ chút nào, một khi để cho vậy sa mạc thật đem mình mai táng, sợ rằng, hắn thật sẽ không gánh nổi. Có thể sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Trần Phi thân hình bạo lui, trong cơ thể bắt đầu hiện ra toàn bộ lực lượng. Muốn chạy, Lô Thu Thanh thấy vậy cười lạnh cười, uy nghiêm nói, ngươi cảm thấy, ngươi chạy sao? Vèo. Nhất thời. Trần Phi liền cảm giác mình bị một cổ kinh khủng khí cơ nơi phong tỏa. Mà dưới tình huống này, hắn nếu là thật lựa chọn chạy, đem sau lưng, buổi chống bại lộ ra, sợ rằng cần phải đối mặt cảnh giới sẽ gặp hơn nữa nguy hiểm. Cho nên, dưới mắt hắn đã là không cách nào trốn nữa. Nếu không tránh được, vậy thì liều mạng, cũng đúng lúc để cho ta thử một chút cái này tử tiêu khí năng lực phòng ngự, có thể thật lợi hại. Hẳn, sẽ không để cho ta thất vọng chứ. Trần Phi thở một hơi thật dài, tự lẩm bẩm. Đối mặt với loại này tuyệt cảnh, hắn lúc này, ngược lại thì trong lòng chập chờn dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Bởi vì cái này tử tiêu tài quyết chân công chính là tuyệt thế cấp công pháp đính cấp, bao la vạn vật, thủ đoạn vô cùng, cho nên thật nếu nói mà nói, trong đó có theo ghi lại bí pháp tuyệt học, cũng không thường là không ngăn được dưới mắt đây tuyệt cảnh giống vậy tình cảnh. Hơn nữa, chỉ cần hắn đem lần này chặn, hẳn thì biết, thắng chứ. Nghĩ đến đây Trần Phi ánh mắt cũng là đổi được kiên nghị đứng lên, trong cơ thể tử tiêu tài quyết chân công điên cuồng chuyển động, nguyên bản cậy thế ở hắn thân hình khổng lồ lên tử tiêu khí cũng là bộc phát ra cực độ ánh sáng chói mắt thải. Vậy mỗi một đạo trong ánh sáng, tựa như cũng hàm chứa lực lượng kinh khủng. Oanh! Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này,
kinh khủng kia che khuất bầu trời bạc trắng cát chảy đã là che mất xuống. Kinh khủng kim loại độc tố cùng với ăn mòn lực lượng hướng vậy mở tối chân trời thân ảnh khổng lồ điên cuồng cuộn sạch, chìm ngập, quán trú. Nhưng mà, vậy ánh sáng màu tím nhưng là từ đầu đến cuối bất diệt. Còn muốn ngoan cố chống cự sao? Ngươi có như vậy tư cách và bản lãnh chứ? Buông tha đi, cứ an tâm cho ta đi chết, tiểu tạp chủng. Lộ Thù Thành dữ tợn, oán độc thanh âm ở đó vân không chính giữa nổ vang, nhưng cho người cảm giác có chút hốt hoảng, thậm chí bất an. Tử tiêu chân công, bất diệt khôi giáp. Vo ve. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản bóng người xuất hiện ở vậy trên bầu trời, sát theo, cực độ ánh sáng chói mắt thải hoàn toàn bùng nổ. Chỉ gặp ở tia sáng kia chính giữa, Trần Phi vô cùng to lớn thân thể, lại là có một cái tràn đầy minh mông hơi thở khôi giáp chậm rãi ngưng tụ thành. Mà ở hơi thở kia minh mông khôi giáp trên, không đếm hết tử tiêu khí chảy xuôi, miễn cưỡng không ngừng. Cho người cảm giác giống như là tuân theo thiên địa mà sinh cái thế bảo vật, lực phòng ngự vô cùng. Suy suy, xuống lần nữa một thoáng kia, tràn đầy khí tức hủy diệt bạch ngân sa mạc hoàn toàn dễ như bỡn rơi xuống, đem vậy mặc vào bất diệt khôi giáp Trần Phi thân hình khổng lồ cho che mất. Toàn bộ thiên địa, ngay tức thì tiến vào vô cùng hỗn loạn theo xám trắng tình cảnh chính giữa. Thương Khôn, Lam Kình các người con người xúc tới mũi châm, tim. Gần như là ở ngay tức thì dâng tới cổ họng. Sắc mặt chấn động, vô cùng khẩn trương. Có thể nhất định phải không có chết à. Trong lòng bọn họ mặt yên lặng cầu nguyện. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Lộ Thù Thành oán độc, dữ tợn điên cuồng gào thét tiếng vang lên. Giữa trời đất ngay tức thì cũng là vang lên hắn cười nhạt cực kỳ tiếng giễu cợt, cho người cảm giác giống như là trong lòng có khối đá lớn, rơi xuống đất. Lại dám chống cự ta trung cực thủ đoạn, cát chảy mai táng. Ngươi lấy là mình là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả. Thật là không biết tự lượng sức mình, không biết cái gọi là, ha ha, ha ha ha. Rốt cuộc đem tiểu tạp chủng này giải quyết. Cái gì? Thương Khôn, Lam Kình đám người sắc mặt có chút ngu bạch, còn người run rẩy. Trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có Lô Thu Thanh cười như điên cùng lòng vẫn còn sợ hãi tiếng cười kích động hồi tưởng. Có thể nhưng vào lúc này, Lộ Thù Thành tiếng cười điên cuồng lại đột nhiên giống như là bị kẹp lại cổ, vừa nhưng mà chỉ. Cái gì, cái này không thể nào. Người Lộ Thù Thành sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy mảnh mờ tối, lại lóe ra ánh sáng tím, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kinh hãi vạn phần, khó tin. Vèo, gió lớn đảo qua, mờ tối bầu trời đổi được tình lãng, sạch sẽ đứng lên. Bá. Nhất thời tất cả mọi người coi cũng nhìn không được là chợt nâng lên, chỗ chết nhìn chằm chằm vậy mảnh đã đổi được sạch sẽ, bầu trời quang đãng. Ở nơi đó, bọn họ thấy một tôn người mặc vào tan vỡ ánh sáng tím khôi giáp thân hình khổng lồ sừng sững. Xin lỗi, ta còn chưa có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Sát theo, Trần Phi bình thản tiếng cười, chính là tại ngày đó không trung vang tới. Lộ Thù Thành con người bỗng nhiên co rúm một cái, tràn đầy kinh hãi, cùng sợ hãi. Bá. Vào giờ phút này, cơ hồ tầm mắt mọi người đều là chặt chẽ định ngày nào đó không chung. Bởi vì bọn họ lúc này đã là rõ ràng thấy, ở đó trải qua cuồng gió mạnh thổi phất, mà đổi được quang đáng cùng, sạch sẽ trên bầu trời, Trần Phi đứng lặng yên, ước chừng chẳng qua là cả người có chút tổn thương mà thôi. Mà vậy Trần Phi thân hình khổng lồ mặt ngoài ánh sáng tím khôi giáp, tuy lúc này răng đầy trọng độ tan vỡ dấu vết, nhưng vẫn là không có bể dấu hiệu. Nói cách khác, Trần Phi cái này tử tiêu chân công, bất diệt khôi giáp, lại là lấy tự thân lực phòng ngự, rất miễn cưỡng đem Lô Thu Thanh hủy diệt, trung cực thủ đoạn cho cản trở lại. Ừng ực, nhất thời, coi như là Thương Khôn, Lam Kình các người cũng là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Trần Phi lúc này triển hiện ra năng lực, thật là vô địch. Làm bọn họ trợn mắt hốc mồm. Cái này, điều này sao có thể? Xa xa, cốt gầy như que củi. Tóc xám trắng, khô lục xoát thân thể đã là giống như hỏng mất sinh mệnh lực hài cốt giống vậy Lô Thu Thanh, lúc này cũng là mặt đầy đờ đẫn, chết lặng, tựa như liền suy nghĩ đều là ngừng lại. Phải biết, hắn rất tin chắc, mình bây giờ loại này trạng thái tột cùng xuống trung cực thủ đoạn, cát chảy mai táng, tuyệt đối là đủ để làm trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp vậy chờ tầng thứ cường giả, chính diện tiếp theo, đều là sẽ bị thương nặng. Có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn. Lại có thể,
lại có thể cũng chỉ là chảy chút máu, gần như không chút tổn hao nào. Tàn khốc như vậy sự thật, ở hắn xem ra, và nằm mơ có cái gì khác biệt. Thật không tưởng tượng nổi đi. Phịch. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời cuồng trào bạch ngân sa mạc cũng là ầm ầm ở giữa nổ tung, đổi trở về nguyên bản vậy bạc trắng pháp bảo phá la bản thể. Bất quá, lúc này vậy phá la trên đã là ánh sáng ảm đạm, linh vận nông cạn, thậm chí vậy cho thấy cũng vẫn có từng cái rõ ràng vết nứt. Phốc suy. Nhất thời Lưu Thu Thanh lại sắc mặt trắng nhợt, cuồng phún ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm. Hiển nhiên, ở đó phá la bị tổn thương sau đó, hắn vậy là theo chân bị vô cùng là nghiêm trọng cắn trả, hơn nữa trong cơ thể vậy chờ tăng lực lượng, cũng là vào lúc này chậm rãi bắt đầu cường độ yếu bớt. Không, Lô Thu Thanh sắc mặt chợt đổi một cái, kinh hô lên. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình trong cơ thể tập hợp tụ 30 năm năng lượng, lại là vào lúc này tất cả đều dùng hết. Mà vậy chờ trạng thái tột cùng hạ, hắn đều không cách nào làm sao Trần Phi. Bây giờ trạng thái tột cùng hoàn toàn tản đi, thực lực rơi xuống đáy cốc, hắn còn có thể lấy cái gì, tới lật bàn. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con người cũng là như chút được gánh nặng nổi lên nhàn nhạt vẻ buông lỏng. Hắn bây giờ mặc dù nhìn như không có sao, có thể tình huống chân chính, lại không đơn giản như vậy. Bất quá, vậy hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần đối phương giống vậy tản đi vậy đặc thù dưới trạng thái thực lực. Lấy hắn bây giờ còn sót lại lực lượng, vậy không có gì phải sợ. Tử tiêu chân công, bất diệt khôi giáp, nếu như ta có thể đem cái này bảo điển thượng sách hoàn toàn tu luyện xong thành, thông hiểu đạo lý mà nói, cái này khôi giáp lực phòng ngự, chỉ sợ là có thể đột phá chân trời chứ. Trần Phi cúi đầu ngưng mắt nhìn vậy trên thân thể bể bất diệt khôi giáp. Cái này khôi giáp mặc dù vỡ vụn, nhưng là, có thể chặn đối phương kinh khủng như vậy trung cực sát chiêu, vậy chờ lực phòng ngự. Vậy vẫn là có chút làm người ta kích động, thậm chí mừng rỡ như điên. Mới có thể có bực này khủng bố lực phòng ngự thủ đoạn, ít nhất hắn mạng nhỏ an toàn trình độ, chính là sẽ gia tăng thật lớn à. Chuyện tốt bực này mà, ai không muốn có. Trong lòng kích động sau đó, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng lại là hướng vậy chết lặng Lô Thu Thanh nhìn lại. Bây giờ, người thua chứ? Trần Phi nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên nói. Lúc này Lô Thu Thanh... Mặc dù còn dư lại chút cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, có thể hắn gặp cắn trả, trọng thương nghiêm trọng như vậy, sợ rằng, cũng là búng không đứng lên cái gì. Ta thua. Trần Phi lời của rơi vào đối phương trong tai, nhất thời, Lô Thu Thanh chết lặng sắc mặt rốt cục thì có chút chậm rãi khôi phục. Mà một khắc sau, liền gặp mắt thần rơi xuống Trần Phi trên mặt, yên lặng chốc lát, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Oanh! Ngươi lấy là ngươi thắng. Đúng là, người thật sự là thắng, bất quá, và ta chết chung đi. Hắn gầm thét, khô gầy như que củi thân thể lại trực tiếp là đột nhiên muốn nổ tung lên. Hắn lại là lựa chọn ngọc đá cùng vỡ tự bảo. Trần Phi con người ngưng ngưng, nhưng rồi sau đó, liền gặp hắn cười lên. Mới vừa rồi vậy chờ trung cực thủ đoạn, cũng không có thể đột phá ta bất diệt khôi giáp phòng ngự. Bây giờ, người cảm thấy người cái này cái rách dưới thân thể tự bảo. Mới có thể có trước vậy thủ đoạn mấy thành uy lực. Trần Phi cười, Lô Thu Thanh sắc mặt dữ tợn đột nhiên cứng đờ. Ta không cam lòng, Lô Thu Thanh điên cuồng hét lên, ánh sáng ngất trời, cuồng loạn hơi thở vô cùng là khủng bố. Nhưng mà, Trần Phi lại có thể hình như là căn bản cũng không sợ như nhau, bước ra một bước, cuồng liệt tử tiêu khí từ vậy trong hai con ngươi bắn ra, hướng đối phương đầu đánh giết đi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tốt lắm. Ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi cái này tự bảo uy năng có thể giết chết ta, vậy cho dù ta đây hỏng. Trần Phi mặt đầy cười nhạt, cả người khí thế vô cùng đáng sợ. Ngươi là đang làm nhục ta sao? Tiểu tạp chủng, Lô Thu Thanh điên cuồng gầm nhẹ, buông tha tự bảo, hướng Trần Phi đánh giết đi, cực kỳ ương ngạnh. Oanh! Tiểu tạp chủng ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Lau một cái thao thiên lực lượng hướng Trần Phi đánh giết đi. Là Lô Thu Thanh bên trong thân thể tham dự tất cả lực lượng tổng cộng. Lực lượng kia giống như là lưu quang vậy, một đầu kinh khủng chăn lớn xuyên qua thiên địa, giết hướng Trần Phi, không chỗ có thể trốn. Hiển nhiên lão già này đã là ở hoàn toàn liều mạng, đáng tiếc, Trần Phi bây giờ liền hắn tự bảo cũng không sợ, chút khả năng này, lại coi là cái gì. Làm nhục ngươi, phải thì như thế nào? Ở ngươi tự cho là đúng chạy đến muốn đuổi giết ta một khắc kia bắt đầu. Ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không suy nghĩ một chút,
sẽ là như thế nào nghiêm trọng một loại hậu quả. Ngươi thật lấy là ngươi Nhan Chân phái chính là cái này trên vùng đất vô địch tồn tại. Trần Phi lãnh khốc nói, kích thích Lô Thu Thanh tâm linh. Oanh ca, Trần Phi hơi quyền đem kinh khủng kia chăn lớn oanh thân thể gãy lìa. Không chịu nổi một kích, đồng thời bước chân đi về trước bước ra, hướng vậy mặt đầy kinh hãi Lô Thu Thanh đánh tới. Không thể không nói, bây giờ Lô Thu Thanh đã là mất đi trước vậy có thể đủ cùng Trần Phi đối lũy thế lực cường hãn. Cho nên ở nơi này cùng dưới tình huống, Trần Phi muốn giết đối phương, như đổ sát heo chó. Ngươi dám giết ta, ta Nhan Chân phái tất để cho ngươi lên trời không cửa xuống đất không đường. Mảnh đất này cũng sẽ gặp phải tắm máu, tàn sát. Gặp Trần Phi hướng tự giết tới, Lô Thu Thanh tuyệt vọng, sắc lệ nội cha giữ tợn uy hiếp nói. Thấy tình cảnh này, Thương Khôn, Lam Kính các người mặt đầy rung động, gương mặt giòm ngó, khó tin, bực này siêu cường, chắc tuyệt nhân vật, lại là sẽ bị bọn họ chủ nhân giết được như vậy kinh hồn bạt vía, đối mặt chết. Bọn họ nếu như dám đến, chẳng qua ta liền để cho bọn họ hết thảy đi xuống cùng ngươi. Ngươi có thể mong đợi một chút, ta kết quả có hay không như vậy năng lực, có thể làm được. Trần Phi cười lạnh, vèo một tiếng, hắn thân thể cao lớn liền xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu không trung. Tử tiêu khí phụt ra phụt vô tinh hoa, ngang nhiên rơi xuống. Khủng bố đến mức tận cùng. Ngươi, ngươi dám, Lô Thu Thanh nghe vậy con ngươi trực tiếp là teo lại tới, cả người lạnh như băng, hai cánh tay vô cùng mãnh liệt đánh vào Trần Phi rơi xuống xuống tử tiêu khí lên, nhưng lại hoàn toàn không ngăn được. Không, ngươi không thể giết ta, ta nhưng mà Nhan Chân phái thái thượng dài. Sau tai ở một chớp mắt kia, Lô Thu Thanh mãnh liệt gào lên. Tựa như tràn đầy vô cùng vô tận không cam lòng ý. Nhưng mà đến cuối cùng, cái này kêu gào nhưng vừa nhưng mà chỉ, ngay sau đó ùng ùng khủng bố chập chờn đem hắn chìm ngập. Phịch một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể nổ tung, hóa làm mưa máu, hài cốt không còn. Chết, thật đã chết rồi. Một màn này trực tiếp là làm Thương Khôn, Lam Kính các người cứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, ngay sau đó, bọn họ tim phốc đông kịch liệt nhảy động. Cái này, lão quái này, nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả, thật, thật bị chủ nhân giết đi. Lam Kình một mặt đờ đẫn, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Bởi vì cái này quả thực có chút đỉnh cấp hắn suy nghĩ. Cái này Nhan Chân phái lão quái vật, thái thượng trưởng lão, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Vậy chờ cảnh giới, ý vị như thế nào? Đây chính là sớm mấy chục, gần trăm năm. Thì đã là ở thành U Lang Thanh danh lan xa nhân vật cường hãn. Thế hệ trước tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị bọn họ chủ nhân tuổi này so hắn cháu chắt trai bối phận còn nhỏ người giết đi, cái này quả thực có chút quá mức ảo mộng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vậy thân thể cao lớn đột nhiên là run rẩy, rồi sau đó vậy quanh quẩn ở trên người tử tiêu khí liền toàn bộ tiêu tán. Người ảnh bắt đầu hướng trên mặt đất rơi xuống. Chủ nhân ngươi không có sao chứ? Thương Khôn bệnh mắt động tác mau, hóa thành một đạo bay nhanh cực quang, xông tới, đem Trần Phi nhận xuống. Không việc gì, ngay cả có chút thoát lực mà thôi. Trần Phi sắc mặt trắng bệch khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy bên trong thân thể trống rỗng, cả người không có sức. Lấy hắn hiện nay thực lực, tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên thật đúng là đem hắn ép không đến như bây giờ trình độ. Chỉ bất quá hiển nhiên, Lô Thu Thanh cũng không phải là cái gì thông thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Bất quá, vậy đều đã không trọng yếu, dù sao đã là thắng. Vèo. Một lát sau, Trần Phi có chút sức khôi phục khí, vừa lấy ra ngàn năm linh nhũ hướng về phía miệng mình không cần tiền hung hăng rót. Một bên sau lưng dơ dơ, lau một cái tử tiêu khí kích bắn ra, đem chỗ xa kia Lô Thu Thanh túi đựng đồ cuốn tới, bắt đầu quét sạch chiến lợi phẩm. Cái này Lô Thu Thanh nói thế nào đi nữa? Đều là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, hơn nữa còn có Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão như vậy tôn quý thân phận, cho nên nhất định, của cải tử nhất định là vô cùng là phong phú chứ. Quả nhiên, vừa mở ra Lô Thu Thanh túi đựng đồ, Trần Phi con ngươi chính là không nhịn được hơi híp một chút. Lần này hình như là phát tài à, rồi sau đó liền gặp hắn híp mắt hưng phấn cười nói. Quả nhiên, cướp bóc mới là phát đại tài cao nhất đường tắt. Cái này Lô Thu Thanh túi đựng đồ chính giữa đồ, coi như là hắn thấy, cũng là không nhịn được có chút tim đập rộn lên, kích động không thôi. Vèo. Rồi sau đó liền gặp hắn tâm niệm vừa động,
Tử tiêu khí lại lần nữa kích bắn ra, hóa là một cái tuyến, đem chỗ xa kia rớt xuống đất tan vỡ phá la thu hồi lại. Hắn đi theo yếu ớt mở miệng nói. Được rồi, mang ta trở về đi thôi. Lần này được phải thật tốt khôi phục khôi phục. Chủ nhân. Minh thần phủ động tĩnh bên này tạm thời nói với một đoạn. Cùng lúc đó, thành U Lang, khu vực trung tâm một tòa tên là Phù Tiên Các đối phương. Ở phạm vi này hơn 100.000 bên trong chính giữa nhất tu luyện thành chỉ chính giữa, có một tòa nguy nga cao vút, đứng lặng ở thành trong ao núi nhỏ. Cái này ngọn núi nhỏ tổ có mấy trăm thước cao, đỉnh núi giống như là đổ đâm vào vùng đất lợi kiếm vậy, khí thế nguy nga, vô cùng là nguy nga. Mà ngọn núi này, tên là núi Phù Tiên, chính là thành U Lang thành trì bên trong một nơi vô cùng là chỗ đặc thù. Phù Tiên Các ở thành U Lang bên trong tất cả sản nghiệp, đều là ở chỗ này nở, không chỉ có như vậy, coi như là vậy Phù Tiên Các ba vị nhân vật thực quyền, cũng là trấn giữ nơi này, đồng dạng là ở ngọn núi này trong bế quan. Cho nên, đây cũng tính là Phù Tiên Các chi nhánh ở nơi này thành U Lang trung tâm đất. Thanh danh lan xa, mà ngày nay núi Phù Tiên, cũng là một như thường lệ náo nhiệt. Vèo, vèo, trên bầu trời, trên đất liền không ngừng có tiếng xé gió vang lên, từng đạo bóng người lui tới nhốn nháo, tiếng người ồn ào, cơ hồ đều là chuẩn bị lên núi bán ra hoặc là mua các loại bảo bối. Bất quá ở đó núi Phù Tiên chỗ sâu, một tòa đèn đuốc huy hoàng hùng vĩ trong cung điện, bầu không khí nhưng là thoáng lộ vẻ được có chút kích động, theo ngưng túc. Bởi vì hôm nay là Phù Tiên Các một năm một lần theo quy định triệu khai hội nghị ngày tháng. Nhắc tới, Phù Tiên Các to lớn như vậy sản nghiệp, cơ hồ mỗi ngày đều là ngày vào đấu vàng, tài sản cuồn cuộn không ngừng, cho nên, coi như là chỗ này chi nhánh nơi triệu khai hội nghị, cũng coi là cực kỳ trọng yếu. Cho nên vậy mà nói rất ít có người sẽ vắng mặt. Mà ở đó núi Phù Tiên chỗ sâu, tòa kia đèn đuốc huy hoàng hùng vĩ trong cung điện. Lúc này đã là có một đạo đạo hơi thở kinh người bóng người xuất hiện. Bọn họ căn cứ mình thực lực thân phận, hoặc là vậy ở nơi này Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh bên trong địa vị, giữ quy củ liền ngồi. Dần dần, bên trong cung điện số lượng không nhiều vị trí cũng là dần dần đầy. Đáng một nói là, trước từng và Trần Phi có duyên gặp mặt mấy lần Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh chấp sự Mục Lôi Vân, hắn lại có thể cũng ở đây. Hơn nữa, hắn hiện vào lúc này nơi ngồi ở vị trí. Lại vẫn là cái này số lượng không nhiều vị trí hàng đầu. Theo lý thuyết, lấy hắn thực lực, còn có thân phận, chính là một người chấp sự, hẳn là không như vậy tư cách mới đúng. Mà bây giờ, đây cũng là hơi có chút ý vị sâu xa. Hưu. Nhưng vào lúc này, vậy cung điện bên ngoài phương xa chân trời, đột nhiên có đếm đạo lưu quang cướp tới, cuối cùng rơi xuống bên trong cung điện chỗ cao nhất. Ở nơi đó, để ba tấm tượng trưng cho thân phận địa vị. Còn có lực lượng cái ghế. Đông quyền đại nhân. Mọi người vừa thấy được người đến, lập tức đứng dậy cung kính nói. Lý Đông Quyền, Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh ba đại trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại một trong, chính là bọn họ chi nhánh nắm quyền trong tay chuôi nhân vật dẫn đầu. Thực lực siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa, bọn họ Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh khác hai vị đại nhân, gần đây đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bỏ mặc phân bộ sự việc. Hàng năm chỗ đang bế quan chính giữa. Cho nên bọn họ cái này chi nhánh, trên thực tế lại là Lý Đông Quyền một người định đoạt. Không có người và hắn tranh, lại không người và hắn tranh quyền đoạt vị. Một nhà độc quyền. Mọi người ánh mắt tụ vào đến trên đài cao, chỉ gặp Lý Đông Quyền, chính là một vị đầu đầy tóc bạch kim ông già, nhưng lại thân hình cao ngất, mày kiếm cuốn lên. Ở hắn quanh thân, mơ hồ ở giữa có làm run sợ lòng người chập chờn tản ra. Coi như là có chút cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ tại chỗ, cũng là một chút cũng không dám khinh thường. Mà đây, chính là chút cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại uy tín. Trừ đi vậy trí cao vô thượng nguyên đan cảnh tồn tại, bọn họ tầng thứ này người, chính là vô địch. Ha ha, được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Rồi sau đó liền gặp Lý Đông Quyền phất tay một cái, hắn ánh mắt sắc bén lại là rơi xuống Mục Lôi Vân trên mình, hòa ái cười lên, nói tiểu Lôi Vân. Nghe nói ngươi lần này trở về võ thành, mang về một cái tin tức lớn. Nói một chút đi, là cái gì? Cái này Lý Đông Quyền vừa lên tới, lại là cái đầu tiên và Mục Lôi Vân nói. Mà tại chỗ những người khác ánh mắt mặc dù có chút khác thường, có chút đố kỵ, có thể bọn họ biểu tình kia, nhìn như nhưng không giống như là có cái gì kỳ quái. Liên tưởng đến trước, Mục Lôi Vân từng nói cho Trần Phi, hắn có võ thành bối cảnh.
bây giờ nhìn lại, hình như là thật à. Cái này Mục Lôi Vân bối cảnh, đích xác là có thể có chút dọa người. Đúng vậy, Đông Quyền đại nhân, ta lần này trở về, đích xác là mang tới một cái rất trọng đại tin tức. Là gia gia ta tự mình phân phó, để cho ta trở về nói cho đại nhân ngài. Mục Lôi Vân đứng lên, nói. Gia gia ngươi, phó hội trưởng đại nhân. Lý Đông Quyền sắc mặt đổi được hơi đông lại một cái, nói đi, phó hội trưởng đại nhân hắn, có gì dặn dò. Nguyên lai cái này Mục Lôi Vân gia gia, lại là Võ Thành, Phù Tiên Các tổng bộ phó hội trưởng. Theo lời đồn, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp tồn tại. Trách không được, lấy Lý Đông Quyền thân phận, đối với Mục Lôi Vân cũng như vậy khách khí, nguyên lai, là bởi vì là gia gia hắn chính là Phù Tiên Các tổng bộ phó hội trưởng. Đông Quyền đại nhân, dám hỏi, ngươi có biết, Giang Vạn Lý, tên này húy? Mục Lôi Vân lại mở miệng nói. Giang Vạn Lý, ngươi nói là vị kia tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, vương cấp luyện đan sư, Giang Vạn Lý. Một nghe được cái tên này, Lý Đông Quyền lại đều có chút động dung. Vương cấp luyện đan sư Giang Vạn Lý, ở bọn họ Kiềm Nam cổ quốc ngoại vực sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Một tay thuật luyện đan, vô cùng tinh xảo, ngoại vực luyện đan sư trong vòng ít nhất là xếp trước ba tồn tại, không biết nhiều ít cường giả muốn đáp lời nịnh hót gặp nghênh, đều là không đường có thể tìm ra, như vậy có thể gặp một ban. Hơn nữa, cái này Giang Vạn Lý không chỉ có thuật luyện đan lợi hại, bản thân còn sớm liền trở thành tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại. Thanh danh lan xa. Cho nên đại nhân vật như vậy, hắn Lý Đông Quyền coi như là lại kiến thức nông cạn, lại làm sao có thể không nhận biết. Ngươi nói chuyện này, và Giang Vạn Lý đan vương có liên quan. Rồi sau đó, liền gặp Lý Đông Quyền không nhịn được hô hấp dồn dập, nói. Hơi híp hai tròng mắt lóe lên kịch liệt sắc thái. Không nói khác, chỉ là Giang Vạn Lý danh tự này. Ngay cả có tư cách làm hắn Lý Đông Quyền 120.000 phân coi trọng. Dẫu sao đây chính là nguyên đan cảnh tồn tại, vương cấp luyện đan sư à? Bực nào lợi hại? Cái gì, tiểu thiên vị cường giả, vương cấp luyện đan sư? T, lại là vị nào? Ta trước có nghe nói qua Giang Đan Vương đại danh, hắn thuật luyện đan, ở chúng ta ngoại ngữ ít nhất có thể xếp trước ba. Thật, đến tột cùng là chuyện gì? Lại và như vậy đại nhân vật lợi hại có quan hệ? Đám người cũng là một hồi xôn xao, như vậy danh chấn bọn họ ngoại vực nhân vật lớn, Mục Lôi Vân phải nói sự việc lại là và vị đại nhân vật kia có liên quan, bọn họ có thể không kích động sao? Không sai, chuyện này chính là cùng Giang Vạn Lý Đan Vương có quan hệ. Vậy Mục Lôi Vân diễn cảm trang nghiêm gật đầu một cái, lại bắt đầu nói. Hai tháng trước, Giang Vạn Lý Đan Vương đột nhiên phát hiện thân ở Võ Thành, còn tìm tới tất cả đại môn phái, thế lực, muốn cho bọn họ người giúp. Liên thủ tổ chức một lần đan vũ đại hội. Đan vũ đại hội, Lý Đông Quyền ngẩn người, không rõ cho nên, đó là cái gì? Chính là dùng để khảo nghiệm thuật luyện đan cùng với sức chiến đấu đại hội. Mục Lôi Vân giải thích, nói. Khảo nghiệm thuật luyện đan cùng với sức chiến đấu. Lý Đông Quyền lại ngẩn người, nghi ngờ nói, Giang Vạn Lý Đan Vương tại sao phải muốn khảo nghiệm hai thứ đồ này? Đợi một chút, chẳng lẽ Giang Vạn Lý Đan Vương hắn muốn thu học trò. Nói đến đây, liền chính hắn đều có chút không nhịn được hô hấp dồn dập. Tim đập rộn lên. Một vị tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, vương cấp luyện đan sư muốn nhận đồ, cái này các loại tin tức, có thể tuyệt đối là đủ để náo động toàn bộ ngoại vực. Không biết nhiều ít ngày mới nghe tin, tuyệt đối là sẽ điên cuồng. Bởi vì đây chính là một bước lên trời, nhảy long môn thiên đại cơ hội. Không phải thu học trò. Nhưng mà vậy Mục Lôi Vân nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nói, là như vậy, Giang Đan Vương thật giống như là tìm được một tòa cổ đại cường giả mộ huyệt, vòng ngoài khu vực cũng chỉ có thể là 50 tuổi trở xuống, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống người, mới có thể đi vào. Mà vậy vòng bên trong khu vực, thật giống như phải là luyện đan sư mới có thể đi vào, hơn nữa yêu cầu còn không thấp. Không thấp là bao cao? Lý Đông Quyền hỏi. Hình như là luyện đan sư cấp 4 trở lên đi. Mục Lôi Vân có chút cười khổ mở miệng nói. Nghe vậy, trong nháy mắt Lý Đông Quyền trên mặt thì trở nên được vô cùng là cổ quái. Hồi lâu sau đó, mới gặp hắn lắc đầu một cái, cười khổ nói, 50 tuổi trở xuống, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trở xuống, còn phải là muốn luyện đan sư cấp 4. Trách không được, lấy Giang Vạn Lý Đan Vương thân phận, chuyện này cũng được tìm người hỗ trợ. Bực này yêu cầu,
nhất định chính là đổi tai à. Không ít người nghe vậy thần sắc đều là thật sâu đồng ý, diễn cảm hết sức cổ quái. 50 tuổi trở xuống luyện đan sư cấp 4, hơn nữa nhìn dáng dấp Giang Vạn Lý đan vương còn chuẩn bị tìm một chút cơ chân nhân cảnh tầng 3 người, loại này đổi tai yêu cầu, ai có thể thỏa mãn. Loại này đổi tai yêu cầu vậy quá phóng đại, được rồi. Nhớ nói Giang đan vương dựa vào mình thực lực còn xông vào qua, có thể kết quả, mới vừa xông vào mộ huyệt kia nội bộ khu vực, liền bị một cổ thần bí, cường đại lực lượng cho đánh ra. Hơn nữa còn bị chút tổn thương, Mục Lôi Vân lại mở miệng nói. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ diễn cảm đều thay đổi đổi. Người Lý Đông Quyền lại là có chút khiếp sợ, nói, liền Giang đan vương đều bị tổn thương. Hắn nhưng mà tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại à? Chỉ một cái mộ huyệt, lại là có thể để cho tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tầng thứ Giang đan vương bị thương, có thể tưởng tượng được, mộ huyệt kia đứng đầu, năm đó còn sống, là có bao nhiêu hung uy cái thế. Nếu không hắn sao có thể bố trí ra như vậy một tòa đáng sợ mộ huyệt. Sau khi chết, chỉ một tòa mộ đều lợi hại như vậy. Đúng vậy, Mục Lôi Vân cũng là mặt đầy xúc động, nói, tòa mộ kia không đơn giản, là Giang đan vương chính miệng nói. Mà hắn sở dĩ muốn cử hành đan này võ đại hội, nghe nói, hình như là bởi vì hắn khi đó xông vào mộ bộ khu vực sau đó, duyên dáng liếc một cái, gặp được mình cửu tầm không phải cao cấp bảo dược. Cho nên Giang đan vương lần này cũng nói, mộ huyệt kia bên trong những thứ đồ khác, hắn một mực không muốn, trừ vậy bảo vật, phải cho hắn. Mà thành tựu đền đáp, hắn đúng là thực có thể thu giúp hắn làm được chuyện này người làm đồ đệ. Mục Lôi Vân cuối cùng là đem chuyện này nói rõ. Nhưng mà, bên trong đại sảnh nhưng là một mảnh yên lặng. Quả nhiên, trên trời là hết không dưới nhân bánh. Người như vậy, muốn chúng ta đi đâu tìm? Lý Đông Quyền lắc đầu cười khổ cười, hoàn toàn là đem trong lòng phần kia kích động cho bỏ đi. Thực vậy, lần này tin tức này nhưng đủ rung động, liền Giang đan vương người như vậy vật cũng tự mình điều động. Có thể phù hợp bực này đổi tai yêu cầu thiên tài, muốn cho bọn họ đi đâu tìm? Cái này căn bản là không tìm được được không? Đúng vậy, bất quá, vốn là chúng ta phân bộ thác bát ba là có thể thử một chút. Hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đúng là thật luyện đan sư cấp 4, vậy còn chưa đầy 50 tuổi, nhưng mà... Đột nhiên có người lên tiếng, một đôi lãnh đạm con ngươi như có như không hướng Mục Lôi Vân nhìn. Nhất thời, bên trong cung điện tĩnh yên tĩnh. Bên trong cung điện đổi được yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Mục Lôi Vân nhìn lại. Trong ánh mắt... Lại là có dũng khí không rõ ý xen lẫn nhau lóe lên, không khí lộ vẻ được có chút cổ quái. Chu đại nhân, liên quan tới thác bát ba chuyện, ta đã không muốn lặp lại. Là chính hắn không có mắt, cùng người đánh cuộc, thua cuộc thiên địa dị hỏa, có thể trách được ai? Ngươi không gặp hắn cái này người trong cuộc đều không đứng ra tra cứu sao? Ta cảm thấy, người trong cuộc đều đã không nói gì, chúng ta những thứ này người ngoài, có phải hay không càng không nên xen vào việc của người khác mới đúng? Ngươi nói sao, Chu đại nhân? Một lát sau, Mục Lôi Vân chậm rãi nói. Cái này vòng vo nhằm vào người hắn tên là Chu Trinh, chính là bọn họ chi nhánh một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả, cùng Thác Bát gia tộc cũng là quan hệ cực kỳ mật thiết. Trước, Thác Bát ba thua cuộc rắn tâm địa linh diễm, như vậy thiên địa dị hỏa bị Trần Phi cầm đi, tin tức này bị hắn mang về gia tộc sau đó, Thác Bát gia tộc một lần là cử tộc tức giận. Dẫu sao vậy thiên địa dị hỏa chân quý bực nào, coi như là thác bát ba tư nhân tất cả, nhưng lại đã sớm bị bọn họ coi là thác bát gia tộc vật riêng tư. Cái này vật riêng tư, thác bát ba cầm, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đồ lại bị Trần Phi cầm đi, thác bát gia tộc một đám cao tầng, há có thể không giận. Nhưng mà vậy thác bát ba là ký xuống, nguyên rùa quyển trục, hắn căn bản cũng không dám, vậy tiết lộ không ra Trần Phi thân phận tin tức. Mà vậy thác bát gia tộc mặc dù tức giận, nhưng vậy không thể làm gì. Bất quá, thác bát ba mặc dù không có thể nói Trần Phi, nhưng nói cho gia tộc bọn họ, chuyện này, Mục Lôi Vân cũng có tham dự. Mục Lôi Vân biết, cướp đi hắn thiên địa dị hỏa người là ai. Biết được tin tức này sau thác bát gia tộc nhanh chóng tìm tới Phù Tiên Các, tìm tới Mục Lôi Vân, muốn hỏi một kết quả. Đến tột cùng là ai cướp đi bọn họ thác bát gia tộc thiên địa dị hỏa. Có thể Mục Lôi Vân cũng không nói. Khi đó, Thác Bát gia tộc còn cũng không biết Mục Lôi Vân thân phận bối cảnh, gặp Mục Lôi Vân không phối hợp, thẹn quá thành giận, phái ra cao thủ âm thầm đem bắt đi. Muốn đến cái nghiêm hình thẩm vấn. Mắt thấy sự việc không đúng, không
không có cách nào, Mục Lôi Vân cũng chỉ thật là đem hắn lá bài tẩy lộ ra ngoài. Hắn dùng bí mật đưa tin phù thông báo đến Lý Đông Quyền, người sau tự mình đi Thác Bát gia tộc đón người. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết, Mục Lôi Vân, lại là bọn họ Phù Tiên Các Võ Thành trụ sở chính, phó hội trưởng đại nhân cháu trai. Thác Bát gia tộc đem bọn họ Phù Tiên Các trụ sở chính phó hội trưởng đại nhân cháu trai bắt đi. Đây là khái niệm gì? Sau đó, Thác Bát gia tộc vậy rõ ràng sự việc lớn chuyện rồi, phá răng đi trong bụng nuốt, nắm lỗ mũi chủ động đến cửa nói xin lỗi. Còn mang tới vô cùng là khoa trương nhận lỗi, động tĩnh cực lớn. Cuối cùng Mục Lôi Vân nhận vậy nhận lỗi, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng liên quan tới Thác Bát ba thiên địa dị hỏa bị đoạt đi một chuyện, cũng là không giải quyết được gì. Thác Bát gia tộc mặc dù không cam tâm, nhưng thật không thể làm gì. Mục Lôi Vân lai lịch lớn như vậy, bọn họ bây giờ còn đã đối lý, có thể làm sao? Nghe vậy, vậy Chu Trinh sắc mặt đổi một cái, tựa hồ có chút tức giận Mục Lôi Vân chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời, lại dám theo hắn nói như vậy nói. Có thể rồi sau đó, làm hắn nhớ tới đối phương kinh người bối cảnh, vẫn là trầm mặc. Trụ sở chính phó hội trưởng, hắn không chọc nổi. Được rồi, trước sự kiện kia cũng đã qua, lại tranh chấp không ngừng vậy không có ý gì. Thấy tình cảnh này, Lý Đông Quyền chuyển đổi đề tài, nói, Giang Đan Vương chuyện này, chúng ta hết sức tìm một chút xem. Làm hết sức mà thôi. Bất quá, tóm lại đừng ôm cái gì hy vọng quá lớn là được. Bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đông Quyền đại nhân. Trong đại điện vang lên vang dội đáp lại tiếng. Tất cả mọi người đáp. Ngược lại thì Mục Lôi Vân hơi có chút mất thần dáng vẻ, thần sắc cổ quái, như có điều suy nghĩ. 50 tuổi trở xuống, luyện đan sư cấp 4. Hắn hẳn không có vấn đề gì chứ. Minh Thần Phủ, sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm. Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy linh khí đậm đà đến hóa không ra khu vực trên, quanh thân quanh quẩn tử tiêu khí, cường hãn thêm kinh người. Thật lâu sau đó, hắn cả người vậy cường hãn chập chờn bắt đầu thu liếm, làm hắn cả người đổi được bên trong liền đứng lên. Hô, cuối cùng là khôi phục trạng thái. Rồi sau đó liền gặp hắn nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, cười tự lẩm bẩm. Trước, cùng Lô Thu Thanh đánh một trận, hắn vậy là bị thương không nhẹ. Mà bây giờ, ở nơi này linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm nghỉ ngơi hồi lâu, vậy cuối cùng là khôi phục. Vèo. Rồi sau đó, liền gặp hắn con người nhanh tránh, một đạo tử tiêu khí từ trong cơ thể cướp ra, treo phù ở trước mặt, hóa thành một trang giấy tấm, phía trên ghi lại rất nhiều cổ xưa, huyền ảo chữ viết. Trần Phi yên tĩnh ngừng mắt nhìn tờ giấy kia lên cổ xưa, huyền ảo chữ viết, đột nhiên, lại khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới muốn tu thành công pháp này, lại còn có bực này yêu cầu. Lần này phiền toái. Nguyên lai, cái này tử tiêu tài quyết chân công mặc dù rất lợi hại, nhưng lại hắn tu luyện điều kiện lại cũng là dị thường hà khắc. Nhất định phải hai loại vô cùng là hiếm thấy thiên tài địa bảo, linh vật bảo dược, mới có thể đem môn công pháp này chân chính tu luyện thành công. Mà đây hai loại thiên tài địa bảo, một là thiên ất long trúc, nghe nói chính là tưới thật long huyết, lại hao phí mấy trăm năm thời gian, mới có thể trưởng thành chí dương chi mới vừa vật. Vô cùng hiếm thấy, hơn nữa hắn giá trị, coi như là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại cũng biết động tâm. Hai, là một loại tên là quỷ diêm la thụ, lá cây, lá quỷ la. Cái này quỷ diêm la thụ, nghe nói là dị chủng linh vật, có trí khôn, như làm kỳ thành dài tới đỉnh cấp, hắn sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không kém hơn tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả. Hơn nữa cây này nếu như vẫn còn ở còn nhỏ hoặc là trưởng thành thời kỳ, đều là không sẽ sinh ra tới lá cây. Chỉ có sau khi trưởng thành, quỷ diêm la thụ mới sẽ từ từ sinh trưởng ra, lá quỷ la, nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, đây đối với tu luyện âm ám thuộc tính linh khí tu sĩ mà nói, còn biết có phi phàm chỗ ích lợi. Cho nên, như vậy, muốn lấy được lá quỷ la, cho dù là so với kia thiên ất long trúc dễ dàng một chút, khá vậy vẫn là không có đơn giản như vậy. Quả nhiên trên trời là không rơi xuống nhân bánh, lần này có bận rộn, phải mau sớm tìm được cái này thiên ất long trúc, cùng với lá quỷ la mới được. Trần Phi buồn bực lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Hắn nếu là lựa chọn môn này tu luyện công pháp, ít nhất tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, tự nhiên không thể thấy khó xử liền lùi bước, đây không phải là hắn phong cách. Hơn nữa,
Cái này Tử Tiêu tài quyết chân công tu luyện yêu cầu cố nhiên là hà khắc một ít, nhưng tóm lại vẫn là có câu nói đúng. Bỏ ra càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Trần Phi trong lòng cũng là càng phát ra mong đợi. Vèo. Trần Phi đi theo rời đi linh phẩm địa cấp linh mạch trung tâm, đi tìm Thiết Nhất Đẳng người vận dụng cái này minh thần phủ lực lượng, giúp hắn hỏi thăm một chút, có liên quan, Thiên Ất Long Trúc cùng với Lá Quỷ La cái này hai loại thiên địa linh bảo tin tức. Mà lần này rất tốt, tốt có tin tức. Chủ nhân tin tức tốt, người muốn vậy hai loại bảo vật, một người trong đó Lá Quỷ La, có manh mối. Mấy ngày sau đó, tám đại thiết vệ ở giữa thiết tới một cái tìm Trần Phi, kích động nói, nửa tháng sau đó, thành U Lang, phủ tiên các nơi cử hành lớn hội đấu giá chính giữa, thì có vật này lên đài đấu giá. Thật, Trần Phi trước mắt sáng lên, trực tiếp là động thân. Đi thành U Lang. Cái này Lá Quỷ La, hắn nhất định phải mua được. Không cho sơ thất. Thành U Lang. Danh như ý nghĩa, thành U Lang rất sớm nghe nói là một sói yêu chủng tộc căn cứ. Bất quá sau đó bị một người tộc cường giả cho đoạt lại, giang núi đổi chủ, nhưng danh tự này vẫn còn là theo chân kéo dài xuống, cho đến ngày hôm nay. Thành U Lang ngoại vực, nói tóm lại đại khái là có 20-30 tòa thành ao, ở nơi này trong, thành U Lang nội tình theo tổng thể thực lực mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng lại cũng coi là danh tiếng khá là vang dội. Ở nơi này ngoại vực, thành U Lang nội tình theo tổng thể thực lực, đại khái có thể xếp hàng vào trước 10 dáng vẻ. Mà ở nơi này thành U Lang bên trong núi phủ tiên các bên trong, một như thường lệ rất náo nhiệt. Núi phủ tiên, chính là ngoại vực khóa khu vực cấp cao cấp, cường hãn thương hội thế lực. Thậm chí ở đó bên trong vực chính giữa, danh tiếng đều là khá có một ít. Mà đây loại danh tiếng nguồn, trừ là bởi vì là phủ tiên các thực lực bản thân lợi hại ra, còn bởi vì, phủ tiên các cái này ba chữ, chính là đại biểu rất nhiều tụ đến thiên địa kỳ bảo. Từ bốn phương tám hướng. Phải biết cái này phù tiên các đối ngoại khẩu hiệu, chính là chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, của cải, như vậy ngươi là có thể ở bọn họ cái này mua được bất kỳ cái này kiềm nam cổ quốc ngoại vực, hết thảy có thể làm được đồ. Cái gì cũng được. Như vậy khẩu hiệu mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng có thể đủ mặt bên nhìn ra một ít cái này phù tiên các tự tin. Cùng nội tình. Hơn nữa, chỉ cần là ở nơi này phù tiên các bán ra, đồ giao dịch. Như vậy thì tuyệt đối an toàn. Ít nhất ở người rời đi bọn họ phù tiên các thương hội trước, liền tuyệt đối là như vậy. Nghe nói, từng có một vị đứng đầu thế lực tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, bởi vì nhìn chúng một kiện thần vật, nhưng lại đấu giá thất bại, trực tiếp là cùng vậy phù tiên các xảy ra tranh chấp, động tới tay, đem vậy thương hội người quản lý, cùng hắn cạnh tranh đối thủ cạnh tranh toàn đều giết chết, cướp đi bảo vật, nghênh ngang mà đi. Chuyện này ở lúc ấy nháo rất lớn. Chấn động không ít người. Có thể bởi vì chuyện này lại dính dấp đến một vị tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, rất nhiều người cũng lấy là phù tiên các sẽ thôi, phá răng đi trong bụng nuốt, yên lặng ăn cái này thua thiệt, nuốt xuống cái này đau khổ. Nhưng mà sau cùng tình hình phát triển, nhưng trực tiếp là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nửa tháng sau đó, mọi người trực tiếp là ở đó phù tiên các trụ sở chính sở tại, võ thành trước, phát hiện vị kia tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả thi thể. Không tệ, chính là thi thể. Một vị đã sớm đứng ở nơi này ngoại vực đứng đầu tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, lấy hắn thi thể, thành tựu phù tiên các thương hội uy danh. Từ sau đó, vô luận là ai, coi như là từ bên trong vực mà đến nhân vật lớn, ở nơi này phù tiên các thương hội bên trong đều là đàng hoàng, không người còn dám coi thường bọn họ quy củ, ở thương hội bên trong phòng đấu giá giết người đoạt bảo. Vậy bởi vì như vậy, phù tiên các gần mấy chục năm vậy dần dần quy mô càng ngày càng khổng lồ. Ở nơi này thành U Lang bên trong, phù tiên các thương hội chỗ ở núi phù tiên, giống như là độc lập với thế ngoại, cao nhân, không gây chuyện, vậy từ không người nào dám đi trêu chọc hắn. Mà Trần Phi, vậy bởi vì lấy được, Lá Quỷ La, tin tức, một thân một mình bước ngang qua mấy vạn dặm đường xá, đến nơi này. Thành U Lang, núi phù tiên lên. Làm Trần Phi xuất hiện ở sừng sững này tòa trên núi hùng vĩ, thở mạnh kiến trúc chủ thể trước, trên gương mặt thần sắc cũng là không nhịn được hơi đổi động lực, khá là rung động. Chỉ gặp trước mắt cái này kiến trúc khổng lồ nhóm chủ thể, chỉ là sơ lược vừa thấy, ít nhất cũng đã là chiếm cứ gần nửa ngọn núi đỉnh như vậy khổng lồ. Cao ngất thương hội dãy nhà chủ thể tường thành cao chừng hơn 10 trượng. U tường thành đen kịt bề ngoài, lóe lên lạnh lẽo sáng bóng,
Hơn nữa Trần Phi còn cảm giác được chỗ đó lên còn có cái này rậm rạp chằng chịt, rất nhiều cấp bậc không kém các loại tụ linh trận trận pháp, xen lẫn nhau chiếu rọi, làm cái này cả ngọn núi trên đỉnh núi trong không khí linh khí cũng cho người cảm giác dị thường đậm đà, dị thường thoải mái. Quả nhiên, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn, cái này núi Phù Tiên có thể như vậy danh tiếng lớn. Đích xác là giống như biết làm ăn à. Rung động chốc lát, Trần Phi đột nhiên lắc đầu một cái, cười nói. Hắn đến từ trái đất, đối với hết thảy các thứ này tự nhiên không xa lạ gì. Trên trái đất rất nhiều sẽ người làm ăn, công ty, tập đoàn, nơi tuân theo một cái nồng cốt quan điểm, đó chính là khách hàng trên hết. Mà bây giờ, cái này Phù Tiên các nơi doanh tạo nên hết thảy bên ngoài tốt đẹp hoàn cảnh, rất hiển nhiên, cũng là còn quấn, khách hàng trên hết, loại này nồng cốt quan điểm tới chế tạo. Ngược lại là cũng để cho Trần Phi thoáng tìm về một ít cảm giác quen thuộc. Ai, thời gian đảo mắt đã đến cái này tu chân giới tới lâu như vậy, cũng không biết mụ, còn có trên trái đất người, có tốt không? Trần Phi đi theo lắc đầu thở dài một tiếng, nắm quả đấm, tự lẩm bẩm, đạo cùng ta đem cái này thành u lang phiền toái giải quyết, nhất định phải trở về xem. Không cần thời gian bao lâu, cùng ta. Tên nhà quê, không biết ngăn ở lúc này ngăn đường. Cút, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng của trách truyền tới. Trần Phi mặt liền biến sắc, xoay người lại, phát hiện đứng phía sau một cái thần thái cao ngạo áo bào đen nam tử. Ở sau lưng hắn, còn có một đám đi theo người. Những thứ này đi theo người chính giữa, có cái nhìn như có 40-50 tuổi ông già tựa hồ rất lực lượng, cả người quanh quẩn nhàn nhạt trói lọi, ngưng tụ thành thực chất, cho người hết sức to lớn cảm giác bị áp bách. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Không hổ là thành u lang loại này tốt xấu lẫn lộn, hào cường lâm lập đất, tùy tiện gặp cái như thế miệng vô giả lan người, tùy tùng lại chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 sao. Trần Phi con ngươi hàn mang nhanh tránh, nhưng lại muốn mình đứng ở nơi này thật giống như đích xác là cản đường, chợt lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nhường ra. Ha ha, thấy tình cảnh này, thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp là dẫn người từ Trần Phi bên người xuyên qua, đi về phía cách đó không xa vậy Phù Tiên các thương hội cửa vào cửa. Bất quá, hắn lại đi một khoảng cách sau đó, lại đột nhiên lắc đầu một cái, thần thái giễu cợt liếc mắt sau lưng giễu cợt, châm chọc lẩm bẩm nói, lại là từ bên ngoài thành mà tới tên nhà quê sao. Ai, chúng ta cái này thành u lang, dân đen thật là càng ngày càng nhiều. Tiểu cung chủ, nếu như ngươi nhìn hắn không thuận mắt, lão bộc đi giúp ngươi đem hắn giải quyết, như thế nào? Sau lưng hắn vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già thấp giọng nhàn nhạt nói. Giải quyết hết, thôi, không cần, loại người này giết nhiều ít cũng giết không xong, cho nên vẫn là đừng đi phí vậy oan uổng sức lực, không ý nghĩa. Thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam tử lắc đầu một cái, thật giống như mình rất trâu, ép, rất có thân phận địa vị giống vậy nói đôi câu. Sau lại gặp hắn giống như là nhớ tới cái gì, chậm rãi nói. Nghe nói ngày hôm nay Phù Tiên các cái này buổi đấu giá, sẽ có lá quỷ la đấu giá. Cũng không biết là không phải thật. Là từ bên trong truyền tới tin tức, hẳn là thật. Lão kia người gật đầu một cái, nói tiểu cung chủ ngươi yên tâm đi, cái này lá quỷ la mặc dù quý trọng, nhưng đối với rất nhiều người mà nói cũng thật ra thì chỗ dùng cũng không lớn, hơn nữa lấy chúng ta tài lực, cần sợ ai. Vậy cũng được, thần thái kia cao ngạo áo bào đen nam tử ngạo nghễ gật đầu một cái. Âm nhu hai tròng mắt hiện ra vẻ hưng phấn, còn có kích động, tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể đạt được vậy lá quỷ la, ta cái này băng ngọc ma hồn công liền có thể chính thức đánh vào thứ 7 trọng cảnh giới, còn có thể ngưng tụ ra băng ngọc ma hồn quỷ giống như, đến lúc đó, ha ha. Cái này lá quỷ la ta nhất định phải lấy vào tay. Nhất định. Đi theo, liền gặp bọn họ tiến vào Phù Tiên các thương hội bên trong. Tên nhà quê, dân đen, đến khi bọn họ đoàn người sau khi rời đi. Trần Phi nhìn bọn họ dần dần biến mất ở cửa vào hình bóng, đột nhiên cười lên, tự lẩm bẩm, nói, có ý tứ, nếu là hắn cũng muốn lá quỷ la mà nói, như vậy chờ lát nữa, thì hẳn là sẽ có chút chơi, ha ha. Hy vọng các người có thể đừng tự đào mộ à. Nói xong, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, cũng là hướng vậy Phù Tiên các thương hội lối vào nội bộ đi tới. Phù Tiên các thương hội sau khi tiến vào, là một cái thật rất lớn đại lộ. Bốn phía còn có không thiếu phân xóa đường, kéo dài hướng những phương hướng khác, dọc đường cửa tiệm, rực rỡ muôn màu, đầu người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Bất quá Trần Phi đối với những cái kia cũng không có hứng thú,
chính là trực tiếp hướng chỗ sâu phòng đấu giá đi tới. Thẳng đường đi tới, vượt sau gần nửa giờ, tầm mắt cuối, vậy cách đó không xa cuối đường phố đã là cảnh sắc thông suốt thay đổi, thành là một tòa vô cùng là khổng lồ phòng đấu giá kiến trúc. Cao vút ở núi Phù Tiên Đỉnh, rất là bắt mắt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hội đấu giá đã bắt đầu rồi. Cái gì, đã bắt đầu, nhanh như vậy. Mau vào đi, ta nghe nói ngày hôm nay có ta rất muốn Ngân Văn Dung Tuyết Đan đấu giá. Ngày hôm nay chàng này Phù Tiên các thương hội hội đấu giá, nhưng mà một năm một lần lớn trường hợp, ta phỏng đoán, hẳn sẽ có rất nhiều vậy không được bảo bối xuất hiện chứ. Vậy thì như thế nào? Dù sao chúng ta là không mua nổi. Bất quá, xem náo nhiệt cũng không tệ. Đám người chung quanh nhiệt nghị tiếng không ngừng, hướng vậy phòng đấu giá chạy tới. Vậy vô cùng to lớn phòng đấu giá cũng giống là cự thú vậy, dương to lớn miệng, đem cuồn cuộn dòng người toàn bộ, nuốt mất. Nhưng lại không gặp chút nào chen chúc. Hội đấu giá đã bắt đầu sao? Vậy ta vậy được đi vào nhanh một chút mới được à? Nghe được bên tai truyền tới tiếng nghị luận, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hướng vậy phòng đấu giá cửa vào nội bộ đi vào. Sau khi tiến vào, vậy bên trong phòng đấu giá bộ lại là một tòa giống như sân đấu vậy hình quạt kiến trúc. Diện tích rất lớn, chỗ ngồi rất nhiều, Trần Phi ánh mắt sơ lược nhìn lướt qua, sợ rằng, chỗ này tối thiểu cũng có thể trang 30.000 người. Mà lúc này, hắn coi như là tương đối chậm người tới, trừ những cái kia thân phận tôn quý Phù Tiên các khách quý, nếu không cũng chỉ có thể và Trần Phi như bây giờ vậy như nhau. Ở gần chót vị trí tùy tiện ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, vậy trong phòng đấu giá ương một vị cả người tản ra phong phú linh khí chập chờn ông già đã là lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm truyền tới tại chỗ mỗi một người bên tai. Hiện tại bắt đầu đấu giá thứ 13 kiện vật phẩm bán đấu giá, cấp 4 hạ phẩm đan dược, 4 văn dung tuyết đan. Vừa nói, lão kia người vung tay lên một cái, liền là có một đạo chớp sáng xuất hiện. Ở đó chớp sáng chính giữa, một lớn chừng bàn tay lạnh ngọc bình ngọc lẳng lặng nổi lơ lửng, miệng chai thẳng ngay mọi người, có thể rõ ràng thấy, trong đó đang có một viên quả nhãn vậy lớn nhỏ viên thuốc, yên tĩnh nằm ở trong đó. Đấu giá giá cả, 10.000 hạ phẩm linh thạch. Bên trong phòng đấu giá một hồi xôn xao. Ha ha, quả nhiên, trước nghe được tin tức không sai, lần này thật là có 4 văn cấp bậc dung tuyết đan xuất hiện. Vật này có thể không bình thường. Đúng vậy, 4 văn ngân văn đan dược tất nhiên liền vô cùng hiếm thấy, vô cùng chân quý. Huống chi, cái này dung tuyết đan vẫn là cấp 4 hạ phẩm cấp bậc đan dược cao cấp. Bất quá cái này Phù Tiên các thật đúng là tàn nhẫn à. Quang giá khởi đầu, chính là 10.000. Cấp 4 hạ phẩm 4 văn đan dược. Trần Phi bĩu môi, đan dược này mặc dù nhìn như gắng gượng được hoan nghênh, có thể hắn trong mắt, nhưng không có chút nào sức hấp dẫn. Hắn hiện đang nhắm mắt luyện được đan dược, cũng có thể so với cái này tốt gấp 100 lần, tốt 1.000 lần. Nhưng mà, đan dược này hắn coi thường, những người khác cũng đã là bắt đầu giành cướp. Ta ra 12.000. 15.000. Cũng cút sang một bên, ta ra 20.000. Ngắn ngủi không tới nửa phút trong thời gian, cái này cấp 4 hạ phẩm 4 văn dung tuyết đan giá cả, cũng đã là từ 10.000 hạ phẩm linh thạch ít nhất giá cả, chợt tăng đến hơn 30.000. Mà đến lúc này, vậy này thay nhau vang lên kịch liệt đấu giá mới dần dần đổi được thưa thớt đứng lên. Dẫu sao cái này hơn 30.000 hạ phẩm linh thạch, cũng không tính là cái số tiền nhỏ, hơn nữa điểm chính là... Nếu lại hoa càng nhiều hơn linh thạch tới mua cái này một viên 4 văn dung tuyết đan, thật ra thì vẫn là có chút không quá tính toán. Cho nên cuối cùng, viên này 4 văn dung tuyết đan bị người lấy 32.000 khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời cạnh được cướp đi. Rơi xuống một vị mặt vàng, cái lùn áo bào cho nam tử trong tay. Rồi sau đó hắn trực tiếp là xoay người rời đi phòng đấu giá, không bất kỳ dừng lại. Thứ 14 kiện vật phẩm bán đấu giá. Một lát sau, vậy trung ương phòng đấu giá lên ông già lại lần nữa thân giơ tay lên một cái, lại là một đoàn màu sữa chớp sáng xuất hiện. Chỉ gặp ở đó chớp sáng chính giữa, lần này đồ, nếu đổi lại là liền một khối 5 màu sặc sỡ lưu động chất lỏng kia thật giống như ngũ thải nham thạch nóng chảy vậy, lưu động, tản ra nhàn nhạt huyền diệu chói lọi, làm người ta nhìn chăm chú. 5 màu tinh túy, hái từ chục nghìn mét cự phong đỉnh. Nghe nói chỉ có là phù hợp thiên địa ngũ hành linh vận đất mới có thể sản sinh ra tới đây vật. Hiệu dụng là rèn luyện linh khí, vững chắc thân xác, nghe nói có một ít lợi hại thủ đoạn lúc tu luyện,
cũng là cần vật này. Nói đến đây lão kia người dừng một chút, mở miệng nói. Vật này, năm màu tinh túy, ít nhất giá cả, 30.000. Nhất thời hiện trường mọi người dừng một chút, ánh mắt đều là hướng vậy năm màu tinh túy nhìn, hơi chớp động. Bởi vì vật này, cái này năm màu tinh túy đích xác là bất phàm, rất thật lợi hại thủ đoạn lúc tu luyện, đều cần vật này từ cạnh phối hợp, phụ trợ tu luyện, mới có thể thành công. Hơn nữa còn rất khó đạt được, cho nên vật này giá trị dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Năm màu tinh túy, gặp được vật này, Trần Phi cũng là trước mắt sáng một cái, ánh mắt lộ vẻ được có chút hưng phấn. Hắn mặc dù không cần vật này tu luyện lợi hại gì thủ đoạn, bất quá hắn nhưng có thể dùng vật này, tới rèn luyện một chút chính hắn bây giờ có chút tăng vọt qua đầu linh khí. Làm linh khí vững chắc, mượt mà một ít. Hắn đoạn này thời gian, đích xác là cảnh giới tu vi hơi tiến triển quá nhanh một ít. Căn cơ có chút không quá ổn định. 31.000 hạ phẩm linh thạch. 35.000. 40.000. Mà nhưng vào lúc này, vậy năm màu tinh túy đấu giá giá cả, đã là theo này thay nhau vang lên đấu giá tiếng, mà bay phồng lên tới. Cái này năm màu tinh túy tuyệt đối coi như là một, hấp dẫn hàng, rất nhiều người đều cần nó, nhìn chúng người vậy không phải số ít, có thể tưởng tượng được, vật này đến sau cùng giá sau cùng, hơn phân nửa có thể sẽ rất dọa người. Mà vào lúc này, vậy sân đấu tựa như được tràng địa thượng không trung, từng ngọn trôi lơ lửng ở giữa không trung khách quý trong gian phòng, cũng có một ít động tĩnh truyền tới. Từng đạo cho người cảm giác bị áp bách ánh mắt thấu chiếu xuống tới. Hiển nhiên là bọn họ đối với cái này năm màu tinh túy vậy có hứng thú. Ta ra 50.000 4.000 hạ phẩm linh thạch, một vị bên trong phòng đấu giá tu sĩ ra giá. 70.000, trên bầu trời, một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong truyền đến u nhiên, thanh âm lạnh lùng. Nhất thời, ngồi ở bên trong phòng đấu giá tu sĩ bình thường đều là diễn cảm ngẩn ngơ, sắc mặt chấn động cùng chết lặng. 70.000. Không hổ là có thể ngồi lên phù tiên các phòng đấu giá phòng tiếp khách giữ người, vừa mở miệng, cứ như vậy thô bạo. Trực tiếp tăng giá 16.000 hạ phẩm linh thạch, có người hâm mộ, ghen tị nói. 80.000, không biết là vị tiền bối nào, hoặc bằng hữu. Ta là Liễu Trinh, cái này năm màu tinh túy ta mua được có chút nhỏ chỗ dùng, cho nên không biết, có thể hay không được cái thuận lợi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm đồng dạng cũng là u nhiên vang lên. Lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá không ít người đều là thần sắc rung một cái. Rối loạn rối loạn. Liễu Trinh, chẳng lẽ là một trong tam tuyệt cung, băng ma cung tiểu cung chủ Liễu Trinh? Thật giống như thật là hắn. Tam tuyệt cung chính là chúng ta thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp một trong những thế lực, mà Liễu Trinh phụ thân, cũng là một trong tam tuyệt cung, băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ, Liễu Thiên Địa. Đây chính là chúng ta thành U Lang tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ à? Đúng vậy, không nghĩ tới liền hắn cũng tới, xem ra, cái này năm màu tinh túy là chỉ có thể để cho. Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Tuyết Vân Lâu, Bùi Gia, đây chính là thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực toàn bộ. Trong đó, so lấy Thiên Long Môn thực lực mạnh nhất, Bùi Gia yếu nhất. Cái này Tam Tuyệt Cung muốn so với Tuyết Vân Lâu lợi hại hơn, xếp thứ hai, cái này Liễu Trinh chính là Tam Tuyệt Cung một trong ba đại cự đầu băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ nhi tử. Hắn bây giờ mở miệng, ai dám và hắn tranh. Nếu là Liễu Trinh tiểu cung chủ lên tiếng, cái này năm màu tinh túy sẽ để cho ngươi đi. Một lát sau, vậy ra giá 70.000 hạ phẩm linh thạch người trực tiếp là buông tha. Hết sức sáng suốt, không muốn bởi vì một cái năm màu tinh túy, liền cùng Liễu Trinh làm khó dễ. Đa tạ, vậy lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa, lộ vẻ được khá là từ được. Giống như là rất hưởng thụ loại này những người khác rất cho hắn mặt mũi thời điểm, cảm giác rất thoải mái. Thanh âm này nghe làm sao như vậy quen thuộc, hình như là. Trần Phi cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt liền híp lại. Ta nói là ai, nguyên lai là hắn à? Ta liền nói tại sao biết cái này sao quen thuộc, nguyên lai là vừa mới nghe qua. Nguyên lai, cái này lãnh ngạo thanh âm chủ nhân không phải người khác. Chính là hắn trước ở phòng đấu giá bên ngoài từng có, duyên gặp một lần, áo bào đen thần thái cao ngạo nam tử. Mới vừa nghe qua hắn thanh âm, bây giờ, Trần Phi dĩ nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Ta còn lấy là cần phải chờ tới chờ lát nữa đấu giá lá quỷ la thời điểm, mới có thể và hắn đối với, ai biết bây giờ liền. Trần Phi lắc đầu hơi híp mắt cười một tiếng, đi theo mở miệng nhàn nhạt nói.
ta ra 85.000 hạ phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Vậy trên bầu trời một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong, nguyên bản một mặt mỉm cười Liễu Trinh, hiện vào lúc này cũng là ngay tức thì sắc mặt cứng lại. Rồi sau đó, lau một cái âm trầm vô cùng sắc mặt trực tiếp là cướp lấy, leo lên liền mặt hắn gò má. Ai, là cái nào chó má, lại dám theo ta Liễu Trinh làm khó dễ. Hắn lúc này sắc mặt dị thường khó khăn xem, tự lẩm bẩm. Hắn một câu nói, sẽ để cho trước người nọ buông tha, hắn còn cho rằng cái này năm màu tinh túy đã thuộc về hắn. Nào biết bây giờ, lại là có cái trình giảo kim giết đi ra. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn Liễu Trinh cũng đã là lên tiếng, muốn cái này năm màu tinh túy, nhưng đối phương lại còn muốn và hắn tranh đoạt. Cái này há chẳng phải là nói, không muốn cho hắn Liễu Trinh mặt mũi này. Tiểu cung chủ, là hắn. Nhưng vào lúc này, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già đột nhiên mở miệng, sắc mặt cùng với giọng cũng rõ ràng mang có như vậy một ít chút kinh nghi. Ai, Liễu Trinh theo ông lão ánh mắt nhìn sang, sắc mặt, vậy là theo chân trở nên có chút khác thường, và âm trầm, xanh mét. Là cái đó tên nhà quê, dân đen. Đi theo, liền gặp Liễu Trinh có chút cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt âm trầm, nổi giận. Ở bọn họ trong vòng, người phân 5-3-9 các loại, hơn nữa loại quy củ này vô cùng là uy nghiêm. Hơn nữa hắn trước đã là gặp được Trần Phi như vậy, tên nhà quê vào thành, hình dáng, rõ ràng đối phương nhất định là từ thành ngoại lai thằng nhà quê. Vì vậy, hắn rất một cách tự nhiên liền đem chính hắn nhà cấp bậc, cùng lần, phân chia ở Trần Phi trên. Hơn nữa vẫn là cao hơn liền rất nhiều cái loại đó. Nhưng bây giờ, cái này thằng nhà quê lại dám cùng hắn Liễu Trinh cướp đồ, hắn há có thể không giận. Ta ra 90.000, tên nhà quê, người dám cùng ta Liễu Trinh cướp đồ. Đi theo liền gặp hắn lại lần nữa tăng giá, đồng thời, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, sắc mặt âm trầm âm lãnh nói. Lời nói mang uy hiếp. Và ngươi cướp đồ. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không để ý. Chẳng qua là ánh mắt hướng trung ương phòng đấu giá lên lão kia người nhìn lại, hỏi ta muốn hỏi một chút, có phải hay không phòng đấu giá này bên trong đều không thể cùng người đấu giá? Nếu như đúng vậy, vậy ta cũng không tiếp tục tăng giá đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đổi một cái. Liễu Trinh cũng vậy, sắc mặt đi theo lập tức liền biến. Oanh! Cùng lúc đó... Một cổ làm run sợ lòng người hơi thở hướng Liễu Trinh chỗ ở phòng tiếp khách ở giữa đè đi, theo sát phía sau là một đạo lạnh nhạt già nua tiếng nhàn nhạt vang lên, Liễu Trinh tiểu cung chủ, lời giống vậy có thể chớ nói nữa lần thứ hai, nếu không, ta phù tiên các cũng chỉ có thể là mời ngươi đi ra ngoài trước. Lời vừa nói ra, Liễu Trinh sắc mặt ngay tức thì đỏ lên tới cực điểm. Xanh lơ một hồi trắng một hồi. Mời hắn đi ra ngoài trước, đó cùng đuổi hắn đi có cái gì khác biệt. Mặt mũi để nơi nào? Bất quá, coi như hắn là Liễu Thiên Địa nhi tử, vậy vẫn là không dám ở nơi này phù tiên các ngang ngược. Bởi vì liền cha hắn cũng không dám. Rồi sau đó liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng âm độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tên nhà quê. Có bản lãnh cứ tiếp tục tăng giá à? Ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì và ta Liễu Trinh? 100.000, hắn nói cũng còn chưa nói hết. Trần Phi không mặn không lạt khấu trừ lỗ tai, đến, nói nhảm thật nhiều, tiếp tục. 100.000. Trần Phi cái này hơi có vẻ thanh âm giễu cợt ở nơi này thật lớn bên trong phòng đấu giá truyền ra, dẫn được không ít người âm thầm chắt lưỡi, sắc mặt cổ quái. 100.000 này hạ phẩm linh thạch cũng không phải là cái gì số tiền nhỏ, hắn chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Liền một khối năm màu tinh túy mà thôi, 70-80.000 hạ phẩm linh thạch đã là đỉnh thiên. Đây quả thực là cầm linh thạch không làm linh thạch à. Cùng lúc đó, vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung các phòng tiếp khách ở giữa cũng là truyền đến động tĩnh không nhỏ. Từng đạo ánh mắt kinh nghi rơi vào Trần Phi trên mình quan sát, giống như là muốn biết, Trần Phi đến tột cùng là ai. 100.000 hạ phẩm linh thạch, đối với bọn họ mà nói, mặc dù không coi là nhiều không tính là thiếu, nhưng vấn đề là điểm chính, Trần Phi lại dám như thế không cho Liễu Trinh mặt mũi. Chẳng lẽ nói, hắn không cần cố kỵ sao? 110.000, nhưng vào lúc này, Liễu Trinh âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Truyền khắp thật lớn phòng đấu giá. Sau lưng hắn trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già hơi biến sắc mặt một chút đổi, mới lên tiếng nói, tiểu cung chủ, ngươi lần này tới,
lá quỷ la mới là ngươi nhất đồ mong muốn. Ta biết, Liễu Trinh mặt đầy oán độc mở miệng, có chút không nhịn được. Gặp Liễu Trinh không nghe mình khuyến cáo, vậy Trúc Cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già cau mày, nhưng cuối cùng, vậy vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nhiều lời nữa. Hắn rõ ràng, Liễu Trinh bây giờ là ở, khí đầu, lên, không nghe lọt hắn khuyên cáo. Đáng chết tên nhà quê, dân đen. Liễu Trinh hai tròng mắt hơi híp, ánh mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái âm hàn, lẩm bẩm mắng. Ở hắn xem ra, Trần Phi bực này dân đen lại dám và hắn Liễu Trinh cướp đồ, nhất định chính là nằm mộng ban ngày, tự tìm cái chết. Hắn nhưng mà băng ma cung tiểu cung chủ, làm sao có thể lùi bước. Nếu là thật rút lui, truyền đi, hắn mặt mũi để nơi nào. Hơn nữa, bây giờ cái này năm màu tinh túy đấu giá giá cả đều đã tăng vào tới 100 ngàn, hắn cũng không tin đối phương còn bỏ phải cùng hắn tiếp tục đấu giá, hành động theo cảm tình. Xí, thứ gì, ta Liễu Trinh đến muốn xem, cái này không biết từ đâu xuất hiện dân đen, tên nhà quê, có cái gì tư cách cùng ta Liễu Trinh tranh. Liễu Trinh khóe miệng đi theo lộ ra một tia cười lạnh, vô cùng là giễu cợt. Ở hắn xem ra, Trần Phi bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, không lên được mặt bàn. 110 ngàn. Nhưng mà, hắn thanh âm cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống, Trần Phi bình thản tăng giá tiếng nhưng lại lần nữa vang lên, hơn nữa còn là cùng trước kia như nhau, không nhiều không thiếu, lại tăng thêm 10 ngàn. Rào rào, nhất thời, đám người lại là một hồi xôn xao. Tên này, rất nhiều người không khỏi ánh mắt kinh nghi nhìn Trần Phi, như vậy bút tích, coi như là bọn họ cũng là cảm giác vô cùng là rung động. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, trọng yếu nhất chính là, Trần Phi cũng không phải là phòng tiếp khách giữa khách quý, mà chẳng qua là và bọn họ như nhau, ngồi ở đây sân bên trong phổ thông quý khách, đổi câu mà nói, hắn có nhiều linh thạch như vậy sao? Hắn thật có tư cách cùng Liễu Trinh cái loại đó tiểu bá vương tranh đoạt. Chó má, dân đen, ta. Nghe vậy, Liễu Trinh vốn có chút khinh bỉ trên khuôn mặt, ngay tức thì là đổi được xanh mét, ánh mắt kia cũng là đột nhiên ở giữa lãnh lệ, tràn ngập sát ý. Một giây kế tiếp, liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi, một mặt oán độc, thần sắc âm trầm nhìn Trần Phi, như vậy mà người sau nhưng liền xem cũng không có xem hắn một cái, ước chừng chẳng qua là bình tĩnh nhìn đài đấu giá, giống như, khinh thường tại xem hắn như nhau. Cái này làm Liễu Trinh sắc mặt hơn nữa vặn vẹo, dữ tợn, trong lòng lại là tức giận vạn phần. Gương mặt bắt đầu xâm nhiên co quắp. 120 ngàn, hắn lại lần nữa tăng giá. 130 ngàn. Trần Phi như cũ giọng bình thản. 140 ngàn. Liễu Trinh giọng nói có chút run rẩy. 150 ngàn. Trần Phi sắc mặt đều không đổi một chút. Một lát sau, cái này nguyên bản cũng chỉ trị giá 70-80 nghìn hạ phẩm linh thạch năm màu tinh túy, lại trực tiếp là ở Trần Phi cùng Liễu Trinh tiêu giới trong, tăng vọt tới 190k giá trên trời. Tương đương với hai cái này năm màu tinh túy giá tiền. Lúc này mọi người lại xem Trần Phi diễn cảm, cạnh vẫn là bình thản, giống như hắn kêu lên đi 190k giá trên trời, cũng chỉ là rất thông thường một hai khối linh thạch vậy, không thèm để ý chút nào cái loại đó. Nhìn lại Liễu Trinh, hắn lúc này, sớm đã là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dữ tợn vạn phần, vô cùng oán độc, một đôi âm độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy sát ý, giống như muốn đem xé thành mảnh vỡ. Lấy hắn thân phận, chưa từng gặp qua bực này cục diện. Hôm nay hắn nếu là thật đấu giá thua, mất hết mặt mũi. 2. Một giây kế tiếp, liền gặp hắn phảng phất là có chút mất lý trí, kềm chế hạ sát ý trong lòng, muốn lại lần nữa tăng giá. Tiểu cung chủ, có thể nhưng vào lúc này, sau lưng hắn vị kia trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ nhưng trực tiếp là lên tiếng. Cao mày trầm giọng nói. Ta, Liễu Trinh trên mặt thần sắc chợt đổi một cái, móng tay đè ở trong thịt mặt, xiết ra vết máu. Một lát sau, mới gặp hắn hung hăng cắn răng, buông tha tiếp tục đấu giá ý niệm, xoay người hướng sau lưng ông già oán độc vạn phần, nói. Đi tra cho ta, tra rõ hắn rốt cuộc là ai, lai lịch gì, chờ lát nữa hội đấu giá kết thúc, ra cái này núi phủ tiên phòng đấu giá, ta Liễu Trinh nhất định phải muốn cho hắn số mệnh. Ngàn đao lăng trì. Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già khẽ gật đầu, nhìn Liễu Trinh, giống vậy sắc mặt cũng là có chút lãnh khốc tàn nhẫn. Nói tiểu cung chủ yên tâm đi. Ở nơi này thành U Lang, người có thân phận có địa vị, ai chúng ta không nhận biết.
Bực này yên lặng vô danh dân đen liền làm hắn có lòng tốt là tiểu cung chủ ngươi mua 5 màu tinh túy đi. Nghe được cái này, Liễu Trinh trên mặt thần sắc dữ tợn mới dần dần chuyển tốt mấy phần. Cùng lúc đó, bên trong phòng đấu giá. Này, không phải đâu, Liễu Trinh buông tha, thiệt hay giả? Hình như là thật, thằng nhóc này thật là tự tìm cái chết à, vì cái 5 màu tinh túy, phỏng đoán sợ rằng ngay cả mạng cũng được phối hợp. Điển hình không đầu óc, có tiền mua mất mạng hưởng. Đúng vậy, hoa 200.000 hạ phẩm linh thạch tới mua một cái như vậy 5 màu tinh túy, còn đem Liễu Trinh cũng đắc tội, thật là đầu óc có cái hố. Không biết tự lượng sức mình. Hiển nhiên, đối với Trần Phi cầm linh thạch không làm linh thạch, hơn nữa còn dám không biết tự lượng sức mình đắc tội Liễu Trinh cách làm, gần như tất cả mọi người đều là cảm thấy Trần Phi khẳng định đầu óc có bệnh, không biết cái gọi là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Không có biện pháp, Liễu Trinh thân phận gì? Đây chính là một trong tam tuyệt cung, băng ma cung tiểu cung chủ, Liễu Thiên Địa nhi tử. Như vậy bối cảnh, như vậy thân phận, hắn Trần Phi coi như là có thể ở Phù Tiên Các ích bảo vệ hạ, đi ra Phù Tiên Các, đi ra núi Phù Tiên, nhưng vấn đề là xuống núi sau đó thì sao? Cũng đừng quên, cái này núi Phù Tiên từ đầu đến cuối vẫn là ở thành U Lang bên trong thành à. Là bốn đại đứng đầu cấp thế lực địa bàn. Cái này thì xong chuyện, không có ý nghĩa, ta còn lấy là hắn mới có thể có nhiều bản lãnh. Mắt thấy Liễu Trinh lại là buông tha đấu giá, Trần Phi bĩu môi, cảm giác có chút không thú vị lẩm bẩm nói. Có lẽ ở người khác xem ra, hắn dùng 200.000 hạ phẩm linh thạch, tới mua một cái như vậy nhiều nhất chỉ trị giá 70-80.000 hạ phẩm linh thạch 5 màu tinh túy, tuyệt đối là loại ngu xuẩn được là. Không biết tốn thêm nhiều ít oan uổng linh thạch, hơn nữa, còn đắc tội Liễu Trinh. Nhưng mà đối với hắn mà nói, chính là 200.000 hạ phẩm linh thạch, lại coi là cái gì? Đều không nói bọn họ Minh Thần phủ dưới đất mặt vậy cái trung phẩm quặng mỏ linh thạch, liền nói chính hắn kiếm tiền năng lực, tùy tùy tiện tiện một lò đan phỏng đoán liền có thể bán được nhiều như vậy. Động động thủ sự việc, có cái gì cái gọi là? Cái này giống như là một cái người nghèo, hắn như thế nào cũng không cách nào hiểu một cái tỷ phú tiêu xài xem, nói trắng ra liền chính là tầng thứ chênh lệch quá lớn. Kiếm tiền năng lực không được tỷ lệ, ếch ngồi đáy giếng. Rồi sau đó, cái này núi Phù Tiên bên trong phòng đấu giá trực tiếp là từng trận dòng nước ngầm nhanh chóng trào động lực. Sát cơ lạnh như băng ở chỗ này ẩn mai trước. Bất quá hội đấu giá vẫn là đang tiếp tục tiến hành. Hôm nay chàng này núi Phù Tiên hội đấu giá không hổ là một năm một lần tình cảnh to lớn, quả thật có không thiếu vật chân quý, Trần Phi vậy đã tới hứng thú, chỉ cần vừa thấy là mình cảm thấy hứng thú, không chút do dự. Linh thạch của ngoanh loạn tạc. Đến cuối cùng, cơ hồ là không ai dám cùng Trần Phi cãi, không phải là không muốn, mà là hoàn toàn CMN không tranh hơn. Ở chỗ này thời gian, Liễu Trinh cùng với trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già đều là cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì Trần Phi triển hiện ra tài lực chân thực quá khủng bố, người bình thường mới có thể có như vậy tài lực. Hừ, ta quản ngươi là ai, dám đắc tội ta Liễu Trinh, thì nhất định phải cho ta đi chết. Nhưng mà rồi sau đó Liễu Trinh liền đem trong lòng mình cái này không an cho quên đi. Hắn tin chắc bối cảnh của mình, ba hắn nhưng mà Liễu Thiên Địa, Trần Phi loại rác dưới này, dân đen, lấy cái gì tới cùng hắn chống lại. Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đoàn âm gió treo lên, vét sạch đúng buổi đấu giá bên trong sân, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng hơi đổi một cái, ánh mắt hướng trong phòng đấu giá ương đầu đệ đi. Chỉ gặp ở đó chủ trì bán đấu giá ông già trong tay, lại là một đoàn quang đoàn xuất hiện, ở đó chớp sáng chính giữa, có một quả lớn chừng bàn tay lá cây yên tĩnh nổi lơ lửng, quanh quẩn màu xám đen gió lốc lớn, đem bọc, chiếu lấp lánh, ánh sáng vô cùng là âm nặng, cho người cực lớn cảm giác bị áp bách. Khó mà hô hấp, là lá quỷ la, Trần Phi con người rụt một cái, vui vẻ nói. Thật là quá tốt, vận khí không tệ. Hôm nay buổi đấu giá này chính giữa cạnh thật có cái này lá quỷ la đấu giá, lần này tốt lắm, mà hắn cần hai lớn thiên tài địa bảo một trong, bây giờ cuối cùng là đủ một người trong đó. Lá quỷ la, vừa thấy được cái này lá quỷ la, Liễu Trinh cũng là diễn cảm ngay tức thì đổi được hết sức kích động và tham lam. Nhìn lá quỷ la ánh mắt, giống như là muốn đem nuốt mất, phách chiếm làm của mình. Công pháp hắn tu luyện chính là bọn họ băng ma cung trấn cung chi bảo băng ngọc ma hồn công. Công pháp này cường hãn nhất chỗ, đó là có thể ngưng tụ ra một loại tên là băng ngọc ma hồn quỷ giống như.
Loại này quỷ giống như rất lợi hại, cực kỳ đáng sợ, ở nơi này thành U Lang cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cũng là hắn phụ thân Liễu Thiên Địa bảng hiệu. Hắn nếu là có thể đem tu luyện được, ắt sẽ thực lực đại tăng. Hai người băng ngọc ma hồn quỷ giống như có thể hay không tu luyện thành công mấu chốt, chính là ở nơi này lá quỷ la phía trên. Nhất định phải có cái này lá quỷ la phụ trợ sửa một chút luyện, mới có thể đem tu luyện thành công. Không chỉ là Trần Phi và hắn, còn có nhiều hơn những người khác. Ở nơi này lá quỷ la xuất hiện thời điểm, vậy trên bầu trời không thiếu phòng tiếp khách ở giữa bên trong, đều là truyền đến động tĩnh. Một đôi ánh mắt thấu chiếu xuống tới. Hiển nhiên, bọn họ cũng là bị kinh động. Thứ 45 kiện vật phẩm bán đấu giá, lá quỷ la, vật này chân quý tin tưởng không cần ta nói nhảm nhiều liền chứ. Như vậy lần này ta liền trực tiếp một chút, lá quỷ la, giá khởi đầu, 100.000 hạ phẩm linh thạch. Lão kia người bình thản thanh âm truyền tới, đám người trực tiếp là chấn động. 100.000, chỉ là giá mở đầu cách, chính là 100.000. Rất nhiều người không nhịn được tâm thần chấn động, loại này giá khởi đầu, có phải hay không có chút quá phóng đại. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh đấu giá tình cảnh, trực tiếp là để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. 110.000, một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong truyền ra thanh âm. 120.000, khác một tòa phòng tiếp khách ở giữa bên trong truyền ra thanh âm theo sát phía sau. 150.000. Lần này ra giá là Liễu Trinh, trực tiếp là đi lên tăng giá 30.000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, loại này dáng điệu vậy vẫn là không có đem đấu giá người dọa cho lui. 170.000. 200.000. Kịch liệt đấu giá tiếng này thay nhau vang lên. Vào giờ phút này, cái này lá quỷ la tranh đoạt hoàn toàn là thành những cái kia khách quý bên trong căn phòng quý khách, bọn họ biểu hiện sân khấu. Không có biện pháp. Cái này đấu giá giá cả thật sự là quá kinh khủng. Những người khác căn bản là không có cái này tài lực chen miệng. 270.000. Rất nhanh, cái này lá quỷ la đấu giá giá cả đã là lên tăng đến 270.000 hạ phẩm linh thạch lớn. Người xuất ra thanh âm vô cùng là âm lạnh, chỉ là nói chuyện, liền cho người cảm giác âm u. Từ hắn bên trong căn phòng nơi truyền ra chập chờn, lại là làm người ta hơi ra đầu tê dại. Hiển nhiên, đây là một hết sức nhân vật lợi hại. Hắn đối với cái này lá quỷ la vậy có hứng thú. Mà ở thấy loại giá này cách, tại chỗ không ít người đều là tim đập rộn lên, đỏ con mắt bắt đầu ghen tị. Số lượng khổng lồ như vậy hạ phẩm linh thạch, không biết có thể chống đỡ bọn họ cuộc sống thoải mái tu luyện bao lâu. Làm cái này lá quỷ la đấu giá giá cả đạt tới 270.000 hạ phẩm linh thạch lớn, rất nhiều người cũng lấy là cái này có phải hay không đến đỉnh. Đây đã là cái trời giá cả. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng là làm bọn họ rốt cuộc có chút nhận thức được, mình đến tột cùng là bực nào ếch ngồi đáy giếng. Nhãn giới của bọn họ, thật sự là quá nhỏ mọn. 300.000, lại có người ra giá. 320.000, âm lãnh kia lời nói chủ nhân tiếp tục ra giá. 350.000, lần này lại là Liễu Trinh ra giá. Ra giá sau đó, hắn chần chờ chốc lát. Vẫn là cắn răng nói, không biết là vị tiền bối nào. Cái này lá quỷ la đối với ta thật sự mà nói là có trọng dụng, thế ở tất được, không biết có thể hay không cho một thuận lợi. Đám người hơi an tĩnh một chút. Vậy trung ương phòng đấu giá lên ông già cũng là cau mày mi. Bất quá liền sau đó một khắc, âm lãnh kia tiếng lại lần nữa vang lên. Giống như là không có nghe gặp Liễu Trinh lời xã giao. 400.000. Hắn trực tiếp là tăng giá 50.000, 430.000, lại có người ra giá, lại còn nguyện ý tiếp tục đi theo. 45, 470k, 500.000. Rồi sau đó lại là một vòng này thay nhau vang lên kịch liệt đấu giá. Rất nhanh, cái này lá quỷ la đấu giá lại đã là đạt tới 600.000 hạ phẩm linh thạch lớn. Ước chừng là giá mở đầu cách 6 lần. Bất quá giá cả làm đến nước này. Nguyện ý tiếp tục đấu giá người rốt cục thì bắt đầu dần dần thiếu đi. 630.000. 650.000. 680.000. Hiếm lác đác sơ lại nghĩ tới liền mấy tiếng đơn bạc đấu giá tiếng. Nhưng chính là cái này mấy đạo đơn bạc thanh âm, chúng mỗi một lần vang lên, cũng biết làm mọi người tại đây tim không nhịn được nặng nề nhảy mấy cái. Cũng đã là 600-700k hạ phẩm linh thạch à. Đây mới thật sự là tình cảnh to lớn, cầm linh thạch không làm linh thạch dùng à.
700.000, rốt cuộc, vậy mặt đầy âm trầm Liễu Trinh lại lên tiếng lần nữa. 700.000 hạ phẩm linh thạch, coi như là hắn, cũng biết cảm giác vô cùng nhức nhối. Có thể coi là nhức đầu, vậy không có biện pháp, bởi vì cái này lá quỷ la hắn phải không tiếc bất cứ giá nào bắt vào tay. Mà đây 700.000 hạ phẩm linh thạch kinh người giá trên trời vừa ra, coi như là trước coi thường Liễu Trinh người nọ, lúc này vậy trầm mặc, phải dùng vượt qua 700.000 hạ phẩm linh thạch giá cả tới mua cái này một mảnh lá quỷ la, thật sự là có chút quá xa xỉ, hắn đã có chút không đồng ý. Những thứ khác người cạnh tranh nghe vậy, cũng là đồng loạt lâm vào một hồi trầm mặc chính giữa. 700.000 hạ phẩm linh thạch như vậy giá cả, đã đúng là quá cao, bọn họ cũng không muốn lại làm cái gì người tiêu tiền như rác. Không có ai tiếp tục ra giá sao? Hình như là, không có biện pháp, cái này 700.000 hạ phẩm linh thạch giá cả, đã có chút quá phóng đại. Nếu không phải băng ma cung trấn cung chi bảo băng ngọc ma hồn công tu luyện cần cái này lá quỷ la, ta nghĩ, Liễu Trinh cũng không nguyện ý làm loại này người tiêu tiền như rác chứ. Đúng vậy, vậy băng ngọc ma hồn công lợi hại nhất thủ đoạn, băng ngọc ma hồn quỷ giống như, nếu như muốn đem tu luyện thành công nói, nhất định phải dùng đến cái này lá quỷ la. Nói như vậy mà nói, Liễu Trinh dùng 700.000 hạ phẩm linh thạch tới mua, cũng không coi là thua thiệt. Xa thấy một vị kia vị hô lên thiên giới phòng tiếp khách gian khách người lần lượt yên lặng, trong sân nhất thời là có một ít tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Một mảnh lá quỷ la, lại là vỗ ra 700.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, cũng coi là để cho bọn họ ngày hôm nay, mở rộng tầm mắt. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt khẽ mỉm cười. Rõ ràng mình ra sân thời điểm rốt cuộc đã tới. Chợt cất giọng nói, 750.000. Ừ, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là trong nháy mắt có chút cứng ngắc, kinh nghi không dứt, trợn mắt hốc mồm. Coi như là vậy trên bầu trời một đôi đến từ phòng tiếp khách giữ ánh mắt, lúc này cũng là lộ vẻ được vô cùng là khác thường. Hắn đối với cái này lá quỷ la vậy có hứng thú. Vẫn là nói, đơn thuần chỉ là muốn chán ghét một chút Liễu Trinh. Rồi sau đó, cả tòa bên trong phòng đấu giá phạm vi nhỏ có chút xôn xao. Rất nhiều đạo lần nữa rơi vào Trần Phi trên người ánh mắt, đều là mang kinh ngạc, Trần Phi trước hoa linh thạch như vậy như nước chảy cũng thôi, bây giờ, hắn lại còn muốn tranh. Trên người hắn còn có nhiều như vậy linh thạch sao? Dẫu sao Trần Phi trước sau chung vào một chỗ nơi tốn hao linh thạch số lượng, bất ngờ đã là có đến gần triệu. Không thể nào trên người hắn là ủng sẽ vượt qua 2 triệu hạ phẩm linh thạch số tiền lớn đi. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều có chút ửng đỏ. Ghen tị vạn phần, kinh nghi bất định. Cái gì, hắn, mà nghe được Trần Phi tăng giá tiếng, Liễu Trinh sắc mặt cũng là ngay tức thì thay đổi. Ánh mắt dữ tợn trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi chỗ ở phát hiện, vô luận là ánh mắt chỗ sâu, vẫn là trên mặt, đều là uy nghiêm một mảnh. Ta ra, 800.000 hạ phẩm linh thạch, sát theo. Liễu Trinh lại lần nữa cắn răng nghiến lợi ra giá, lời nói ở giữa tràn đầy làm người ta sợ hãi dày đặc sát cơ lạnh như băng. Vô số người lại lần nữa ngược lại hút hơi lạnh, 800.000 hạ phẩm linh thạch, đây quả thực điên rồi. Xem ra Liễu Trinh là thật đối với cái này lá quỷ la thế ở tất được, khinh thường bất cứ giá nào. Vậy muốn lấy được, bực này mức linh thạch, coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, muốn lấy ra, cũng có chút khó khăn. 1 triệu. Nhưng mà, sát theo, Trần Phi lại lần nữa bình thản tăng giá. Có thể cái này bình thản tiếng nói tăng giá biên độ, nhưng trực tiếp là làm người ta con người bạo co lên tới. 1 triệu. Trên bầu trời, Liễu Trinh chỗ ở phòng tiếp khách ở giữa bên trong, hắn nơi ngồi ở phía dưới mông cái ghế khoảnh khắc ở giữa nổ bể ra, thành là bột, linh khí bão táp, cực kỳ kinh khủng, vô cùng là hỗn loạn. Rồi sau đó liền gặp Liễu Trinh ánh mắt trực tiếp là dữ tợn bạo giận lên, xuyên thấu qua hư không, tràn đầy sát ý con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cùng lúc đó, hắn trong mắt còn có một tia hoang đường kinh nghi bất định vẻ, đang lóe lên. 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp là tăng giá 200.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là đang xem thường hắn Liễu Trinh, không muốn cùng hắn dây dưa, muốn cho hắn biết khó mà lui. Còn nữa. Cái này dân đen như thế nào có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch? Làm sao biết? Tiểu cung chủ, một bên, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già cũng là sắc mặt biến ảo một chút, không nhịn được hướng Liễu Trinh nhắc nhở. Đều không nói vậy nhiều linh thạch như vậy, tới mua như thế một mảnh lá quỷ la, kết quả có đáng giá hay không?
liền nói cái này 1 triệu hạ phẩm linh thạch, bây giờ đã là vượt qua bọn họ cực hạn. Ta biết, Liễu Trinh mặt đầy âm trầm thật sâu cắn răng răng, hai tròng mắt ném ra lạnh như băng hàn mang, tràn đầy sát ý, nói, được rồi, đi thôi, chỗ này đã không cần phải đợi tiếp nữa. Chúng ta đi dưới núi chờ, kêu nữa những người này tới. Ngày hôm nay ta nếu là không để cho vậy dân đen ngoan ngoãn hai tay đem vậy lá quỷ la còn có 5 màu tinh túy dâng lên, ta Liễu Trinh tên chữ sau này viết ngược. Tiếng nói vừa dứt, hắn trực tiếp là thông qua bên trong căn phòng truyền tống trận rời đi. Vậy Trúc Cơ chân nhân cảnh tầng 3 ông già cùng với những người khác, cũng lập tức đi theo lên. Liễu Trinh hắn đi. Nói nhảm, không đi làm gì. 1 triệu hạ phẩm linh thạch, người lấy là đó là đá à? Coi như là Liễu Trinh, chỉ sợ cũng không lấy ra được chứ. Tên này kết quả lai lịch gì à? Ta tính toán một chút, tăng thêm lá quỷ la, ngày hôm nay ở buổi đấu giá này lên, hắn ít nhất cũng đã là dùng vượt qua 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn thật có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch sao? T, đã vượt qua 2 triệu, bất quá có linh thạch thì thế nào? Ngươi không thấy được Liễu Trinh mới vừa mới rời đi, vậy đằng đằng sát khí hình dáng, ta đánh cuộc. Ngày hôm nay chuyện này khẳng định vẫn chưa xong. Ta phỏng đoán cái này Liễu Trinh hẳn là suy nghĩ một chút núi trận người. Ai, thằng nhóc này cũng là trẻ trâu, lại dám như thế đắc tội Liễu Trinh, lúc này, ta nói hắn không chết mới là lạ. Đám người một hồi xôn xao. Nhưng mà, vậy lá quỷ la đã là hoàn toàn rơi vào Trần Phi trong tay. Dẫu sao bây giờ đều đã kêu lên 1 triệu hạ phẩm linh thạch giá trên trời, ai đâu còn biết như thế thiết. Tiếp tục cùng hắn tranh. Không thấy được mới vừa rồi ảo não tức giận xông lên đi Liễu Trinh, chính là tươi sáng ví dụ sao. Mà lần này, coi như là vậy trên đài đấu giá ông già cũng hơi trầm mặc một hồi, mới lại tiếp tục bắt đầu kế tiếp đấu giá. Rồi sau đó lại là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Theo thời gian đưa đẩy, đấu giá bảo vật số lượng đạt tới 70, 80, 90 kiện. Cái này bây giờ Trần Phi ra tay rất ít. Nhưng một khi chỉ cần hắn vừa ra giá cả, muốn thứ gì, những thứ khác đấu giá người lập tức đàng hoàn toàn không có tiếng. Hiển nhiên, biết rõ không tranh hơn, bọn họ cũng chỉ đã có kinh nghiệm. Tỉnh đến lúc đó đấu giá bất quá, xấu hổ mất mặt, vậy chân thực không việc gì cần thiết. Cuối cùng, cái này buổi đấu giá cuối cùng là đi tới hồi cuối. Lão kia người triệu hoán ra thứ 100 kiện, cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Đông. Một đạo nặng nề long trung vang khắp, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người thân thể đều là đĩnh trực, từng đạo ánh mắt, hết sức ngưng nhiên cùng kích động hướng vậy trên đài đấu giá nhìn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, xưa nay 1 năm 1 lần núi Phù Tiên hội đấu giá thứ 100 kiện áp trục bảo bối, vậy cũng là chân chính làm động lòng người thứ tốt. Là Phù Tiên các dùng để chỉ có bộ mặt đáy dương hàng. Ngay sau đó, ở đó rất nhiều đạo hỏa nóng ánh mắt vây quanh dưới. Vậy đứng ở trong phòng đấu giá ương ông già lại lần nữa vung tay lên một cái, một đạo chớp sáng xuất hiện, vậy trong chớp sáng, lại là một quyển tản ra lăng liệt kiếm khí quyển trục. Cho người cảm giác vô cùng chói mắt, ngay tức thì cực độ dụ cho người nhìn chăm chú. Cái gì, đồ chơi này không phải. Hoắc, Trần Phi ở thấy vậy tản ra lăng liệt kiếm khí quyển trục, lại trực tiếp là ánh mắt kinh dị bỗng nhiên đứng dậy. Vẻ mặt có chút chần chờ, và kích động. Hắn nếu là không nhìn lầm. Đồ chơi này hình như là. Nhưng vào lúc này, vậy trong phòng đấu giá ương ông già nhẹ nhàng giơ lên kiếm trong tay khí quyển trục, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, vật này chính là một tòa tên là Thiên Quân Kiếm Sát Trận, kiếm trận đồ lên sách, có chút không lành lặn, còn như nó uy lực. Thiên Quân Kiếm Quân cái tên này húy, không biết chư vị có thể hay không nghe nói qua. Thiên Quân Kiếm Quân. 120 năm trước, ngoại vực tiếng tăm lừng lẫy kiếm trận sư cường giả. Tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, Thiên Quân Kiếm Quân. Rất nhiều người trong lòng đều là không nhịn được cuồng chấn. Hiển nhiên, bọn họ cũng là không nghĩ tới, quyển trục này có thể cùng 100 năm trước nguyên đan cảnh tồn tại liên hệ quan hệ, như vậy lai lịch kinh người. Nhất thời, không phải là người trong lòng đều là không nhịn được cuồng chấn, cặp mắt đi theo ửng đỏ. Nóng như lửa. Có thể cùng nguyên đan cảnh tồn tại liên hệ quan hệ, quyển trục này, tuyệt đối là đồ tốt à. Kiếm trận sư, là một loại rất nghề nghiệp đặc thù, là trận pháp sư và kiếm tu dung hợp. Cần dùng kiếm ý tới thúc giục trận pháp, người như vậy, mới cũng coi là thứ thiệt kiếm trận sư. Mà như vậy trận pháp, cần bị nhất định đẳng cấp kiếm ý mới có thể thúc giục, thì chính là kiếm trận đồ.
tương đương với dị chủng trận pháp. Vô số người trong lòng chấn động, kiếm trận sư, kiếm trận đồ, nhất là còn là một vị nguyên đan cảnh kiếm trận sư nơi lưu lại kiếm trận đồ, như vậy chí bảo, coi như là đặt ở ngoại vực tất cả đại đứng đầu trong thế lực, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là bảo vật cao cấp. Chỉ có nồng cốt môn nhân hoặc là cao tầng mới có thể tiếp xúc tới, hoặc là tu luyện. Mà bây giờ, cái này phù tiên các lại có thể sẽ lấy ra bán. Thật đúng là số lượng lớn đi. Kiếm này trận đồ có không lành lặn? Không lành lặn ở đâu? Đột nhiên, có người cất giọng hỏi. Này, thiên quân kiếm sát trận, kiếm trận đồ hoàn toàn bản vốn phải là phân là hơn hạ hai sách, đây là lên sách, căn cứ chúng ta phù tiên các nội bộ kiếm trận sư cường giả suy đoán, hẳn là không lành lặn đại khái 20% nội dung. Trên đài đấu giá, lão kia người nói. 20%. Đám người một hồi im lặng. 20%, mấy con số này nói nhiều không nhiều nói thiếu không thiếu, điểm chính là, như cái này thiếu sót bộ phận vừa lúc là nồng cốt, vậy phải làm thế nào? Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bản nguyên vẹn, thiên quân kiếm sát trận, lên sách. Như vậy nhắc tới nói, vật này giá trị thật giống như cũng không có bọn họ trước kích động tưởng tượng lớn như vậy. Giá khởi đầu, 100.000 hạ phẩm linh thạch, rồi sau đó, thanh âm của lão giả kia vang lên. 110.000, 120.000, 150.000. Mặc dù trên bầu trời những cái kia phòng tiếp khách giữa quý khách bắt đầu lục tục tăng giá, có thể biên độ cũng không thế nào lợi hại, hiển nhiên, bọn họ bây giờ là đối với cái này không trọn vẹn thiên quân kiếm sát trận lên sách kiếm trận đồ, hứng thú không phải rất lớn. 200.000, nhưng vào lúc này, một đạo mọi người xa lạ thêm thanh âm quen thuộc nhàn nhạt vang lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống Trần Phi trên mình. Lại là hắn, hắn chẳng lẽ cũng đúng cái này không trọn vẹn kiếm trận đồ có hứng thú. Ta xem hắn là tùy tiện mua chứ. Thật không biết trên người hắn rốt cuộc có nhiều ít linh thạch. Đây cũng quá có tiền đi. Tính toán một chút, gặp như thế cái người điên, kiếm kia trận đồ dù sao cũng là không lành lặn, không nhiều lắm dùng, nhường cho hắn đi. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Những cái kia nguyên bản đối với kiếm này trận đồ còn có chút ý tứ người, lại trực tiếp là buông tha tiếp tục đấu giá năm đầu. Một, là bọn họ cảm thấy kiếm này trận đồ tàn đồ. Giá trị không phải đặc biệt lớn, hai, chính là bọn họ cảm thấy Trần Phi như vậy quá điên, hoàn toàn là không đem linh thạch làm linh thạch dùng, không tranh hơn. Thấy tình cảnh này, vậy trên đài đấu giá ông già hơi ngẩn người, không nghĩ tới giá cả đến cái này 200.000 hạ phẩm linh thạch lại liền ngưng. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, Trần Phi cho bọn họ cống hiến nhiều như vậy linh thạch, nhiều một chút ít một chút, thật ra thì vậy không sao. Đã như vậy. Hôm nay chúng ta phù tiên các buổi đấu giá này liền rơi xuống duy mạc, chư vị, sẽ gặp lại. Vừa nói, lão kia người từ vậy phòng đấu giá lên rời đi. Hội đấu giá lúc này kết thúc. Sau đó ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau đó, lão kia người liền dẫn Trần Phi nơi đấu giá được tất cả vật phẩm, tìm được Trần Phi. Quý khách, đây là ngươi nơi đấu giá được toàn bộ vật phẩm, tổng cộng 240.370.500 khối hạ phẩm linh thạch. Số lẻ ta làm chủ là ngươi lau, 240.000 liền tốt. Lão kia người ánh mắt lóe lên đánh giá Trần Phi, nói. Không biết vì sao, lấy hắn tu vi, lại sẽ ở Trần Phi trên mình cảm nhận được một ít bất an, để cho người kỳ quái. Vật này có thể để một số giá cả sao? Trần Phi đem một cái bụi đất lạnh lẽo phá la lấy ra, hỏi. Đây chính là lô thu thanh bạc trắng pháp bảo, phá la. Đây là... Lão kia người gặp Trần Phi lấy ra phá la, đầu tiên là khẽ cau mày, rồi sau đó đột nhiên vậy con người cũng đã là teo lại tới, ngay sau đó hắn trong ánh mắt cũng đã là nổi lên khiếp sợ vẻ khó tin. Đây là nhan chân phái thái thượng trưởng lão Lô Thu Thanh pháp bảo, bạc trắng số la. Bạc trắng số la, ừ, trị giá nhiều ít, Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Nghe vậy, lão kia người trực tiếp là cả người giật mình một cái, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt kinh hãi. Thật lâu sau đó, mới gặp hắn cẩn thận quan sát vậy bạc trắng số la, trầm ngâm hồi lâu, nói, giống vậy bạc trắng pháp bảo giá cả đều ở đây 2 triệu đến 3 triệu bây giờ, cái này bạc trắng số la là 9 tầng cấm chế bạc trắng pháp bảo, định giá 240 vạn cỡ đó, nhưng bởi vì bây giờ tàn phá có chút nghiêm trọng, cho nên, 1,6 triệu đi. 1,6 triệu, Trần Phi gật đầu một cái, lại phân biệt lấy ra mấy cái túi đựng đồ, bên trong đựng 800.000 hạ phẩm linh thạch.
giao cho đối phương, đây là còn dư lại, ngươi xem một chút. Không cần nhìn, lão kia người trực tiếp là đem cái này mấy cái túi đựng đồ nhận lấy, nhìn Trần Phi con ngươi lóe lên, không nhịn được hỏi, bằng hữu, Lộ Thu Thanh pháp bảo, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Làm sao, các người phù tiên các còn quản đồ lai lịch? Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên không phải, là ta lắm mồm. Xin lỗi, lão kia người lập tức lúng túng cười một tiếng. Rồi sau đó, Trần Phi trực tiếp là nhận lấy vật phẩm, cẩn thận một chút liền điểm, liền thân phận thật sự rời đi. Trần Phi lúc rời đi, nhìn hắn rời đi hình bóng, lão kia người do dự một chút, vẫn là nói, bằng hữu, Liễu Trinh mặc dù không có gì lớn không được, bất quá ba hắn nhưng là băng ma cung cung chủ Liễu Thiên Địa. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, rất lợi hại, người nhất tốt cẩn thận một chút. Trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt cười khoát tay một cái, nói, đa tạ nhắc nhở, ta biết. Người này, hắn, lão kia người lại lần nữa nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, không nhịn được tự lẩm bẩm, bạc trắng số la lại có thể bị hắn cho cầm, chẳng lẽ, Lộ Thu Thanh bị hắn giết đi? Không thể nào đâu. Lão nhân kia đã sớm sắp đến gần trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong à. Từ vậy núi phù tiên phòng đấu giá rời đi sau đó, Trần Phi đem vậy lá quỷ la lấy ra thả ở trong tay, cảm nhận được nồng nặc kia khí âm nhu đụng chạm hắn thân thể, không nhịn được là cười lên, nói. Quả thật là lá quỷ la, đợi sẽ tìm một chỗ tương kỳ luyện hóa một phen, đến lúc đó, ta tử tiêu bảo thể thì có thể đủ có cái hình thức ban đầu. Tử tiêu bảo thể. Chính là cái này từ tiêu tài quyết chân công lên sách cốt lõi nhất nhất thứ lợi hại. Một khi luyện thành, uy lực vô cùng. Bất quá làm hắn đi sau khi xuống núi, ngược lại là đúng là phát hiện có người đang theo dõi hắn. Hơn nữa còn là trắng trợn cái loại đó. Thật muốn đến tìm chết là chứ. Trần Phi tự lẩm bẩm một tiếng, hướng nơi ít người đi tới. Cùng lúc đó, một bên kia, Liễu Trinh bên người, vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng ba ông già thấy Trần Phi cử động như vậy. Trực tiếp là con người chớp mắt, đạo tiểu cung chủ, đi, chúng ta mau cùng lên đi. Đó là ra thành đường. Nghe vậy, một bên Liễu Trinh trên mặt lập tức nổi lên giữ tợn cười nhạt vẻ. Thằng nhà quê, dân đen, dám theo ta Liễu Trinh cướp đồ, ngày hôm nay, ta liền phế ngươi. Hắn châm chọc cười một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, sau lưng từng cái khí tức cường đại người cũng đi theo lên. Đây là hắn tìm tới người giúp, đều là băng ma cung có danh tiếng cường giả. Hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Để ngừa vạn nhất, như vậy sau gần nửa giờ, Trần Phi trực tiếp là đi ra thành U Lang, theo đại lộ, đi tới dấu vết người hoang vu hoang dã vùng. Sau đó Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn sau lưng có chút không bình thường bầu trời, cười lên, nói, được rồi, đi ra đi, các người lén lén lút lút ở ta sau lưng theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Ha ha! Xem ra ngươi là thật đã sớm biết rồi. Bất quá, ngươi lại có thể không chạy, là biết không chạy khỏi chứ. Một đạo tràn đầy oán độc cùng với xâm nhiên tiếng cười lạnh vang lên, vậy trên bầu trời ánh sáng chớp mắt, chỉ gặp vậy trong không khí trực tiếp là có chút vặn vẹo xuống, tuyết rơi nhiều bay xuống, giống như là có từng tầng một mong mỏng xa bị vạch trần. Từng đạo bóng người theo sát phía sau xuất hiện, từng cái cả người tản ra cường hãn hơi thở, có chút cơ chân nhân cảnh tầng 3. Còn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Hơn nữa số lượng không thiếu, có chừng 7-8 người. Tiểu cung chủ, đây chính là ngươi nói vậy không có mắt người. Nhìn như, vậy chưa ra hình dáng gì mà. Một vị trên mặt có ban người trung niên nhìn Trần Phi khinh thường nói. Hắn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tu vi, loại này đứa bé, để cho hắn đích thân ra tay, đơn giản là dùng không đúng chỗ. Chưa ra hình dáng gì đúng vậy xác thực chưa ra hình dáng gì. Bất quá, trên người hắn nhưng mà có rất nhiều đồ tốt. Liễu Trinh hí ngược ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, tràn đầy châm chọc, nói chỗ này phong cảnh cũng không tệ lắm. Tên nhà quê, dân đen, ngươi ngược lại là ngươi tìm một tốt đất chôn. Xem ra ngươi là cảm thấy các người đem ta ăn chắc. Trần Phi cười một tiếng, trong con ngươi hơi lóe lên lau một cái hàn mang. Nếu không thì sao, Liễu Trinh cười một tiếng, nhìn Trần Phi trên cao nhìn xuống. Giống như là nắm trong tay hết thảy cục diện vậy, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể địch nổi ba vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ, bốn vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, ngươi không ngại thử một lần. Ừ, rác dưới. Tiểu cung chủ,
nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Để ta đi, trên gương mặt kia có ban người trung niên trực tiếp là không nhịn được, đi về phía Trần Phi, cả người hiện ra kinh khủng băng hàn linh khí. Trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu băng lam bàn tay, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến đẻ đi. Ha ha, xem ra sự việc đã kết thúc. Ừ, cái gì, cái này không thể nào. Liễu Trinh trước một giây còn là một bộ nắm chắc phần thắng vẻ phách lối, sau một giây, trên mặt thần sắc nhưng trực tiếp là thay đổi. Bởi vì chỉ gặp mặt đối với vậy màu băng lam bàn tay, Trần Phi chẳng qua là cong ngón tay bắn ra, một đạo làm người ra đầu tê dại kiếm khí liền lại trực tiếp là đem cái trước hoàn toàn xuyên thấu. Rồi sau đó kiếm khí kia dư lực không nghỉ hung hăng xuyên thủng tiến vào trên gương mặt kia có ban người trung niên thân thể. Ngươi, ngươi, ngươi. Trên gương mặt kia có ban người trung niên con ngươi co rúm lại khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng cuối cùng, vẫn là đột nhiên ngã quỵ trên đất, đều nín thở. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ, chết. Bị giết trong chớp mắt. Cái gì, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là thốt nhiên biến sắc, sợ hãi nhìn Trần Phi, lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau. Hiển nhiên, bọn họ căn bản hoàn toàn không thể nào nghĩ đến. Trần Phi thực lực lại có thể như vậy lợi hại. Một chiêu, liền đem cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ cũng cho dây. Tiểu cung chủ, đi. Rồi sau đó liền gặp vậy còn sót lại hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ ở giữa một vị trong đó sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn. Muốn cho Liễu Trinh đi trước. Đi, chạy đàng nào, không nói hết rồi đây là hắn đất chôn xương sao. Trần Phi cười một tiếng. Đi về phía đã bị hù tê liệt Liễu Trinh. Đầu ngón tay hiện lên loáng loáng ánh sáng màu tím, đùng đùng. Các hạ, tha cho người được nên tha. Chuyện này người vậy chưa ăn thua thiệt, nếu không, cứ định như vậy đi. Có người đi lên nói. Cút, Trần Phi chỉ có một cái như vậy chữ. Ngươi, người kia sắc mặt biến đổi, cảm nhận được làm nhục. Không nhịn được nói, các hạ, người mạnh hơn nữa cũng là một người, người hẳn biết chúng ta thân phận. Chúng ta có thể là tới từ băng ma cung, là tam tuyệt cung dưới quyền một trong. Phốc suy, người nọ nói cũng còn chưa nói hết, một đạo tử tiêu khí liền đem hắn thân thể chìm ngập, trực tiếp là làm cả người cũng nổ tung. Lại là một vị nhất trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ chết đi, liền một chiêu đều không cách nào chống nổi đi. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta băng ma cung trở mặt, vạn kiếp bất phục. Những người đó hoàn toàn sợ hãi. Nhưng vẫn là không nhịn được sắc lệ nội cha, nói. Ta phát hiện các người nói nhảm thật rất nhiều. Các người không phải ôm giết tâm tư của ta tới sao? Làm sao, đến bây giờ, ta giết các người lại không được. Trần Phi cười lạnh lắc đầu một cái, ngón tay vung lên, trong hư không lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn đáng sợ kiếm khí, đem vậy sắc lệ nội cha chi đầu người chém xuống, đầu lìa khỏi xác. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ tĩnh nhược ve mùa đông. Không ai dám nói nhảm. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng. Là, tại sao, Trần Phi thực lực lại có thể như vậy khủng bố? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Gặp Trần Phi hướng mình đi tới, Liễu Trinh người đều đần độn, hoảng hốt thất thố hô lớn, thần sắc trắng bệch, lăn lộn trên mặt đất, về phía sau bò. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Trần Phi cười một tiếng, nói ta người này có cái rất tốt thói quen. Muốn người ta, gần đây đều là không sống qua ngày thứ hai. Nghe vậy, nhất thời vậy tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt bỗng nhiên. Chẳng lẽ, Trần Phi còn muốn giết Liễu Trinh? Các hạ, lần này là chúng ta không đúng, có thể chúng ta tiểu cung chủ chính là Liễu Thiên Địa cung chủ nhi tử, người nếu như giết hắn, há chẳng phải là phiền toái quá lớn. Nếu không, sẽ bỏ qua hắn lần này, từ nay về sau, bọn ta nhất định thấy các hạ đi vòng. Vậy cuối cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ nhắm mắt đứng ra, nói. Đúng vậy, ba ta nhưng mà Liễu Thiên Địa, băng ma cung cung chủ, nếu là ngươi dám động ta một sợi lông tơ, ba ta nhất định sẽ để cho ngươi không ăn được bao đi, vạn kiếp bất phục. Liễu Trinh lúc này vậy đã tới lòng tự tin, ngẩng đầu, lớn lối nói. Có một cái trâu bò như vậy người làm ba ba hắn, hắn có thể không tin, Trần Phi dám giết hắn. Phốc suy. Coi như sau đó một khắc, một đạo đạm bạc kiếm khí xuyên thấu tim hắn, còn có đan điền, trực tiếp là làm hắn trên gương mặt kia vẻ phách lối cứng lại. Còn sót lại tất cả mọi người sắc mặt đều là ngay tức thì đại biến. Ngươi,
ngươi lại có thể thật giết tiểu cung chủ. Vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, đột nhiên sắc mặt đổi được dữ tợn, nói tiểu tạp trùng, ngươi chết chắc, cung chủ đại nhân tuyệt đối sẽ đem ngươi ngàn đao lăng trì, thân hình toàn diệt. Phải không? Trần Phi lại là khoát tay, đem vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ cũng cho đánh phá tim. Khóe miệng lưu lại nhàn nhạt cười nhạt, khinh thường nói, bất quá xin lỗi, ngươi có thể xem không đến ngày đó. Trong hoang dã, một cái cổ thi thể ngã ở vậy. Cái này Liễu Trinh vốn có thể sống thật tốt, có thể nếu không phải là làm bậy, chạy đi tìm cái chết, cái này tự nhiên không thể trách Trần Phi tàn nhẫn vô tình. Dẫu sao, ở nơi này tu chân giới từ đầu đến cuối vẫn là quả đấm lớn mới là thật lý. Máu tươi tắm đi ra ngoài đạo lý, mới là đúng. Sau đó Trần Phi rời đi, lại lần nữa tiến vào thành U Lang. Hắn mới vừa lấy được lá quỷ la, nhất định phải tìm một người thích hợp địa phương tương kỳ luyện hóa liền mới được. Không lâu sau, Liễu Trinh đám người thi thể bị phát hiện, thành U Lang chấn động. Này, các người nghe nói không? Liễu Trinh chết, hơn nữa và hắn cùng chết còn có mấy cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, và tầng 3 đỉnh cấp. Cái gì, Liễu Trinh, cái nào Liễu Trinh? Còn có thể có nào cái Liễu Trinh? Băng Ma cùng Liễu Thiên Địa nhi tử. Liễu Thiên Địa muộn có con, cho nên đối với cái này Liễu Trinh vô cùng cưng chiều, mà bây giờ, người lại có thể không biết bị ai giết đi, đây quả thực. Bất quá, ai lá gan lớn như vậy? Liền Liễu Thiên Địa mặt mũi cũng không cho. T, Liễu Trinh chết, đợi một chút, chẳng lẽ, không phải đâu, thật chẳng lẽ là hắn? Người biết chút ít cái gì không? Trước Liễu Trinh và một người ở núi Phù Tiên phòng đấu giá sinh ra mâu thuẫn, người nọ rất có tiền, ít nhất hào ném 200 hạ phẩm linh thạch lớn. Cái gì? 2 triệu hạ phẩm linh thạch? Vậy xem ra cái này Liễu Trinh chết không oan uổng, có thể tùy tùy tiện tiện cầm nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch người đi ra ngoài, có thể đơn giản đi nơi nào. Xem ra là cái này Liễu Trinh không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình, kết quả đá một khối ở trên thiết bản đi à. Có thể hay không điên ta không biết, nhưng là, sợ rằng có người phải xui xẻo đi. Giết người, trừ phi là vĩnh viễn không đến cái này thành U Lang, nếu không, băng ma cung có cái gì không tra được. Rất nhiều tương tự với như vậy tiếng nghị luận này thay nhau vang lên, oanh động cả tòa thành trì. Không có biện pháp, Liễu Thiên Địa là ai? Đây chính là Tam Tuyệt Cung một trong ba đại cự đầu, đường đường băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ, nhưng bây giờ, hắn nhi tử nhưng bị người giết. Phơi thây dã ngoại. Mọi người không chấn động, không kinh hãi mới là lạ. Cùng lúc đó, thành U Lang băng ma cung. Băng ma cung tọa lạc tại thành U Lang Tây Bắc bên, chính là thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực Tam Tuyệt Cung ba đại tạo thành một trong những bộ phận, thực lực vô cùng là cường hãn, uy danh lan xa, lại là có thế hệ trước trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 chấn giữ. Ở nơi này thành U Lang bên trong khu vực, trên căn bản là thuộc về không trêu chọc nổi cường hãn tồn tại. Mà chính là vào lúc này, băng ma cung chỗ sâu một tòa tối tăm băng trong cung điện, kinh khủng linh khí ở đó trong vây quanh, một người bàn ngồi ở trong đó, sau lưng loáng thoáng có một cái khổng lồ quỷ giống bóng dáng, hai đầu bốn cánh tay, cả người băng lam, hào phóng miệng răng nanh, cực đoan khủng bố. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định là sẽ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Băng ngọc ma hồn quỷ giống như... Không sai. Đây chính là băng ma cung vô cùng là bảng hiệu mạnh mẽ một trong thủ đoạn băng ngọc ma hồn quỷ giống như. Có thể tu luyện cho ra như vậy đồ người, ở băng ma cung nội, không vượt qua 5 người. Mà người này, chính là vậy tu luyện ra băng ngọc ma hồn quỷ giống như lợi hại nhất người kia. Băng ma cung hiện đảm nhiệm cung chủ, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong Liễu Thiên Địa. Rắc rắc. Nhưng vào lúc này, từ trong ngực hắn đột nhiên truyền ra ngọc bội thanh âm tan vỡ. Rồi sau đó, hắn trong mắt vậy khiếp sợ cùng cuồng nộ vẻ, tựa như là đâm rách không gian, chợt hiện lên. Hắn xòe bàn tay ra, một khối vỡ thành rất nhiều khối ngọc bội, xuất hiện ở hắn trước mắt, làm hắn gương mặt cũng cứng lên. Rồi sau đó con mắt sắp nứt. Con ta sinh mạng ngọc bội lại có thể bể, có người giết hắn. Thật là to gan, lại có người dám ở ta Liễu Thiên Địa trên đầu động thổ, kích phá ta nghịch lân. Liễu Thiên Địa trong đôi mắt bắn nhanh ra vô cùng cuồng nộ, sau lưng băng ngọc ma hồn quỷ giống như cũng là gầm hét lên, tràn đầy sát ý. Oanh! Ầm ầm ầm. Rồi sau đó liền gặp hắn vậy như bài sơn đảo hải kinh người hơi thở phóng lên cao, khuấy loạn bầu trời,
làm băng ma cung nội người cũng ngay tức thì màu đậm đại biến đứng lên. Rồi sau đó, một đạo thân ảnh xông lên bay ra ngoài, trực tiếp là hướng ngọc bội chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Không qua thời gian bao lâu, thành U Lang bên ngoài, Liễu Trinh các người phơi thây đất hoang dã, trên bầu trời, một đạo giống như là sao xa vậy băng lam đám mây xuất hiện, ngang nhiên rơi xuống. Rốt cuộc là xuất hiện ở Liễu Trinh bên cạnh thi thể. Phịch, kinh khủng đợt khí bắn ra bốn phía mở, làm vậy chung quanh mấy chục thước đất đai trực tiếp là trầm xuống một ít không gian, tầng tầng tan vỡ, vô cùng đáng sợ. T, là băng ma cung cung chủ, Liễu Thiên Địa tới. Xa xa, người xem náo nhiệt con người có giúp lại, liền vội vàng xoay người đi tới. Liễu Trinh chết, bây giờ Liễu Thiên Địa tuyệt đối là đang bực bội lên, bị vạ lây người vô tội thì phiền toái. Chết, thật đã chết rồi. Nhìn Liễu Trinh thi thể, Liễu Thiên Địa mặt đầy dữ tợn, vặn vẹo, sát khí hiện lên, sát theo, oanh một tiếng vang thật lớn. Trên vùng đất kia lại là xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm thước hố sâu. Dám giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, vô luận là ai, ta muốn cho hắn chết. Lột ra đi cốt, thần hồn câu diệt. Sát theo, một đạo tràn ngập nồng nặc đáng sợ ý định giết người âm trầm tiếng vang lên. Bầu trời này trong, đều tựa như là có sơ xác tiêu điều và băng hàn. Rồi sau đó hắn liền lại nhanh chóng trở lại băng ma cung, thậm chí còn liên lạc những thứ khác hai cung, vận dụng tam tuyệt cung toàn thân lực lượng, điều tra hung thủ là ai. Coi như là đào ba thước cũng phải đem tìm ra. Cùng lúc đó, Trần Phi đã lại lần nữa đi tới thành U Lang chính giữa. Thành U Lang khu vực trung ương, tọa lạc một tòa hướng lòng đất kéo dài đi tháp. Tổng cộng có 22 tầng, tên là tu luyện tháp, nối liền lòng đất linh mạch. Trừ nhất phía dưới vậy 22 tầng, là thành U Lang thành chủ đoạn hoành sông dành riêng, còn lại đều có thể đối bên ngoài mướn. Lúc này, Trần Phi đang một vị người dẫn đường dưới sự chỉ dẫn, đứng ở nơi này tòa lòng đất trên tháp cao phương, cúi đầu nhìn vậy sâu không thấy đáy lòng đất tháp cao, con mắt lóe lên. Chỗ này tuy kém hơn Minh Thần Phủ vậy cái linh phẩm địa cấp linh mạch, nhưng vậy coi như không tệ. Bên cạnh vậy người dẫn đường nói, đại nhân, cái này tu luyện tháp phía dưới nối liền chúng ta thành U Lang linh mạch, sở dĩ phải có vô cùng bàng phái, cuồn cuộn không dứt thiên địa linh khí, hơn nữa bên trong tháp mỗi một gian phòng tu luyện ở giữa cũng còn có trận pháp cường đại củng cố, trước kia vạn nhất. Đặc biệt thích hợp tu luyện. Cầm đi, người thù lao. Trần Phi đem trước nói xong thù lao cho đối phương, đi bộ, chính là hướng vậy mướn phòng tu luyện giữa địa phương đi. Bước vào tu luyện tháp. Cái này không tính là tầng thứ nhất, bất quá nhưng là có thể làm tu luyện tháp gian phòng mướn địa phương. Cách đó không xa, có một xếp xếp bàn nhỏ, sau cái bàn phương cũng ngồi nhân viên làm việc. Ta muốn thuê một gian phòng tu luyện, Trần Phi đi tới. Quý khách ngài khỏe. Vậy nhân viên làm việc khách khí mỉm cười nói, lại nói quý khách, chúng ta thành U Lang tu luyện tháp trước tầng 7 là phòng tu luyện phổ thông, một ngày cần 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tầng 8 đến 14 tầng là phòng tu luyện bạc trắng, một ngày cần 300 khối hạ phẩm linh thạch, xin hỏi quý khách ngài cần loại nào? 14 tầng sau đó thì sao? Trần Phi hỏi. Quý khách ngài cần 14 tầng sau phòng tu luyện. Vậy nhân viên làm việc lấy làm kinh hãi, vội vàng thần sắc lại là cung kính nói, quý khách, tầng 15 đến tầng 21 là phòng tu luyện hoàng kim. Một ngày cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, một tầng cũng chỉ có 4 phòng tu luyện. Tổng cộng 28 tòa, ta xem. Bây giờ thật giống như chỉ còn lại cuối cùng một tòa. Càng đi xuống, bởi vì vượt đến gần lòng đất linh mạch, cho nên linh khí sẽ thành được càng ngày càng nồng đậm. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một ngày, cái giá này mặc dù có chút khoa trương, nhưng đối với rất nhiều người cần thiết mà nói, linh thạch này vẫn là xài đáng giá được. Phải, vậy ở giữa phòng tu luyện ta muốn. Trần Phi gật đầu một cái. Quý khách. Mướn phòng tu luyện hoàng kim, cần 50.000 khối hạ phẩm linh thạch tiền thế chân. Nhiều lui thiếu bổ, vậy nhân viên làm việc nói. Ừ, được, Trần Phi gật đầu một cái, cầm ra linh thạch đưa cho đối phương. Người sau lập tức đem linh thạch nhận lấy. Quý khách xin chờ một chút, ta lập tức là ngài làm thủ tục. Vậy nhân viên làm việc ân cần nói. Bọn họ ở công việc này đều có tiền huê hồng, mỗi mướn ra một gian phòng tu luyện hoàng kim, đề thành cũng biết hết sức khả quan. Đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bá đạo truyền tới. Khí thế chèn ép tới, trực tiếp là đem vậy nhân viên làm việc động tác trên tay ngăn cản.
Một vị người mặc vào hắc bào mặt vàng ông già sắc mặt lãnh ngạo xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đem vậy nhân viên làm việc động tác ngăn lại. Ngươi có ý gì? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói. Có ý gì? Vậy người mặc vào hắc bào mặt vàng ông già khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Thái độ rất không khách khí, ngươi có biết hay không cái này phòng tu luyện hoàng kim là cho đẳng cấp gì cường giả dùng? Ngươi là thứ gì, mới bao nhiêu tuổi, có tư cách mướn cái này phòng tu luyện hoàng kim? Được rồi, cút đi, cái này phòng tu luyện hoàng kim ta muốn. Trần Phi nghe vậy ánh mắt nhất thời lạnh lùng ngưng một chút, cũng không phản bác, mà là nhìn vậy nhân viên làm việc, nói, xin hỏi, loại chuyện này các người bỏ mặc quản. Vậy áo bào đen mặt vàng ông già nhất thời dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Trần Phi, bọn họ quản. Lấy cái gì quản, thật là buồn cười. Ta. Vậy nhân viên làm việc một mặt không biết làm sao, cái này áo bào đen mặt vàng ông già rõ ràng cho thấy một vị tu vi rất lợi hại cường giả. Hắn mới vừa đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, xa không phải là đối phương địch thủ, để cho hắn quản. Như thế nào quản? Thằng nhóc. Xem ra ngươi vẫn không rõ cái này thành U Lang quy củ và hiểm ác. Đây là một cái mạnh hiếp yếu, quả đấm vi tôn thế giới, hiểu không? Vậy áo bào đen mặt vàng ông già khinh thường mở miệng, nói, được rồi, mau cút đi, cái này phòng tu luyện hoàng kim ta muốn. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Vậy áo bào đen mặt vàng ông già nhìn như đã có chút không nhịn được. Cùng lúc đó, hắn trong mắt còn lóe lên nhàn nhạt vẻ trào phúng, giễu cợt Trần Phi loại này người tuổi trẻ. Lại quy củ cũng không biết, vừa thấy chính là cái loại đó lần đầu rời nhà tranh con nít, có thể tùy ý khi dễ. Tiên sinh, vị kia khách người ta nói cũng không tệ, lấy người tu vi, có lẽ cũng không cần dùng đến phòng tu luyện hoàng kim tốt như vậy địa phương. Nếu không ta cho ngươi ngoài ra an bài một gian phòng tu luyện bạc trắng chứ. Phòng tu luyện bạc trắng cũng không thiếu rảnh. Nhưng vào lúc này, vậy nhân viên làm việc nhỏ giọng hướng Trần Phi nói. Hắn không hề cho rằng Trần Phi loại này nhìn như rất trẻ tuổi người, có thể có chống lại vậy áo bào đen mặt vàng ông lão thực lực, nếu không cách nào chống lại, vậy thì vẫn là được rồi. Đừng gây chuyện tốt nhất, hắn cũng là vì Trần Phi tốt, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Bất quá Trần Phi vẫn đứng ở vậy một hơi một tí, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, ánh mắt rất lạnh. Không hiểu tới trước về sau đạo lý sao, vẫn là nói, các người chỗ tòa này tu luyện tháp đạo đãi khách. Chính là như vậy. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi không khách khí nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy áo bào đen mặt vàng ông già cùng với nhân viên làm việc đều là sững sốt một chút. Rồi sau đó cái trước ánh mắt hơi chăm chú đứng lên, trong mắt lộ ra thú vị thần sắc. Người sau vậy thần sắc chính là hơi có chút đỏ lên. Quý khách, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, ngươi có biết phòng tu luyện hoàng kim một ngày cần muốn bấy nhiêu linh thạch. Đây chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, người coi như cầm ra được, có cần phải như vậy lãng phí. Nhiều đi nữa tích chữ một ít đi mua thích hợp ngươi loại này cảnh giới tu luyện các loại đan dược, không phải tốt hơn. Vậy nhân viên làm việc cho rằng mất mặt, mặt đỏ bừng nói. Trước, áo bào đen mặt vàng ông già không cho hắn mặt mũi thời điểm, hắn dám đều không dám thả một cái, mà bây giờ, Trần Phi chẳng qua là có lý có chứng cớ chất vấn, liền khơi dậy hắn to lớn như vậy phản ứng. Rõ ràng, ở hắn trong lòng vẫn là cho rằng Trần Phi loại này người tuổi trẻ là trái hồng mềm. Dễ khi dễ nhiều. Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, một túi trang bị 50.000 hạ phẩm linh thạch túi đựng đồ trực tiếp là đập chúng đối phương trên mặt, bình tĩnh nói cái này tu luyện tháp nếu như thuộc về ngươi, là ngươi chuyên có vật, vậy ngươi còn có tư cách nói những lời này, nhưng bây giờ, ngươi bất quá chỉ là cái giữ cửa. Nói những lời này chưa thấy được có chút da mặt dày đến tự rát vàng lên mặt mình sao? Bây giờ, giúp ta làm thủ tục. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Mà nhưng vào lúc này, vậy áo bào đen mặt vàng ông già lạnh lùng cắt đứt Trần Phi nói. Sau đó nhìn hắn ánh mắt xâm nhiên mở miệng nói, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Bây giờ, ngươi từ nơi này tu luyện tháp rời đi, ta Lục Minh liền làm chuyện này chưa có phát sinh qua, nếu không... Hắn lời kia âm trong mang nhàn nhạt uy hiếp vẻ, rất lạnh, tràn đầy khinh thường. Mà nghe được hắn tự giới thiệu, một bên không tốt người xem náo nhiệt hơi có chút ngây ngẩn. Rồi sau đó ánh mắt kia tại sắc mặt chính là trở nên có chút cổ quái, kinh ngạc. Hắn chính là Lục Minh, ta nghe nói hắn có người chị, xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là âm mị thân thể,
bị Nhan Chân phái thế hệ này Nhan Chân thất tử đứng đầu Phá Tinh quân coi trọng. Thu vì thị thiếp, trách không được người này dám ở nơi này tu luyện bên trong tháp như vậy phách lối, nguyên lai là có Phá Tinh quân bối cảnh à. T. Phá Tinh quân, chính là vị kia bị dự là có hy vọng nhất tấn nhập trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên Nhan Chân phái thiên tài. Không sai, chính là hắn. Chậc chậc, nếu là như vậy, thằng nhóc này xui xẻo. Phá Tinh quân cũng không phải là ai cũng dám không cho mặt mũi. Đám người một hồi xôn xao. Nhan Chân phái thế hệ này Nhan Chân thất tử, nhân vật dẫn đầu chính là vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp Phá Tinh quân. Hơn nữa người này rất thiên tài, một thân tu là cũng đã gần muốn đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Nếu không phải cần thiết, nếu không không người nguyện tự mình trêu chọc. Coi như chẳng qua là hắn một cái tiểu cữu tử, cũng là như vậy. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ, rồi sau đó chính là hơi bĩu môi, lại là Nhan Chân phái. Thật đúng là âm hồn bất tán đồ à. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt, thần sắc biến hóa, cùng với chung quanh những người đó nghị luận, thổi nâng, Lục Minh rất hiển nhiên là cho rằng Trần Phi sợ, thần sắc phơi phới ngạo mạn đứng lên, nhìn Trần Phi, trực tiếp là vung ra một trường, lạnh lùng nói, cút ngay. Oanh! Nhất thời, một cổ cảm giác hít thở không thông ở tại chỗ không ít người trong lòng xuất hiện, để cho bọn họ hơi biến sắc mặt, cái này Lục Minh mặc dù phách lối, nhưng lại là một cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cường giả, cái này, đây là làm bọn họ không có nghĩ tới. Rồi sau đó, liền gặp bọn họ ánh mắt khá là đồng tình và thương hại nhìn Trần Phi, lắc đầu một cái. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi loại này nhìn như trẻ tuổi như vậy chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, như thế nào ngăn cản được một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ một trường. Cây kia bản hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Có thể chuyện kế tiếp, nhưng làm bọn họ rung động đứng lên, không nghĩ tới. Cút, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nhất thời, toàn bộ tu luyện tháp cái này một tầng bên trong đại sảnh đều là nhiệt độ chợt giảm xuống đứng lên. Mọi người khó hiểu cảm giác giá rét vô cùng. Một tiếng va chạm tiếng truyền ra, sau đó mọi người liền gặp vậy uy thế kinh người Lục Minh lại là thân thể lui về, mà ở trước người của hắn, Trần Phi bóng người, bất ngờ vẫn là như vậy bình tĩnh đứng, một không nhúc nhích. Cái gì? Thằng nhóc này lai lịch gì? Lại có thể ngăn trở trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ một trường. Thật là cường hãn, cái này chỉ sợ không phải ngăn trở đơn giản như vậy chứ. Người xem Lục Minh sắc mặt, đều đã có chút trắng bệch. Đám người con người co rúc lại, trong lòng khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi một cái như vậy nhìn như trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, lại có thể đem trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cảnh giới Lục Minh cũng bước lui. Chẳng lẽ đối phương đánh từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ cũng không sợ, nguyên lai, là có như vậy thực lực cường hãn, thành tựu bảo đảm. Chẳng qua là, thằng nhóc này đến tột cùng là lai lịch gì à? Như vậy trẻ tuổi, có thể ngăn trở một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu như truyền đi, sợ rằng không biết bao nhiêu người cũng biết không tin. Bởi vì điều này thật sự là quá mức kinh hãi tục. Lúc nào, tuổi trẻ mua đời người, mới có thể có như vậy lợi hại và yêu nghiệt ra đời. Hơn nữa điểm chính là bọn họ còn cũng không nhận ra, chẳng lẽ, không phải thành u lang người. Mọi người nhìn về Trần Phi ánh mắt khó hiểu sợ hãi, rung động, kinh nghi. Ngươi, cùng lúc đó, Lục Minh nguyên bản vô cùng phách lối sắc mặt lúc này cũng là hoàn toàn cứng lại. Ánh mắt run rẩy đọng lại ở nơi đó, vừa giận vừa sợ, nhìn hắn vậy bị ngăn cản trở về tay, da mặt một hồi đỏ lên, giống như là cảm thấy to lớn làm nhục. Hắn Lục Minh thân phận gì thực lực gì, bây giờ lại có thể liền Trần Phi bực này yên lặng vô danh tiểu bối, người tuổi trẻ, lại dám cũng không cho hắn mặt mũi, còn nghĩ hắn một trưởng này đánh lui. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn Lục Minh uy nghiêm đem đưa vào chỗ nào? Mặt mũi hà tồn. Thằng nhóc, ngươi là thật muốn tìm cái chết. Rồi sau đó liền gặp mắt thần run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lời nói mang to lớn chập chờn, nếu như hàn xương, nói. Cút, nếu không ta phế ngươi. Trần Phi khóe miệng khạc ra mấy chữ, cực kỳ lạnh lùng, bá đạo vô cùng. Đây là một cái người mạnh là vua, thế giới mạnh ăn hiếp yếu, giống như trước đối phương cảm thấy hắn dễ khi dễ, muốn lấn áp hắn như nhau. Đối với loại người này, không cần phải khách khí hoặc là tâm tồn hiền lành. Hắn không đúng người bá đạo, người khác liền đối với hắn bá đạo.
Ngươi nói gì? Lục Minh trực tiếp là thần sắc dữ tợn, giận dữ. Mặt đầy kích động lửa giận, linh khí bão táp. Phế hắn, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, Trần Phi lại dám như vậy khinh miệt, khinh thường hắn, để cho hắn thất lạc to lớn mặt mũi. Cái này làm cho trong lòng của hắn tức giận thật là giống như là lửa đốt vậy, muốn đem Trần Phi sinh xé sống lột, xé thành mảnh vỡ. Phế ta. Tiếp theo, Lục Minh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng nói. Lời nói ở giữa tràn đầy làm người ra đầu tê dại giá rét, sơ sắc tiêu điều sát ý. Oanh! Rồi sau đó, Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn sau lưng, trực tiếp là có một đoàn ngọn lửa phún ra ngoài, nhưng mà để cho người khiếp sợ là, cái này đoàn ngọn lửa chính giữa, lại là mang một chút xíu băng lam vẻ. Mang từng luồng làm người sợ hãi đóng băng hơi thở. Tê, ngọn lửa này thật là cường hãn, chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa? Đám người không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, rung động nói. Lợi hại như vậy ngọn lửa, mang đóng băng hơi thở, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Không sai, đây chính là phá tinh quân đại nhân cho chị ta thiên địa dị hỏa, chị ta lại đem nó đưa cho ta. Nghe được chung quanh truyền tới rung động tiếng, Lục Minh khóe miệng hiện ra vẻ tự đắc, nhìn Trần Phi, uy nghiêm vô cùng nói. Này lửa, chính là trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa. Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta bây giờ, sẽ dùng nó đốt gãy, đông ngươi xương, như thế nào? Hắn tiếng nói tràn đầy tàn khốc, lạnh lùng, cho rằng cái này thiên địa dị hỏa ở trong tay hắn là vô địch. Phải dùng tới đốt gãy Trần Phi xương, đông máu hắn thịt. Đây là, băng hồn hỏa. Trần Phi thấy vậy hơi ngây ngẩn, rồi sau đó trong ánh mắt nổi lên lau một cái thoáng vui mừng. Hắn biết ngọn lửa này, đích xác là thuộc về thiên địa dị hỏa không tệ, bất quá cái này băng hồn hỏa lợi hại, chỉ sợ là liền hắn rắn tâm địa linh diễm cũng không bằng. Cho nên thật nếu nói vậy không có gì hay lấy le, bất quá lúc này hắn bên trong thân thể, rắn tâm địa linh diễm nhưng truyền đến dị động. Truyền đến nó muốn đem vậy băng hồn hỏa chiếm đoạt dục dịch chi niệm. Thiên địa dị hỏa tuân theo thiên địa mà sống, tự nhiên lại là tuân thủ vậy mạnh ăn hiếp yếu nguyên tắc. Thiên địa dị hỏa bây giờ, là có thể lẫn nhau cắn nuốt. Trên thực tế, mỗi một cái từng ở giữa đất trời này để lại khủng bố lịch sử thiên địa dị hỏa, đều là đạp vô số đồng loại thiên địa dị hỏa lên chức. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là cười, nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi, cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, cút. Nếu không, ngươi hẳn sẽ cực độ hối hận. Hối hận, chỉ bằng ngươi, nói khoác mà không biết ngược. Lục Minh giận dữ ngược lại cười, cả người linh khí cuồng trào, chú ý đến vậy băng hồn hỏa chính giữa, trực tiếp là hướng Trần Phi thiêu hủy đi. Xé không khí, dọc đường đến mức, đều bị đốt xám trắng, và đông kết thành băng cứng, làm người ta sợ hãi. Liệt diễm băng hồn trưởng. Oanh! Vậy tu luyện tháp một tầng bên trong, kinh khủng linh khí kích động, trận pháp phòng ngự lóe lên sáng ngời chói lọi. Vậy băng hồn hỏa xuất hiện ở giữa không trung. Ngưng tụ thành một cái tản ra nóng bỏng cùng vĩnh đông khí lạnh bàn tay to lớn, phụt ra phụt vô minh mông linh quang, hướng Trần Phi chỗ ở vị trí rơi xuống, vô cùng khủng bố. Vậy kinh hãi người tới cực điểm. Đáng chết, đi mau. Mọi người ánh mắt đột nhiên co rút lại, không chút do dự rút đi. Lấy Lục Minh cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 thực lực, cộng thêm cái này thiên địa dị hỏa, sợ rằng cả người sức chiến đấu, sẽ thẳng truy đuổi trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp à. Đáng chết, tên này vận khí thực sự quá tốt, có cái như vậy đẹp và có giá trị tỷ tỷ, nếu không, thiên địa dị hỏa loại bảo vật này, kia tua đến hắn. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, một đoàn màu vàng đất ngọn lửa đất bằng phẳng lên, lại là trực tiếp là đem vậy uy thế cường hãn băng hàn thiên địa dị hỏa vây quanh vòng tròn. Thả ra kinh khủng chói lọi. Cái gì, hắn vậy có thiên địa dị hỏa? Mọi người con người xúc tới mũi châm, khó tin. Trần Phi lại có thể cũng là ủng có thiên địa dị hỏa. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, và làm người ta rung động. Này các người xem, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, tê, hắn muốn dùng thiên địa dị hỏa của mình, cắn nuốt hết Lục Minh thiên địa dị hỏa. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô, rồi sau đó ngay tức thì trên mặt hiện đầy kịch liệt kinh động, vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp trong một cái chớp mắt này, Trần Phi rắn tâm địa linh diễm. Đem Lục Minh băng hồn hỏa vây quanh vòng tròn, hóa là một con rắn độc, đem mắt thường có thể thấy được một tấc tấc bắt đầu cắn nuốt.
đây quả thực thật sự là quá vô cùng gan dạ liền đi. Ngươi dừng tay, ngươi dám động ta thiên địa dị hỏa. Lục Minh Hiện vào lúc này vậy là thật biết sợ, con mắt sắp nứt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy sợ hãi và cuồng nộ nói. Hắn rất biết mình cái này thiên địa dị hỏa bực nào trọng yếu, mà bây giờ Trần Phi nếu như đem chiếm đoạt, tước đoạt, cái này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Im miệng. Trần Phi khóe miệng chính giữa, hai chữ khạc ra, nhất thời, một đạo tử tiêu khí trực tiếp là xuyên thủng thân thể đối phương. Đem đan điền phế bỏ. Phốc suy, máu tươi tung tóe, Lục Minh rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp là đụng vào vách tường trận pháp phòng ngự lên, đưa tới người sau kịch liệt hỗn loạn, nhưng trận pháp kia vẫn còn là không chút tổn hao nào. Chẳng qua là cái này Lục Minh. T. Không, không phải đâu, hắn lại có thể đem Lục Minh phế đi. Ta CMN không có nằm mơ đi. Cái này tiểu, người này không chỉ có thực lực cường hãn, liền nóng nảy cũng là như vậy nóng nảy. Lại có thể liền phá tinh quân mặt mũi cũng không cho, đem em vợ của hắn phế đi. Không chỉ là phế Lục Minh, các người xem, hắn mục đích hẳn là Lục Minh vậy thiên địa dị hỏa chứ. Thật là, người này, thật lá gan quá lớn. Đám người một hồi xôn xao, nhìn cả người là máu, đã bị phế Lục Minh, chỉ cảm thấy cả người bốc trước khí lạnh, có chút sợ hãi. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy chấn động, kiêng kỵ, sợ. Không có biện pháp, Lục Minh là ai? Đây chính là Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân tiểu cữu tử, huống chi, hắn bản thân mình còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể bị người phế bỏ. Thậm chí liền vậy thiên địa dị hỏa sợ rằng đều là không gánh nổi, loại chuyện này thái phát triển, loại chuyện này thực, như vì sao để cho bọn họ những thứ này người vây xem không chấn động, không cảm giác trong lòng sợ hãi. Người này, Trần Phi, không khỏi có chút quá mạnh mẽ thế, quá bá đạo đi. Phá tinh quân tiểu cữu tử à, người này, nói là phế liền phế. Ngươi lại có thể, lại có thể. Lục Minh lúc này cũng là hoàn toàn ngu, vừa kinh hoàng, vừa tức giận, lại là con mắt sắp nứt, suy nghĩ mất khống chế. Trần Phi lại có thể đem hắn phế bỏ, nói cách khác, hắn sau này đều đưa sẽ trở thành là một tên phế nhân. Từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, thành là một tên phế nhân. Không, đây không phải là thật, đây cũng không phải là thật. Hắn hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận chuyện này thực, con người run rẩy, cả người đều có chút mất khống chế. Đây không phải là ngươi tự tìm sao? Trần Phi cười một tiếng, bước chân liên tục bước ra, xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp là đưa tay giữ ở đối phương trên đầu, linh khí cuồng bạo tràn vào đối phương trong cơ thể. Đem vậy băng hồn hỏa phong tỏa, rất miễn cưỡng tước đoạt đi ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, có thể chính ngươi không trân quý, nếu không phải là muốn chọc ta. Được rồi, nếu không phải là tìm chút sự việc, như vậy băng hồn hỏa, coi như là cho ta tiền thế chân phí đi. Trần Phi lạnh cười nói câu nói sau cùng, nhấc chân chính là một cước. Cho ta cút đi. Phịch. Một cước này, giống như là sút gôn vậy. Đem vậy giống như là chó chết vậy Lục Minh cho đá ra tu luyện tháp. Dẫn phát ngoại giới một hồi xôn xao. Trần Phi sau lưng, cả đám nhìn làm việc như vậy coi trời bằng vung Trần Phi, đều là không nhịn được ánh mắt run rẩy, theo hết ý kiến. Tốt người biến thái. Như vậy thực lực, bá đạo như vậy theo ưu việt phương thức làm việc, trực tiếp là làm bọn họ đánh từ nội tâm sinh ra một loại kiêng kỵ, sợ tâm tư. Loại người này muôn ngàn lần không thể chọc, nếu không... Sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết, tựa như cùng Lục Minh. Vừa nghĩ tới Lục Minh, không ít người không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Kêu người ngày thường dựa vào phá tinh quân bối cảnh khắp nơi phách lối, không đem người khác coi ra gì, lần này tốt lắm, đá chung một chỗ siêu cấp lớn ở trên thiết bản mặt chứ. Ha ha ha, cũng có ý nghĩa. Đây chính là băng hồn hỏa sao, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu à. Nhìn mình mới vừa bắt vào tay lên thiên địa dị hỏa băng hồn hỏa, Trần Phi tự lẩm bẩm cười lên. Oanh! Cùng lúc đó, con rắn kia tâm địa linh diễm lại là tự động từ trong cơ thể hắn chui ra, hướng vậy băng hồn hỏa leo đi, giống như là rắn độc vậy đem từ từ, quấn, ở, giống như là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đem chiếm đoạt. Được rồi, đồ cũng lấy được rồi, chẳng lẽ con vịt nấu chín còn có thể bay sao? Trước đi tu luyện thất rồi hãy nói. Thiên địa dị hỏa là có khéo léo.
Trần Phi cười nói một câu, xoay người nhìn về vậy đã sớm bị sợ được sợ hãi nhân viên làm việc, yên tĩnh nhìn hắn một cái, bước chân đi ra, lại đổi lại một người, nói, giúp ta dưới sự an bài thủ tục, ta muốn thuê vậy ở giữa phòng tu luyện Hoàng Kim. Dạ, đại nhân, ta lập tức là người an bài. Một người khác không chút do dự, nhanh chóng nói. Chỉ chốc lát sau, một đạo phía trên khác có viết số, 14, lệnh bài, cũng đã là rơi xuống Trần Phi trên mình. Vậy nhân viên làm việc nói, quý khách, ngài chỗ tòa này phòng tu luyện Hoàng Kim ở dưới đất tầng 18, phía dưới mỗi một tầng đều có người trông coi, đi qua thời điểm, cần đem lệnh bài kia cho hắn làm một ghi danh. Ừ, biết, Trần Phi gật đầu một cái, xoay người hướng tu luyện tháp dưới đất tầng 18 đi tới. Cùng lúc đó, liên quan tới mới vừa rồi phát sinh vậy hết thảy, cũng đã là nhanh chóng truyền ra. Nhan Chân phái, Nhan Chân thất tử nhân vật lãnh tụ Phá Tinh quân trong cung điện, một vị xinh đẹp như hoa quyến rũ cô gái đang mặt đầy nước mắt quấn một vị âm nhu nam tử kêu thảm thiết, khóc kể. Phu quân, người nọ thật sự là thật là quá đáng. Không chỉ có đoạt đi đệ đệ ta thiên địa dị hỏa, còn nghĩ hắn tu vi cũng cho phế bỏ, từ bây giờ về sau, đệ đệ ta là được phế nhân một cái. Phu quân đại nhân, người có thể nhất định phải làm chủ cho ta à? Phụ nữ kia mặt đầy dữ tợn khóc kể lể, tức giận tới cực điểm. Nàng cũng chỉ có một cái như vậy đệ đệ, bây giờ lại bị người phế bỏ, như thế nào có thể đủ tiếp chịu được? Hừ, dám động ta Phá Tinh quân người, thật là chó lớn gan. Vậy âm nhu nam tử cũng là mặt đầy tức giận lạnh giọng, nói. Hắn quan tâm nhất không phải Lục Minh, mà là Lục Minh trên người băng hồn hỏa. Vốn là, hắn nguyện ý đem băng hồn hỏa cho Lục Minh, thật ra thì chính là ôm nào đó hiểm ác, gây rối ý niệm, mà bây giờ, băng hồn hỏa bị người đoạt đi, Nhan Chân giành trước, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, từ trong cơ thể hắn hiện ra vậy cổ sát khí cũng là đổi được cáu kỉnh. Bên trong cung điện nhiệt độ bỗng nhiên trở nên lạnh. Sát theo, liền gặp một hai uy nghiêm, nóng nảy giận con ngươi hướng lúc này đang ở trước mặt hắn một người quét tới. Lạnh lùng hỏi, biết là người nào làm sao? Không biết, người nọ lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Có muốn nói cái gì liền nói, ta không muốn xem ngươi ở nơi này do dự dự. Phá Tinh quân nhướng mày một cái, lạnh nóng nói. Người kia nhất thời cả người giật mình một cái, liền vội vàng nói, Phá Tinh quân đại nhân, là như vậy, căn cứ truyền về tin tức, vậy ra tay phế bỏ Lục Minh người, tựa hồ cũng là có một đoàn thiên địa dị hỏa. Cho nên ta đang suy nghĩ, hắn là không phải là vì băng hồn hỏa, tài cán giòn một không làm hai không nghỉ. Điều này hiển nhiên không khó hiểu, dù sao đoạt Lục Minh thiên địa dị hỏa, đây cũng là xé rách ra mặt, vậy còn không như hoàn toàn một không làm hai không nghỉ, đem người phế bỏ tính. Là hắn mà nói, phỏng đoán vậy sẽ chọn làm như vậy. Cái gì, người kia cũng ủng có thiên địa dị hỏa. Nghe vậy, Phá Tinh quân con mắt chớp mắt, trực tiếp là thần sắc có chút tham lam. Nếu là có thể đoạt lại băng hồn hỏa, lại đem người kia thiên địa dị hỏa cũng cho đoạt, hai người chiếm đoạt, hoặc là dung hợp, đây chẳng phải là hoàn mỹ. Đi, đi tu luyện tháp, ta Phá Tinh quân đến muốn xem, là món hàng gì sắc đồ, lại dám phách lối như vậy, không biết trời cao đất rộng. Cái này Phá Tinh quân trực tiếp là hướng tu luyện tháp lướt đi. Cùng lúc đó, băng ma cung cung chủ Liễu Thiên Địa tựa hồ cũng là nhận được tin tức gì. Tu luyện tháp. Hắn cắn răng nghiến lợi, mặt như sát thần, uy nghiêm lẩm bẩm nói, giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, còn dám tiếp tục lưu lại ở cái này thành U Lang. Không thể không nói, ngươi lá gan thật rất lớn. Lại có thể như vậy, vậy thì cũng để cho ta kiến thức một chút đi, là dạng gì lá bài tẩy, có thể để cho ngươi như vậy gan lớn. Mang đậm đà đến hóa không ra sát ý, Liễu Thiên Địa lướt đi liền tu luyện tháp. Bão táp tới. Trần Phi tiến vào vậy tu luyện thất chính giữa. Nhất thời, ùng ùng tiếng đóng cửa vang lên. Chỗ tòa này phòng tu luyện Hoàng Kim cửa đá chính là tự động đóng lại. Bởi vì nối liền thành U Lang lòng đất vậy cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch, chỗ tòa này tu luyện tháp mỗi một tầng diện tích thật ra thì rất lớn, hơn nữa càng rơi xuống sâu trong lòng đất tầng lầu, càng như vậy. Cho nên làm đến giống như là hắn bây giờ nhà lòng đất tầng 18, chỉ có 4 chỗ phòng tu luyện, chỉ là cái này 4 chỗ phòng tu luyện ở giữa cách nhau khoảng cách. Liền có mấy trăm gạo xa. Có thể làm được lẫn nhau không quấy nhiễu, đây cũng là nơi này phòng tu luyện có thể mướn giá cả đắt như vậy một trong những nguyên nhân. Lãnh địa riêng, thường thường đều là đắt tiền nhất, đại biểu tầng thứ này, thân phận, cao độ.
thật là địa phương không tệ. Cảm nhận được đậm đà cực kỳ linh mạch linh khí, hướng mình đối diện nhào tới, Trần Phi nhất thời cảm giác cả người vô cùng thoải mái, cười lẩm bẩm nói. Đối với hắn mà nói, chỗ này mặc dù còn là xa xa kém hơn hắn Minh Thần phủ sâu trong lòng đất vậy cái linh phẩm địa cấp linh mạch, có thể vẫn là đủ không tệ. Ít nhất dùng để đối phó hắn bây giờ bế quan là hoàn toàn dư sức có thừa. Thả ra mình tử tiêu khí, Trần Phi đem vậy mới vừa bắt được lá quỷ la lấy ra. Hắn tu luyện tử tiêu tài quyết chân công lên sách, bây giờ ước chừng chẳng qua là nhập môn, nếu như muốn hoàn toàn đem nắm giữ, hoặc là thông hiểu đạo lý mà nói, nhất định phải hai lớn chân quý thiên tài địa bảo phối hợp. Cái này hai lớn thiên tài địa bảo, một là thiên ất long trúc, trọng yếu nhất, thứ hai chính là cái này lá quỷ la. Đồng dạng cũng là không thể hoặc thiếu. Mà bây giờ, hắn chỉ cần có thể đem cái này lá quỷ la thành công luyện hóa, như vậy, hắn cái này tử tiêu tài quyết chân công lên sách nồng cốt thủ đoạn tử tiêu thân phận thật sự, vậy coi như là có thể có một hình thức ban đầu. Coi như chỉ là một hình thức ban đầu, chỉ sợ cũng có thể làm hắn thực lực lại lần nữa gia tăng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cũng đừng quên trong tay hắn còn có vậy mới vừa đạt được băng hồn hỏa. Nếu là có thể để cho rắn tâm địa linh diễm đem chiếm đoạt, người sau cũng biết đổi được lợi hại hơn, thành là một lớn trợ lực. Xem ra ta lần này bế quan cần bận rộn chuyện còn thật nhiều, chính là đáng tiếc vậy, thiên quân kiếm sát trận, kiếm trận đồ ta còn chưa hiểu rõ, nếu có thể tiến hơn một bước, thành làm người trận thất trọng trận pháp sư, có lẽ là có thể thử tìm hiểu một chút. Trần Phi tự lẩm bẩm, lắc đầu một cái. Vậy, thiên quân kiếm trận đồ rõ ràng là vương cấp. Cho nên coi như bây giờ chỉ là một lên sách, hắn cũng có chút không hiểu rõ, chỉ có thể trước để, sau này trận pháp cảnh giới đột phá tu vi, lại xem. Như vậy, Trần Phi chính là bắt đầu luyện hóa vậy lá quỷ la đứng lên. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn hiện ra một đạo màu tím nhàn nhạt ánh sáng, ngưng tụ thành thân thể cao lớn, lơ lửng hư ảo, bất quá hơi thở kia nhưng là dị thường dọa người, thật giống như tím thần. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Cùng lúc đó, con rắn kia tâm địa linh diễm vậy bắt đầu bản năng chiếm đoạt hắn vậy, băng hồn hỏa, đứng lên. Nó lực lượng cùng cấp bậc vốn là muốn so với vậy người sau lợi hại hơn, huống chi Trần Phi bây giờ cũng ở đây, có thể để cho trợ giúp nó đứng ở không thất bại đất. Cùng lúc đó, vậy năm màu tinh túy cũng là tiến vào Trần Phi trong miệng. Hắn muốn phải trở nên mạnh, khá vậy rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt. Hắn cần một bước một cái dấu chân, từng bước về phía trước. Mà đây năm màu tinh túy, chính là có thể giúp hắn rút ngắn cái này trong phải cần phải đợi thời gian. Nhưng lúc này, đã lâm vào tu luyện chính giữa Trần Phi cũng không biết, đang tu luyện bên ngoài tháp mặt, Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân. Đã là cả người mang lãnh ý cùng với ánh mắt hiện ra tham lam, đến nơi này. Cái gì, ngươi muốn đi tầng 18, chẳng lẽ ngươi muốn? T, phá tinh quân, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, chẳng qua là, cái này có phải hay không có chút quá không hợp quy củ. Phá tinh quân tìm tới cái này tu luyện tháp phụ trách một trong. Người sau hơi biến sắc mặt nói. Cái này tu luyện tháp là thành chủ Đoạn Hằng Hà sản nghiệp, cho nên không ai dám tới gây chuyện. Đoạn Hằng Hà vậy cho tới bây giờ bỏ mặc, chẳng qua là tùy tiện thu nhận mấy cái như vậy người phụ trách tu luyện tháp công việc. Mà người này chính là một cái trong số đó. Mà bây giờ, phá tinh quân lại muốn để cho hắn phá xấu xa quy củ, thả hắn tiến vào tu luyện tháp tầng 18 tìm người trả thù, điều này có thể để cho hắn không biến sắc. Đừng xem hắn là thành U Lang thành chủ Đoạn Hằng Hà tìm tới quản lý cái này tu luyện tháp, có thể người biết và chính hắn cũng rất rõ ràng. Đoạn Hằng Hà thành chủ phỏng đoán căn bản đều không nhớ hắn là ai, chẳng qua là tùy tiện tìm được hắn, vận khí tốt mà thôi. Cho nên dưới tình huống này, hắn vậy vẫn là không dám không cho phá tinh quân đại nhân vật như vậy mặt mũi, có thể bây giờ đối phương nơi nói yêu cầu, nhưng bây giờ có chút quá mức. Ngươi yên tâm, ngươi không nói ta không nói, ai biết. Vậy tầng 18 còn lại 3 người nếu là có phát hiện, ta cũng sẽ phụ trách trấn an tốt. Sẽ không cho ngươi tăng thêm bất kỳ một chút phiền toái. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta thực lực? Phá tinh quân lạnh lùng nói. Nhưng mà, cái này. Vậy tu luyện tháp người phụ trách vẫn là có chút chần chờ. 1 triệu hạ phẩm linh thạch, ta phá tinh quân lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Như thế nào, cái này cũng đủ rồi chứ? Phá tinh quân đem hắn nói cắt đứt, lãnh khốc nói. 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Vậy tu luyện tháp người phụ trách nhất thời hô hấp dồn dập, con mắt chớp mắt, hung hăng cắn răng.
Được, vậy ta liền cho ngươi phá tinh quân mặt mũi này. Xin mời đi theo ta. Vậy tu luyện tháp người phụ trách vẫn là không có chống cự ở khổng lồ như vậy cám dỗ, gật đầu một cái, đem phá tinh quân các người từ tu luyện tháp đặc thù tiến vào lối đi cho lĩnh đi vào. Hướng sâu trong lòng đất không ngừng hướng xuống. Cho đến đã tới tu luyện tháp tầng 18, bọn họ mới dừng bước lại. Bên này, vậy tu luyện tháp người phụ trách dẫn đường, hướng phá tinh quân đám người nói. Phá tinh quân đại nhân, người có thể nhất định phải giúp ta trả thù à? Thù này không báo, ta lòng khó an. Lục Minh lúc này cũng ở đây, cắn răng nghiến lợi giống như là một người điên vậy nói, lời nói ở giữa tràn đầy sơ sắc tiêu điều cùng băng hàn. Phá tinh quân nghe vậy nhíu mày một cái, bây giờ Lục Minh thành người phế nhân, ở hắn trong lòng giá trị đã thật to hạ xuống. Bất quá hắn nhìn một cái bên cạnh thị thiếp, cũng chính là Lục Minh tỷ tỷ, con ngươi nhanh tránh, cuối cùng không nói gì. Nữ nhân này có hiếm thấy âm mị thân thể, nếu là có thể cùng hắn hoàn mỹ âm dương song tu, tất có thể trợ giúp hắn đánh vào đột phá tới trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Có rất lớn giá trị. Không sai, phu quân người có thể nhất định phải là đệ đệ ta trả thù à. Nhất định phải đem người nọ rút gân lột cốt, bằm thây vạn đoạn. Đáng thương người phụ nữ kia căn bản cũng không biết mình ở phá tinh quân trong lòng là địa vị gì, còn lấy là mình rất được cưng chiều, một mặt quyến rũ gương mặt tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn, hung ác nói. Chính là cái này, nhưng vào lúc này, vậy tu luyện tháp người phụ trách đem phá tinh quân các người dẫn đến một tòa phòng tu luyện hoàng kim trước cửa. Vậy phòng tu luyện hoàng kim trước cửa viết, 14, chính là Trần Phi đang tu luyện phòng tu luyện. Chính là cái này. Phá tinh quân khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, nhìn về bên người một người mặc khôi giáp tráng hán khôi ngô, thản nhiên nói, Dương Tranh, oanh cửa. Đại nhân, vậy tráng hán khôi ngô đứng dậy, bên trong thân thể hiện ra khí thế kinh người, lại là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác, thần sắc lạnh lùng, đồng thời cũng là căn bản cũng không có bất kỳ phỏng đoán, thân thể hóa thành hình cung, bước chân một bước. Bao cát lớn đổ sộ quyền thượng trực tiếp là bao gồm đáng sợ linh khí ánh sáng chập chờn, mênh mông khủng bố, làm vậy tu luyện tháp không khí đều bắt đầu hỗn loạn. Phịch! Hắn một quyền này hung hăng đập trúng vậy tu luyện thất cửa phòng, phòng tu luyện trận pháp phòng ngự ánh sáng bắn ra bốn phía, mặc dù như cũ vững chắc, nhưng lại có ủng ủng run run cùng tiếng vang truyền ra. Kéo dài tới trong phòng tu luyện bên ngoài. Phá tinh quân, vậy tu luyện tháp người phụ trách sắc mặt có chút hốt hoảng. Và khó khăn xem. Cái này phá tinh quân làm được động tĩnh thực sự quá lớn, lại trực tiếp là để cho người đập cửa. Đây nếu là bị cái này một tầng những thứ khác ba tòa trong phòng tu luyện người nhận ra được, truyền đi, đây chẳng phải là liền nguy rồi. Yên tâm đi, ta đã bày cách âm trận. Phá tinh quân một mặt lạnh nhạt cười nhạt, chỉ dưới chân. Cách âm trận, vậy tu luyện tháp người phụ trách lúc này mới chú ý tới dưới chân bọn họ. Lại là có một tòa trận pháp đã sớm không tiếng động xuất hiện. Hơn nữa, xa xa vậy những thứ khác mấy tòa trong phòng tu luyện, vậy không có mặc đi ra động tĩnh gì. Thấy tình cảnh này, vậy tu luyện tháp người phụ trách lúc này mới sắc mặt đẹp mắt mấy phần, không nói thêm gì nữa. Phịch! Cùng lúc đó, tên kia là Dương Tranh người đàn ông to vạm vỡ lại lần nữa hôi quyền hung hăng đập chúng trên cửa đá kia. Cút ra đây, cuồn cuộn chói tai quát lạnh tiếng truyền vào phòng tu luyện chính giữa. Trong phòng tu luyện, nguyên bản tâm thần hoàn toàn là chìm vào đến tu luyện chính giữa Trần Phi, căn bản là không có nghĩ đến lại sẽ có người tới quấy rầy hắn. Xì một tiếng, hắn trong miệng trực tiếp là phun ra một búng máu, hơi thở có chút hỗn loạn. Rất tốt, tốt vô cùng. Trần Phi sắc mặt âm trầm theo một khối vạn cổ hàn băng tựa như được, cả người trên dưới trực tiếp là tràn ra xâm nhiên ý định giết người, sát khí đằng đằng. Người tu luyện. Cực kỳ kiêng kỵ nhất chính là ở nơi này loại bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt, bị người quấy rầy, cắt đứt, chớ nói chi là dùng loại này cường ngạnh thủ đoạn, làm hắn trực tiếp là bị cắn trả. Bị nội thương. Loại này được là, nói dễ nghe một chút đều là gọi là vô sỉ, nói khó nghe một chút, đó chính là xé rách ra mặt muốn tìm cái chết. Phải, nếu các người muốn tìm cái chết, cùng ta bế quan xong đi ra, xem ai chạy thoát. Lau khóe miệng vết máu. Trần Phi lại lần nữa chìm vào trong tu luyện. Trước là hắn không có chuẩn bị tâm lý, cộng thêm đột nhiên bị như vậy quấy nhiễu, mới có thể gặp cắn trả. Mà bây giờ, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, chỉ cần đối phương không vào được, như vậy, tình huống cũng không phải là như vậy hỏng bét. Oanh!
Lại là một tiếng đổ sộ rung chuyển lớn tiếng truyền vào, ở Trần Phi màng nhĩ trong vang vọng. Người ở bên trong, cút ra đây. Thanh âm thấu nhập thạch thất, Trần Phi sắc mặt âm trầm, nhưng rồi sau đó, hắn vậy không để ý tới nữa, lười phải cùng những cái kia người vô sỉ so đo. Dẫu sao hắn bây giờ việc cần kíp, là luyện hóa lá quỷ la, tu luyện thành công tử tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu, là chiếm đoạt băng hồn hỏa, làm hắn rắn tâm địa linh diễm càng cường đại hơn. Dù sao cái này tu luyện trong tháp phòng tu luyện cửa đá, tới cửa trận pháp phòng ngự rất lợi hại, không thể nào bị đánh phá. Đối phương còn xa không có như vậy thực lực. Chẳng qua cứ như vậy hao tổn, cùng hắn công thành xuất quan, chạy tới như vậy tìm chết, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt hiện lên hàn mang, lại lần nữa chìm vào đến luyện hóa lá quỷ la chính giữa. Không có động tĩnh. Bên ngoài phòng tu luyện hoàng kim số 14, phá tinh quân các người gặp nửa ngày trong phòng tu luyện lại không có nửa điểm động tĩnh truyền tới, không khỏi là chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng. Lục Minh mặt đầy âm trầm đi lên trước, đồng dạng là đối với cái này phòng tu luyện cửa đá một quyền đánh tới, lạnh lùng quát, chó má. Hèn nhát, bây giờ không dám đi ra, ngươi trước không phải gắng gượng phách lối sao? Chó má, có bản lãnh bây giờ liền cho ta cút ra đây à? Cút ra đây. Phịch, phịch, phịch. Lục Minh bây giờ là hoàn toàn mất đi lý trí, mặt đầy dữ tợn giễu cợt, quát mắng. Quả đấm cũng là điên cuồng không ngừng ở đó tu luyện thất trên cửa oanh đập vào, nhưng lại giống như là kiến càng hám cây, nói chi là giao dịch. Hắn bây giờ đã bị Trần Phi phế bỏ tu vi, mặc dù còn dư lại một ít căn cơ, khá vậy cứ như vậy, không đáng giá một đề ra. Liền vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ, người đàn ông to vạm vỡ dương tranh cũng oanh không nhúc nhích cửa đá này, hắn coi là cái gì? Càng không việc gì tư cách. Nguyên lai là hắn, khó trách. Trong phòng tu luyện, Trần Phi nghe được Lục Minh điên cuồng, giữ tợn giễu cợt, tiếng quát mắng, rốt cuộc biết đến tìm hắn phiền toái người là ai. Mình bị hắn phế, bây giờ lại tìm người để báo thù. Được rồi, vậy thì cho ta chờ. Trần Phi khóe miệng phác họa nhàn nhạt cười nhạt, tâm thần đông lại một cái, lại lần nữa là bắt đầu luyện hóa vậy lá quỷ la đứng lên. Không để ý chút nào bên ngoài những người đó vậy chờ rất không biết xấu cử động. Hồi lâu sau, bên ngoài oanh tiếng cửa mới ngừng lại. Đại nhân, người nọ hết sức bình tĩnh, căn bản không lý chúng ta. Người xem, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chứ. Vậy người đàn ông to vạm vỡ dương tranh dừng động tác lại, lạnh lùng cau mày nói. Ừ, phá tinh quân nghe vậy cũng là mặt âm trầm, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái một lời không hợp liền đem tiểu cữu tử hắn em vợ phế người, lại có thể như vậy kìm nén. Mặc cho bọn họ nhục mạ, oanh cửa cũng không làm đáp lại, cái này làm cho bọn họ căn bản vô kế khả thi. Phá tinh quân, cái này tu luyện tháp trận pháp phòng ngự là Đoạn Hằng Hà đại nhân ban đầu tìm người tới bố trí. Đừng nói là chúng ta, coi như là các người Nhan Chân phái mấy vị kia tới, cũng không gặp được có thể có biện pháp đem phá vỡ. Vậy tu luyện tháp người phụ trách cũng là do dự nói. Có câu nói thật tốt, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Mà vượt là làm chuyện trái lương tâm, bình thường thì càng sẽ cảm giác được chột dạ. Ở nơi này chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, hắn trong lòng đã là có chút bất an. Muốn nhanh lên một chút rời đi. Ta biết, nghe vậy, phá tinh quân sắc mặt cũng có chút khó khăn xem và phiền não. Cái này tu luyện tháp là Đoạn Hằng Hà đại nhân sản nghiệp, vì đồ thuận lợi, lão nhân gia ông ta ban đầu nhưng mà trực tiếp tìm người đến trận cửu trọng cấp trận pháp khắc sư, tới làm cho này cả tòa tu luyện tháp. Và tu luyện bên trong tháp mỗi một tòa gian phòng cũng không dưới liền phòng ngự trận. Bọn họ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể oanh phá nhân trận cửu trọng trận pháp sư bố trí tới trận pháp sao? Vậy căn bản không có thể, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Mà đây trận pháp phòng ngự nếu là oanh không ra nói, bọn họ vậy căn bản cầm, xúc, trong phòng tu luyện bên trong Trần Phi bế tắc. Hắn có thể ở trong này tu luyện thời gian bao lâu? Phá tinh quân hướng một bên tu luyện tháp người phụ trách nói. 50 ngày, vậy tu luyện tháp người phụ trách không chút do dự, nói ta trước lật một hạ nhân viên làm việc làm thủ tục, hắn tổng cộng nộp 50.000 khối hạ phẩm linh thạch tiền thế chân, cũng chính là có thể ở cái này phòng tu luyện hoàng kim bên trong đợi 50 ngày. 50 ngày, phá tinh quân sắc mặt hơn nữa khó xem, âm trầm như nước. Tuy nói đối với bọn họ người tu luyện mà nói, 50 ngày chẳng qua là trong nháy mắt bây giờ,
sẽ trôi qua rất nhanh, có thể thật nếu để cho hắn theo người ngu ngốc tựa như được ở nơi này cùng 50 ngày, vậy rất hiển nhiên cũng không thực tế một chuyện. Hắn phá tinh quân thân phận gì địa vị gì, trên tay không biết còn có nhiều ít chuyện quan trọng muốn tới xử lý, nào có thời gian rỗi rãnh lưu lại ở cái này. Nghĩ đến đây, hắn còn người âm lãnh nhanh tránh, nhìn về một bên Lục Minh, nói, ngươi lưu lại nơi này trông nom, đến khi 50 ngày sau đó, thông báo tiếp ta. Có thể nghe nói, Lục Minh nhưng sắc mặt chợt đổi một cái. Không dám nói tiếp. Nếu là không có phá tinh quân núi dựa này ở nơi này, hắn nào dám đơn độc đối mặt Trần Phi ác ma kia. Đừng xem hắn bây giờ các loại sắc lệ nội tra, trên thực tế, cũng đã là bị sợ vỡ mật, thành là đúng rồi người phế nhân. Không dám, ngươi sợ. Phá tinh quân thấy vậy con ngươi hiện ra nhàn nhạt không nén được và cười nhạt vẻ, lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho Dương Tranh vậy lưu lại nơi này. Lấy hắn thực lực, cái loại đó mặt hàng hèn nhát, rác dưới, hắn tiện tay cũng có thể vặn hết hắn cổ. Lục Minh nghe vậy lúc này mới thần sắc hoãn hòa một chút tới. Có Dương Tranh cái này phá tinh quân thủ hạ lớn thứ nhất đem ở đây, đối phương lợi hại hơn nữa, thì có thể có ích lợi gì? Còn không phải là chỉ có thể bị ngoan ngoãn thu thập. Vì vậy, hắn cũng đích xác thì không cần đang sợ cái gì. Vậy cũng tốt, ta lưu lại. Dương Tranh khinh thường nhìn một cái Lục Minh, nhàn nhạt gật đầu một cái, nói. Đừng để cho hắn chạy. Một khi vậy hèn nhát đi ra, thời gian đầu tiên thông báo ta, ta muốn đích thân thu thập hắn. Phá tinh quân đỏ con mắt Trần Phi trên người thiên địa dị hỏa, trước khi đi, cố ý như vậy dặn dò. Đại nhân, vậy người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh không chút do dự gật đầu nói. Phịch, 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 chó má, hèn nhát, rác rưởi, người trước không phải lá gan rất lớn sao? Bây giờ làm sao theo một con chó dạng, chỉ biết là xúc trong phòng tu luyện bên trong. Có bản lãnh người bây giờ liền cho ta cút ra đây à? Chó má, cút ra đây. Đến khi phá tinh quân và vậy tu luyện tháp người phụ trách sau khi đi, Lục Minh lại lần nữa trên mặt hiện đầy âm trầm. Vặn vẹo, dữ tợn, cuồng nộ. Xoay người nhìn chằm chằm vậy phòng tu luyện hoàng kim số 14 cửa đá, bước chân đạp một cái, lại là từng quyền không ngừng hung hăng oanh ở trên cửa. Muốn cho Trần Phi ở bên trong tu luyện bị quấy nhiễu, được hành hạ, đau đến không muốn sống. Nhưng mà, Trần Phi công pháp tu luyện biết bao mắc tiền. Là có chân chính nín thở ngưng thần, tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi pháp môn. Cho nên bây giờ trừ phi là cái này tu luyện tháp đột nhiên sụp, có người đi vào công kích hắn, nếu không muốn quấy nhiễu hắn tu luyện. Ha ha, không công mà thôi. Ngay sau đó, thời gian nhanh chóng chảy tới, một mực kéo dài hơn 40 thiên. Mà ở nơi này đoạn thời gian chính giữa, cơ hồ mỗi ngày mỗi giờ, Lục Minh cũng biết tựa như nổi điên được điên cuồng công kích vậy tu luyện thất cửa đá, không ngừng ý đổ muốn quấy nhiễu cửa đá. Nhưng mà... Cái này hơn 40 ngày kế tiếp, Trần Phi dám không có, chính hắn ngược lại là cũng sắp không chịu nổi. Tiêu tụy rất nhiều. Dẫu sao hắn Lục Minh bây giờ cũng không phải là đã từng cái đó trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ, hắn bây giờ chỉ là một phế nhân mà thôi. Một ngày này, Trần Phi ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện hoàng kim số 14 chính giữa ngay chính giữa ấm trên ngọc thạch, thân thể sau lưng hiện lên nhàn nhạt tử tiêu khí, lượn lờ chung một chỗ, ngưng tụ thành một quả cầu. Thật giống như mặt trời vậy, tản ra làm người ta sợ hãi, run sợ chập chờn. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy thân thể lại cũng không biết lúc nào biến thành thông suốt tử ngọc vẻ. Mờ mịt nhiều tử tiêu khí ngưng tụ thành từng hạt tròn lớn chừng ngón cái đùng đùng lôi cầu, vần quanh, trôi lơ lửng ở hắn thân thể trên da thịt, cảnh tượng dị thường nguy nga, rất là kinh người cùng bất phàm. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy đóng chặt hai tròng mắt là chậm rãi mở ra. Vèo. Lau một cái đủ để xuyên thủng tâm linh người, hồn phách sắc bén tinh mang ném ra tới, sát theo, Trần Phi vậy bên trong thân thể tản mát ra hơi thở, liền cảm động cảm giác cùng trước kia lớn không giống nhau. Thành công không, cảm nhận được bên trong thân thể mới xuất hiện minh mông huyết khí cuồn cuộn lực lượng, Trần Phi ánh mắt hơi híp thành một cái tuyến, không nhịn được hưng phấn cười lên. Nói thật, đang tu luyện ra cái này từ tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu trước. Hắn thật ra thì đối với loại thủ đoạn này trình độ cường hãn, cũng không có một cái khái niệm rõ ràng. Biết rất lợi hại, có thể rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại, đó cũng không biết. Mà bây giờ, hắn là thành công tu luyện ra cái này từ tiêu thân phận thật sự hình thức ban đầu, cảm nhận được vậy biến hóa, vậy lợi hại trình độ.
cũng là không thể không xúc động, ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Tử Tiêu tài quyết chân công đích xác là lợi hại. Nếu có thể mau sớm tìm được vậy Thiên Ất Long Trúc, tương kỳ luyện hóa, tu luyện ra chân chính Tử Tiêu thân phận thật sự mà nói, khó có thể tưởng tượng, khi đó hắn sẽ thành được thật lợi hại. Lại có thể như vậy, vậy ta sau đòi hỏi thứ nhất, chính là muốn mau sớm tìm được vậy Thiên Ất Long Trúc, tu luyện ra chân chính Tử Tiêu chân thân. Trần Phi đi theo nắm quả đấm một cái, tự lẩm bẩm. Rồi sau đó, lại gặp hắn vung tay lên một cái, một thuốc trộn nhàn nhạt màu xanh đen đất ngọn lửa màu vàng, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngọn lửa kia lơ lửng ở giữa không trung yên tĩnh thiêu đốt, như một tôn cổ xưa hung thú, nội liếm, nặng hồn, mạnh mẽ. Xem ra ngươi vậy thành công, lại có thể như vậy, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Nhìn thành công cắn nuốt hết băng hồn hỏa, mà đổi được cường hãn hơn, lợi hại rắn tâm địa linh diễm, Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy đi ra vậy phòng tu luyện hoàng kim số 14. Ung ung ầm ầm ầm. Phòng tu luyện cửa đá truyền tới vang lớn, làm vậy bên ngoài cửa đá Lục Minh cùng với người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh đều là lấy làm kinh hãi. Hắn lại có thể trước thời hạn đi ra. Dương Tranh mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vậy dần dần mở ra thạch bên trong cửa, ánh mắt nhưng là có chút kinh nghi, và lơ lửng không chừng. Cái này rõ ràng cũng còn chưa tới 50 ngày, đối phương, lại trước thời hạn đi ra. Sốt cuộc đi ra, chó má, hèn nhát, rác rưởi, xem ra ngươi đã là làm xong nghênh đón chết chuẩn bị. Lục Minh lúc này có thể đâu còn muốn lấy được nhiều như vậy. Mặt đầy vặn vẹo, dữ tợn, ác độc. Lời nói ở giữa tràn đầy nồng nặc đến hóa không ra uy nghiêm sát ý. Dương Tranh đại nhân, mau thông báo Phá Tinh Quân đại nhân. Thằng nhóc này đi ra, bất quá nàng coi như là hơi có chút đầu óc, lại nói sau nói. Rắc rắc, người sau nghe vậy, cũng là không chút do dự bóp nát trong ngực một khối đưa tin phù. Cùng lúc đó, khoảng cách tu luyện tháp rất gần nào đó tòa hoa lầu chính giữa. Phá Tinh Quân đang trái phải mỗi tay từ ôm hai cái vóc người vô cùng là hỏa cay, quần áo cũng là hết sức bại lộ hồ tộc cô gái, trên mặt hiện lên Vương Lạc Diệp dở thủ đoạn, thỏa thích hưởng lạc, tốt không được tự nhiên. Bất quá đột nhiên, hắn trên gương mặt kia đùi đẹp lại đột nhiên là ngưng ngưng, thu liếm, từ trong ngực lấy ra khối kia đã bể tan tành đưa tin phù, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trong ánh mắt trực tiếp là hiện ra lạnh lùng tham lam nụ cười. Xem ra người nọ đã xuất quan. Rất tốt, đa tạ người thay ta Phá Tinh Quân bảo quản lâu như vậy thiên địa dị hỏa. Bất quá bây giờ, ta băng hồn hỏa, còn có trên mình ngươi vậy thiên địa dị hỏa, tất cả thuộc về ta. Ha ha! Phá Tinh Quân một bên trên mặt hiện ra tham lam cười như điên, một bên tiện tay đẩy ra bên người vậy hai cái hồ tộc cô gái, sau thân hình trước mắt, trực tiếp là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tu luyện tháp tầng 18, phòng tu luyện hoàng kim số 14 cửa bên trong. Trần Phi bình tĩnh từ vậy trong đi ra, ánh mắt phân đừng rơi vào người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh, còn có mặt đầy ác độc Lục Minh trên mặt. Khóe miệng, trực tiếp là buộc vòng quanh nhàn nhạt lạnh nhạt độ cong. Giá rét lời nói, đi theo từ trong miệng mặt khạc ra. Các người, chuẩn bị xong như thế nào đã chết rồi sao? Như vậy tiếng nói, bá đạo, cường thế cực kỳ. Cái gì, thấy Trần Phi đầu tiên nhìn. Vậy người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh sắc mặt liền biến. Người này, rất mạnh, đối với hắn loại này thân đánh trăm trận người mà nói, chỉ là đầu tiên nhìn, liền đoán được Trần Phi rất mạnh, là thật rất mạnh cái loại đó. Coi như là hắn bây giờ cũng có chút không thở nổi. Có thể, nhưng mà, điều này sao có thể? Đối phương nhìn như vậy trẻ tuổi, mới bây lớn. CMN bây giờ còn dám phách lối. Chúng ta chuẩn bị xong như thế nào chết? CMN thật lấy là chính ngươi là thứ gì? Có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là thành U Lang. Ta bên người vị này Dương Tranh Dương đại nhân đây chính là Phá Tinh Quân đại nhân thủ hạ đệ nhất chiến tướng, thực lực vô song. Muốn bóp chết ngươi, liền CMN chỉ cần một ngón tay. Mà vậy mất lý trí Lục Minh, nghe được Trần Phi nói. Không nghe khá tốt, vừa nghe lập tức là không nhịn được sắc mặt biến đứng lên. Hắn mặc dù đối với Trần Phi có thể phế bỏ hắn thực lực mà cảm giác được kinh hoàng, nhưng hắn bên cạnh nhiệm vụ là ai? Đây chính là Phá Tinh Quân thủ hạ đệ nhất chiến tướng, Dương Tranh Dương đại nhân. Trần Phi bây giờ lại còn dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối, như vậy làm ra vẻ, mất lý trí hắn sao có thể nhịn được không nhảy cỡn lên, chỉ Trần Phi lỗ mũi chính là một hồi đổ ập xuống tức miệng mắng to. Im miệng,
Mà vậy người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh ở thấy lúc này Lục Minh lại còn dám, chỉ đối phương cái này liền hắn Dương Tranh cũng cảm giác có chút kiêng kỵ nhân vật lỗ mũi quát mắng, không khỏi ngay tức thì mặt liền biến sắc, thần sắc kinh biến nói. Thành tựu Phá Tinh Quân thủ hạ đệ nhất chiến tướng, hắn Dương Tranh thực lực, thật ra thì đã cách Phá Tinh Quân không có xa lắm không, hơn nữa hắn lại là thân đánh trăm trận, rất biết nhìn người. Cho nên hắn rất rõ ràng, một cái hắn chỉ là nhìn một cái, lại liền làm hắn cảm giác được hít thở không thông, không thở nổi nhân vật, thực lực đến tột cùng là thật lợi hại, bao kinh khủng, nhiều đáng sợ. Đây quả thực có chút làm hắn không dám tin tưởng. Nghĩ đến đây, hắn lại đang nhớ tới mình các người trước như vậy vô sỉ quấy nhiễu đối phương tu luyện cử động, không khỏi sắc mặt lại là trắng bệch và hoảng hốt liền mấy phần. Như nếu đổi lại là hắn, bị người làm như vậy nhiễu tu luyện, không chết không thôi liền trách. Đáng chết, cái này Lục Minh làm sao chọc tới một cái lợi hại như vậy kinh khủng nhân vật. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ hối hận sợ là không làm nên chuyện gì, Dương Tranh trong lòng suy nghĩ, chỉ có chờ một hồi mang ra bọn họ Nhan Chân phái mặt mũi, cúi đầu nhận sai xem, có thể Dương Tranh tuyệt đối không nghĩ tới, mình cũng còn chưa mở miệng, Lục Minh liền trực tiếp là nhảy ra tức miệng mắng to. Cái này như thế nào làm đã có chút tim đập rộn lên Dương Tranh không sắc mặt biến, trong lòng hốt hoảng. Bất quá Lục Minh nói đều đã nói ra miệng, tự nhiên đã là trễ. Trần Phi nghe được đối phương vậy tức miệng mắng to ngay tức thì sắc mặt liền âm trầm xuống, trong ánh mắt, sát theo cũng là hiện ra lau một cái hàn mang. Phốc suy, một thuốc thiêu đốt khí tức kinh khủng ngọn lửa hư không xuất hiện, Trần Phi một mặt lạnh lùng, hướng vậy mặt đầy dữ tợn Lục Minh đi tới. Trong miệng nhàn nhạt nói, xem ra, chém cỏ muốn trừ tận gốc những lời này là đúng. Ta vốn là muốn thả ngươi một mạng, có thể làm sao, các người hết lần này tới lần khác muốn tìm đến cửa chọc ta, phải, vậy đã như vậy, ta tác thành các người. Nghe được cái này bình thản, sơ sắc tiêu điều khẽ nói tiếng, vậy mặt đầy dữ tợn Lục Minh rốt cục thì biến sắc, cảm giác được tim đập rộn lên và sợ, trốn tới người đàn ông to vạm vỡ Dương Tranh sau lưng. Muốn giết ta? Ngươi là thứ gì, có bản lãnh, ngươi bây giờ liền thử một chút à. Trốn Dương Tranh sau lưng, Lục Minh giống như là lại tìm về lòng tin, đưa đầu ra, ầm ĩ nói. Cái này yếu, chí chó má. Gặp Lục Minh lại còn dám khiêu khích Trần Phi, Dương Tranh cũng sắc mặt thay đổi hết sức khó khăn xem. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười. Cười được hết sức giễu cợt. Nói thật, không phải ta xem thường ngươi, chẳng qua là bây giờ. Người ở trong mắt ta quả thật theo một tên phế vật không việc gì khác biệt. Chỉ dám núp ở người khác sau lưng, sắc lệ nội cha khi lão chuột. Trần Phi mặt đầy châm chọc nụ cười. Người này đầu tiên còn như vậy phách lối, dẫn người tới làm nhiễu hắn tu luyện, nhưng khi phát hiện ở hắn chân chính xuất quan, đứng ở trước mặt đối phương thời điểm, người này nhưng hù được trốn. Chỉ dám làm cái sắc lệ nội cha con chuột. Ngươi nói gì? Nghe được Trần Phi giễu cợt lời nói. Lục Minh sắc mặt ngay tức thì thay đổi, cực kỳ khó coi, nhưng không cách nào phản bác. Hắn bây giờ, quả thật hãy cùng chỉ cống thoát nước con chuột không việc gì khác biệt. Ta nói gì chẳng lẽ ngươi không nghe rõ? Thôi, ta cũng lười được lặp lại, bởi vì đối với một cái người sắp chết, nói nhiều đi nữa, vậy cũng là không ý nghĩa. Trần Phi lắc đầu một cái, hư không bắt ngọn lửa này, bước về phía trước. Dương đại nhân cứu ta, gặp Trần Phi hướng mình đi tới. Lục Minh ngay tức thì bị sợ được ba hồn đi khí phách. Hoảng sợ kêu to. Vèo. Ngươi không thể giết hắn. Dương Tranh ngay tức thì ngăn ở Trần Phi trước mặt, kiêng kỵ nói. Cái này Lục Minh mặc dù là một phế vật, có thể quả thật Phá Tinh Quân đại nhân tiểu cữu tử, nếu là ở trước mặt hắn bị người giết, hắn đối hắn áy náy. Ta không thể giết hắn. Thú vị. Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt đối phương. Đi theo cũng có lau một cái lãnh đạm khí băng hàn xuất hiện, nói, như vậy quấy rầy ta tu luyện, ngươi cho rằng, ngươi là có thể chạy thoát. Ngươi có ý gì? Dương Tranh sắc mặt lại lần nữa thay đổi, có chút bối rối, có chút âm trầm, khó khăn xem, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với ta động thủ? Ngươi có biết hay không ta là ai? Là thân phận gì? Đại biểu ai? Xin lỗi, ta không biết. Trần Phi bước chân một bước, nhất thời. Vậy trong tay hắn hư không nắm rắn tâm địa linh diễm trực tiếp là hung mãnh nhào ra. Ngọn lửa kinh khủng ở đó trong không khí ngưng tụ thành minh mông quang ba, nhiệt độ cao vô cùng, làm Dương Tranh ngay tức thì sợ hãi, da đầu tê dại. Được, tốt.
sốt ngọn lửa kinh khủng. Đây chẳng lẽ là... Dương Tranh con người một hồi co rúm lại, không nghĩ tới đối phương lại có thể có được kinh khủng như vậy ngọn lửa, làm hắn lúc này đều cảm giác da đầu tê dại, mao cốt tủng nhiên. Cảm giác nếu là bị ngọn lửa kia dính vào, nhất định kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt không nhìn được thay đổi mấy lần, không nghĩ tới lần này cái này Lục Minh nơi chiêu gây phiền toái lại to lớn như vậy. Lớn đến liền hắn Dương Tranh đều không phải là đối phương đối thủ. Hắn mặc dù đối với mình thực lực rất tự tin, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, có thể hắn nhưng cũng thấy rõ, tự biết mình. Cõi đời này có thể quá nhiều người, có thể thắng được người hắn, làm sao có thể sẽ không có. Mặc dù ta thực lực không bằng ngươi, có thể bằng hữu, ngươi vậy phải suy nghĩ kỹ, phía sau chúng ta là Phá Tinh Quân đại nhân. Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử đứng đầu, chuyện này ở ta xem ra chỉ là một hiểu lầm, cần gì phải nháo được như vậy không thể tách rời ra. Dương Tranh bước chân bắt đầu lui về phía sau, suốt mồ hôi chán, nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái gì, Dương Tranh đại nhân ngươi? T. Mà nghe được Dương Tranh cái này yếu thế nói, nhất thời núp ở sau lưng hắn Lục Minh thân thể chợt run lên, rồi sau đó, thần sắc trực tiếp là kinh hoàng. Dương Tranh, lại có thể thừa nhận thực lực mình không là đối thủ của đối phương. Lục Minh sắc mặt mắt thường có thể thấy được đổi được trắng bệch, sau lưng, sinh ra từng cổ một lạnh ý. Hiểu lầm, vậy ta trước hết giết các người, nói sau đây là hiểu lầm tốt lắm. Được rồi, ta có thể không việc gì và ngươi ở nơi này nói nhảm cái gì. Hôm nay, không có người có thể cứu các người. Trần Phi khóe miệng văng ra một đạo thanh âm lạnh lùng, mang sát ý, bước chân một di chuyển, nhất thời, kinh khủng kia rắn tâm địa linh diễm trực tiếp là hóa là một đạo gầm thét ngọn lửa chăn lớn, bổ nhào đánh ra. Ngươi, Dương Tranh sắc mặt biến. Có thể rắn này tâm địa linh diễm ở hắn trong suy nghĩ nhưng bây giờ là thật lợi hại. Một khắc sau, trong lòng run rẩy dưới, Dương Tranh không có lựa chọn khác, chỉ có thể là thân hình chớp mắt, tránh ra. Ngọn lửa này thật sự là quá khủng bố, thậm chí đặc biệt là ở Lục Minh trước khi băng hồn hỏa trên, hắn không tiếp nổi, cho nên, chỉ có mau tránh ra. Phốc suy. Không. Trong nháy mắt, Lục Minh liền bị rắn này tâm địa linh diễm cho bao phủ lại. Chết khí tức kinh khủng đem hắn bao trùm, làm hắn tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá liền sau đó một khắc, cái này tiếng kêu thảm thiết vừa nhưng mà chỉ, thành hư vô. Hiện nay hắn, đã là một phế nhân, kia chống đỡ được rắn tâm địa linh diễm tùy tiện đốt một cái. Mà ở thấy một màn này, Lục Minh từ người sống biến thành cho tàn, Dương Tranh chợt đổi một cái sắc mặt, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, giết Lục Minh. Người đây là hoàn toàn đem Phá Tinh Quân đại nhân đắc tội chết, liền bởi vì cái này ý khí tranh, đáng giá không? Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Trần Phi cố nhiên là lợi hại, cái này không sai. Nhưng vấn đề là Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, lại sao có thể hơn được Phá Tinh Quân đại nhân? Mà bây giờ Lục Minh chết, Phá Tinh Quân đại nhân sẽ chọn thiện bầy cam hưu, mới là lạ. Cho nên cái này ở hắn xem ra, thật sự là thật có chút không đáng giá được à. Dù sao Lục Minh đều đã bị phế, thành người phế nhân, không phải sao? Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Đáng giá không? Có thể nghe nói, Trần Phi cười một tiếng, nhìn đối phương, thản nhiên nói, ta nghĩ, người có phải hay không không làm rõ ràng tình trạng. Cái gì? Nghe được Trần Phi mà nói, Dương Tranh tim chợt bất an nhảy lên một chút, sắc mặt ngay tức thì đổi được khó khăn xem, nói, ngươi lời này có ý gì? Oanh! Nhưng vào lúc này, con rắn kia tâm địa linh diễm hư không nổ tung, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhanh chóng đem Dương Tranh bao lại. Hừng hực ngọn lửa thả ra kinh khủng hơi thở, thiêu hủy hư không, không khí bốc hơi khô, làm người ta sợ hãi. Có ý gì, cái này không rất đơn giản sao? Người kia cái lỗ tai nghe được, ta có nói qua, sẽ bỏ qua cho ngươi. Trần Phi cười một tiếng, bình thản lời nói ở giữa nhưng là hiện ra nhàn nhạt vô tình. Đối phương vô sỉ như vậy chi đặc biệt là, quấy nhiễu hắn tu luyện, còn muốn sống rời đi. Đây không phải là khôi hài sao? Hắn Trần Phi, là người dễ bị khi dễ như vậy. Ngươi, Dương Tranh sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem, không nghĩ tới Trần Phi trước nói phải hướng hắn ra tay, lại là nghiêm túc. Nhưng bây giờ rắn tâm địa linh diễm đã là đem hắn bao trùm, hừng hực thiêu đốt, vô cùng đáng sợ, chỉ cần thật phát lực. Là có thể để cho hắn chết không táng sinh đất. Cảm nhận được vậy bên người truyền tới khủng bố nhiệt độ,
Dương Tranh sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là hoảng loạn lên. Nuốt nước miếng một cái, phát ra âm thanh, mồ hôi lạnh, từ trán hắn còn có sau lưng chảy ra. Ta là Nhan Chân phái môn nhân, lại là Phá Tinh quân đại nhân thủ hạ trọng tướng. Hơn nữa, nơi này là tu luyện tháp, tu luyện bên trong tháp, cũng không cho phép gây chuyện. Đón Trần Phi vậy lạnh lùng, bình thản ánh mắt, Dương Tranh ánh mắt sốt cục thì run rẩy, chậm rãi nói. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn thật sự là vô cùng hối hận. Hối hận tại sao phải bởi vì Lục Minh tên phế vật kia, mà xen vào đến cái này tranh chấp chính giữa tới. Trần Phi người này không chỉ có lợi hại, hơn nữa, làm việc không khỏi quá không chút kiêng kỵ chứ. Liền hắn Dương Tranh, cũng phải giết. Cái này tu luyện bên trong tháp không cho phép gây chuyện. Trần Phi nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Ta biết. Sát theo liền gặp hắn cười nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt giống như là trong lơ đãng nâng lên, hướng vậy cách đó không xa một u ám khu vực quét mắt, nếu thật là không cho phép gây chuyện, người ta làm sao ở đó từ đầu tới đuôi nhìn như vậy vui vẻ đâu. Mà hắn lời này, vậy làm Dương Tranh trong lòng vui mừng, hiện lên một món hy vọng. Bất quá, cái này tu luyện bên trong tháp đồng ý không cho phép gây chuyện, cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu. Dù sao các người không phải vậy không đem quy củ này để vào mắt sao. Có thể tiếp theo, Trần Phi lại lần nữa bật thốt lên nói, trực tiếp là làm Dương Tranh ánh mắt hơi chậm lại. Sắc mặt lại lần nữa khó xem. Ta thừa nhận, chuyện này là ta không đúng, quấy nhiễu các hạ ngươi tu luyện, có thể bây giờ nhìn lại, cũng không vẫn là cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì sao. Các hạ cần gì phải níu chặt không buông, cùng ta Nhan Chân phái kết thù. Hắn lại mở miệng nói. Kỳ vọng mượn Nhan Chân phái uy danh, có thể làm Trần Phi có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà, hắn nào biết, Trần Phi cũng sớm đã là cùng bọn họ Nhan Chân phái kết làm tử thù. Vô luận là vậy Chư Hình, hoặc giả là Lô Thu Thanh, Nhan Chân phái có thể không là bọn họ trả thù. Như vậy à, Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hơi hiện ra lau một cái hàn mang, nói, vậy xem ra ngươi là cho rằng quấy nhiễu ta tu luyện không việc gì hả? Ta bây giờ không có sao. Đây chẳng qua là bởi vì mạng ta lớn, nếu không như vậy đi, ta bây giờ cho ngươi cơ hội lúc này bế quan đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, ta lại ở bên cạnh quấy nhiễu ngươi, ngươi nếu như không có chuyện gì, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ, như thế nào? Ta, Dương Tranh nhất thời đỏ mặt lên đứng lên, để cho hắn tại chỗ đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, Trần Phi lại ở bên cạnh quấy nhiễu, cái này cùng để cho hắn tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Các hạ ý của lời này, thị phi muốn cùng ta Nhan Chân phái, cùng phía sau ta Phá Tinh quân đại nhân là địch. Dương Tranh lạnh lùng nhìn Trần Phi, uy hiếp nói. Ngươi hù dọa ta sao? Trần Phi cười một tiếng, đưa tay móc một cái, con rắn kia tâm địa linh diễm ngay tức thì là bộc phát ra kinh người chập chờn, hóa thành một cái ngọn lửa con chăn, miệng to như chậu máu một bản, liền trực tiếp là đem Dương Tranh một cái tay cắn. À! Phốc suy! Người sau phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay chỗ gãy máu tươi cuồng phún, hơn nữa còn có lưu lại ngọn lửa ở đó trên đốt cháy, miễn cưỡng không ngừng, làm trong cơ thể hắn linh khí đều không cách nào làm cầm máu. Ngươi, ngươi, Dương Tranh ngay tức thì hai mắt đỏ như máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, vừa giận vừa sợ. Xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng. Trần Phi gặp đối phương loại biểu tình này, tuét miệng cười lạnh cười, tâm niệm vừa động. Con rắn kia tâm địa linh diễm biến thành ngọn lửa chăn lớn lại lần nữa là đem đối phương một cái tay khác vậy cắn đứt. Máu tươi, cuồng trào không dứt. Ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Lúc này Dương Tranh rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ. Nhìn Trần Phi, ánh mắt run run nói. Hắn không bị thương trước, cũng không thể là Trần Phi đối thủ, mà bây giờ, hai tay phế bỏ, vậy thì càng không thể nào là Trần Phi đối thủ. Cái này làm hắn cảm thấy vô cùng sợ. Người này, như vậy trẻ tuổi, là cái gì có thể cường đại như vậy? Hối hận, vậy chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta người này, làm việc chính là hối hận, cũng biết trước làm nói sau. Ngươi cảm thấy hù dọa ta hữu dụng không? Trần Phi lại lần nữa cười lạnh cười, tâm niệm vừa động, con rắn kia tâm địa linh diễm hóa thành ngọn lửa chăn lớn liền tê kêu liền một tiếng. Trong nháy mắt, cái này tu luyện bên trong tháp chính là tràn đầy sơ sắc tiêu điều cùng khí băng hàn. Làm người ta sợ hãi. Ngươi, ngươi, Dương Tranh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ trả lời như vậy hắn. Đơn giản là một không chút kiêng kỵ người điên.
Cho nên nói đâu, người uy hiếp không được ta, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Lại, Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, đột nhiên, xa xa vậy tu luyện tháp cửa vào truyền đến kinh khủng hơi thở. Như bài sơn đảo hải. Chó má, dám động ta phá tinh quân người, người muốn chết phải không? Dừng tay, sát theo, một đạo tiếng giận dữ mãnh liệt truyền tới. Giống như là bão táp hạ xuống vậy, tràn đầy kinh khủng chập chờn. Phá tinh quân đại nhân, cứu ta, vừa thấy được núi dựa rốt cuộc chạy đến, Dương Tranh cặp mắt hiện ra vẻ vui mừng, tâm trạng kích động vạn phần, nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nói gì, chẳng qua là con mắt lộ vẻ được vô cùng là lạnh lùng cùng băng hàn. Một khắc sau, liền gặp bàn tay run lên, rắn tâm địa linh diễm trực tiếp là đem trên gương mặt kia còn mang kinh ngạc vui mừng Dương Tranh, nuốt mất. Ngu si, rồi sau đó, trong không khí nhớ lại Trần Phi nhàn nhạt tiếng giễu cợt. Dừng tay, người nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta nhiều lắm thật mất mặt à. Khoảnh khắc ở giữa, vậy u ám trong khu vực một vị, và vậy lúc này rốt cục thì cảm thấy phá tinh quân, bọn họ ánh mắt, tất cả đều ngưng ở nơi đó. Hiển nhiên, không có ai sẽ nghĩ tới, đang nghe được hắn phá tinh quân nói sau đó, Trần Phi, lại vẫn là không chút do dự đem Dương Tranh giết đi. Thậm chí liền một chút do dự thái độ cũng làm người ta là không tìm được. Dương Tranh, rất hiển nhiên đồng dạng cũng là không nghĩ tới. Ở hắn hy vọng mới vừa bốc cháy thời điểm, tuyệt vọng, kính sẽ tới nhanh như vậy. Như vậy làm hắn chưa có trở về toàn hy vọng. Trần Phi ngọn lửa kia thật sự là quá đáng sợ, đem hắn hoàn toàn đốt thành cho tàn. Cái gì, cũng không để lại tới. Đang lúc hấp hối, Dương Tranh tàn hồn vô cùng căm ghét, hận mình. Vì sao phải trêu chọc Trần Phi loại này kinh khủng sát tinh? Trên thực tế, hắn và Trần Phi cũng không có thù gì hận, chẳng qua là bởi vì Lục Minh, bởi vì vậy quá qua tự đại, quấy nhiễu đối phương tu luyện cử động. Có thể loại này cử động, đúng là cùng xé rách ra mặt gây chuyện mà không việc gì phân biệt. Ai? Oanh! Mà nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng minh mông, cường hãn linh khí vét sạch ngạch mở. Trong nháy mắt, cơ hồ cái này tu luyện tháp tầng 18 toàn bộ đều bị bao phủ lên trong đó. Ngoài ra ba tòa tu luyện thạch chính giữa, có người chợt mở hai mắt ra, vừa giận vừa sợ, có người hộc máu ngã xuống đất, rơi vào hôn mê. Hiển nhiên, như vậy cử động trực tiếp là làm bọn họ tu luyện đều không cách nào tiếp tục nữa, thậm chí, còn có người bị thương rất nghiêm trọng. Người nào? Ai? Ta nhất định phải làm thịt hắn. Ở ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt, lại cắt đứt ta tu luyện. Vèo, vèo. Hai đạo trên mặt hiện đầy cuồng nộ bóng người vọt ra khỏi phòng tu luyện. Có thể một khắc sau, bọn họ bước chân nhưng rất miễn cưỡng dừng lại. Bởi vì, bọn họ gặp được bị đốt được còn dư lại một nửa thi thể, cùng với, trên mặt hiện đầy kinh người hàn xương phá tinh quân. Phá tinh quân. Vậy sắc mặt hai người biến, không nghĩ tới quấy nhiễu bọn họ người tu luyện, lại là phá tinh quân. Cút, sát theo. Một tiếng quát chói tai truyền tới, phá tinh quân trực tiếp là muốn cho bọn họ cút. Ngươi, nhất thời, vậy sắc mặt hai người đổi được vô cùng khó xem. Chợt xanh chợt tím, có thể sát theo, bọn họ hay là hận hận cắn răng, không nói một lời xoay người rời đi. Phá tinh quân thực lực bản thân liền mạnh đáng sợ, còn có nhan chân phái bối cảnh, bọn họ như thế nào chiêu chọc nổi. Oanh! Ngay tại bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi đang lúc. Cái này cả tòa tu luyện tháp tầng 18 bỗng nhiên vào lúc này kịch liệt run lên. Sau đó bọn họ cũng cảm giác được, một cổ tràn đầy vô tận sát ý khí tức đáng sợ, như mưa to gió dữ vậy tung động lên, cùng lúc đó, phá tinh quân vậy hàm chứa cuồng liệt sát ý thanh âm, chính là lạnh như băng vang dội đứng lên. Chó má, ngươi là nghe không gặp ta nói, ta để cho ngươi dừng tay, mà ngươi, nhưng giết Dương Tranh. Oanh! Cái gì? Nhất thời! Vậy chân của hai người bước đột nhiên dừng lại, chố mắt nhìn nhau, chỉ thấy được trong mắt đối phương đều là xuất hiện kinh khủng sóng to gió lớn. Khó tin. Dương Tranh, vậy là ai? Sợ rằng chỉ cần là ở thành U Lang trà trộn qua một chút thời gian người, cũng sẽ không xa lạ. Đây chính là nhan chân phái vô cùng là kiệt xuất môn nhân. Càng vẫn là phá tinh quân thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Mà bây giờ, phá tinh quân cư, lại còn nói Dương Tranh chết. Hơn nữa còn là bị người cho giết chết. Trong nháy mắt, hai người kia thân thể chợt run rẩy, xoay người lại, nhìn về Trần Phi, rồi sau đó, một người trong đó ánh mắt trực tiếp là rung rung.
kinh động thanh âm, không nhịn được bật thốt lên. Là ngươi, người nọ ánh mắt run rẩy nhìn về Trần Phi, tựa hồ biết. Nghe được cái này tiếng kinh hô, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn về người nọ, chợt ánh mắt nhẹ ba động một chút, nhàn nhạt nói, à, là ngươi à. Người nọ hắn biết, chính là trước ở đó địa cung chính giữa, có đuổi giết qua người hắn. Hắn nhớ, thật giống như kêu Ngạn Thanh Mây. Ngươi, ngươi giết Dương Tranh. Vậy Ngạn Thanh Mây gặp Trần Phi lại đem so hắn lợi hại hơn Dương Tranh giết tất cả, không nhịn được ánh mắt run lên, lắp ba lắp bắp, nói đều có chút nói không lanh lẹ. Loại quái vật này, hắn ban đầu đến tột cùng là được cái gì thất tâm phong, sau đó mới sẽ đuổi theo giết loại người này à? Ngươi biết hắn, hắn là ai, nhưng vào lúc này, Phá Tinh Quân thanh âm truyền tới, lạnh như băng cực kỳ. Ngạn Thanh Mây nghe vậy thân thể run lên, tiến lên đón Phá Tinh Quân ánh mắt xâm lạnh, chậm rãi nói, Phá Tinh Quân đại nhân, ngươi không nhận biết hắn. Hắn tên là Trần Phi. Cái gì, hắn chính là Trần Phi. Ngạn Thanh Mây nói cũng còn chưa nói hết, Phá Tinh Quân liền lập tức đem cắt đứt. Ngạn Thanh Vân ánh mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mặt, tràn đầy sát ý nồng nặc, lạnh như băng cực kỳ, nói, nguyên lai ngươi chính là Trần Phi. Tốt, rất tốt, giết chư hình không nói, còn dám động ta Phá Tinh Quân người, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, không chút kiêng kỵ như vậy giá phải trả, là cái gì? Giá phải trả. Nghe vậy, Trần Phi cười, nhìn đối phương đột nhiên thanh âm một tầng, nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng và ta nói giá phải trả. Ừ, vậy Ngạn Thanh Mây hai người con ngươi chợt co rúm một cái, cả người bốc lên khí lạnh. Cái này, tiểu tạp chủng này thật sự là quá vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn chẳng lẽ không biết Phá Tinh Quân là ai, lại còn dám lớn lối như vậy quát mắng. Rất tốt, thật rất tốt, hôm nay ta Phá Tinh Quân nếu không đem đầu ngươi vặn xuống, rút gân rút ra cốt, tên ta viết ngược lại. Phá Tinh Quân nghe vậy trước cũng là sững sờ. Rồi sau đó giận dữ ngược lại cười, bước ra một bước, ánh mắt lạnh như băng trong trực tiếp là có đáng sợ linh quang cuồn cuộn ra, hóa là đầy trời sóng trùng kích, ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi chìm ngập. Oanh! Được rồi, dừng tay đi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khí tức thần bí xuất hiện, rồi sau đó lại là có một mặt vô hình thành lũy vách tường, xuất hiện ở trong không khí, mất đi liền Phá Tinh Quân tất cả hết thảy công kích. Cùng lúc đó, một đạo lạnh nhạt già nua tiếng vậy là theo chân không mặn không lạt vang lên. Ai, Phá Tinh Quân sắc mặt biến, nhưng sau một giây giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt chợt cả kinh, ngẩng đầu nhìn về bốn phương, kinh nghi nói, dám hỏi, nhưng mà Mục Nguyệt lão trước người bối. Cái gì, Mục Nguyệt lão người, Ngạn Thanh Mây hai người nghe được cái này tục danh, ngay tức thì không nhịn được có chút sợ hết hồn hết vía. Mục Nguyệt lão người, 70 năm trước thành U Lang cô độc hành hiệp. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Sau đó, hắn thành cái này tu luyện tháp người thứ nhất chịu trách nhiệm. Yên tĩnh như chết. Lúc này cái này tu luyện bên trong tháp tuy yên tĩnh không tiếng động, có thể loại này không nói giác quan rơi vào hiện trường trên người mọi người, nhưng làm bọn họ đồng loạt có dũng khí sợ hãi vậy run sợ, cùng với kính sợ cùng sợ. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5, ở nơi này thành U Lang trừ vậy cao cao tại thượng Đoạn Hằng Hà đại nhân. Những thứ khác cũng gần như là thần nhân vật tầm thường. Mà bây giờ, cái này cái thế vô địch nhân vật lại là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, làm sao có thể không sợ, không chấn động. Vì vậy, vậy tu luyện tháp tầng 18 nào đó bên phương hướng u ám chính giữa, từng đạo run rẩy dương mắt lên nhìn, hội tụ đi, sau đó bọn họ chính là thấy, một vị người mặc vào ngân văn trường bào màu xám ông già yên tĩnh đứng lặng yên ở nơi đó. Một đôi già nua con ngươi. Giống như là biển sâu vậy thâm trầm, để cho trong lòng người lật như vậy, chỉ là cùng chi nhìn nhau, thì có loại tự ti mặc cảm cùng với run sợ theo bản năng cảm thụ. Không dám cùng mắt đối mắt. Hừ. Nhưng vào lúc này, lão kia người nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng mọi người tại đây quét nhìn đi, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nơi này là tu luyện tháp, các người như vậy công khai ở nơi này đánh nhau, có phải hay không có chút quá cản rỡ? Muốn đánh, có thể. Đi ra ngoài đánh đi, nếu không hậu quả chính các ngươi phụ trách. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng đến làm người ta cả người bốc mồ hôi lạnh linh khí uy áp, giống như là biển sâu nghẹt thở xoắn ốc vậy bao phủ đi ra, làm tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mục Nguyệt đại nhân, xin thứ tội, chúng ta bây giờ lập tức rời đi. Phá Tinh Quân mồ hôi lạnh chảy ròng,
Chiến sừng sững nói. Dứt lời, lại gặp hắn lạnh lùng nhìn về Trần Phi, trong mắt uy nghiêm nói, và ta đi ra ngoài. Nhưng mà Trần Phi nhưng không thấy hắn, mà là nhìn về Mục Nguyệt lão người, nhàn nhạt nói, tiền bối, người có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Ừ, mọi người con người có giúp một cái, tim run lên, giải thích. Cái gì giải thích, thằng nhóc này lại dám tìm Mục Nguyệt lão người muốn giải thích. Hắn là thứ gì, muốn chết phải không? Cái gì giải thích, Mục Nguyệt lão người mặt không cảm giác nhìn Trần Phi. Bọn họ những người này ở đây ta lúc tu luyện, quấy nhiễu ta, đây chẳng lẽ là các người tu luyện tháp cho phép? Trần Phi chỉ trên đất dương tranh nửa không trọn vẹn thi thể, bình thản nói. Nhìn đối phương. Ừ, Mục Nguyệt lão người chân mày cau lại, nói, bọn họ người đều chết hết, người còn muốn ta cho người cái gì giải thích? Cái này chẳng lẽ không phải là bọn họ đáng chết? Trần Phi không nhường nửa bước, bình thản nói. Dĩ nhiên, tiền bối người nếu là cảm thấy giải thích này không cần phải cho, ta cũng không thể nói gì được. Trần Phi lại mở miệng nói, bước chân nâng lên, hướng tu luyện tháp tầng 18 lối ra đi tới. Hắn, Ngạn Thanh Mây các người nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, ánh mắt tràn đầy run run, cùng kinh nghi bất định. Thằng nhóc này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại dám theo Mục Nguyệt lão người nói như vậy. Thằng nhóc này, Phá Tinh Quân lúc này cũng là sắc mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi, diễn cảm vô cùng làm khó bị. Không có biện pháp, bởi vì Trần Phi cái này bây giờ thái độ cường thế, và hắn trước khi khom lưng khuỵu gối, hoàn toàn là hai cái cực đoan, hai cái khái niệm. Làm hắn cảm giác hết sức mất mặt, xấu hổ mất mặt. Chó má, hôm nay ta Phá Tinh Quân nếu là không đem ngươi đầu vặn xuống, ta Phá Tinh Quân tên chữ liền viết ngược. Phá Tinh Quân càng nghĩ càng giận, mặt đầy dữ tợn, tràn đầy nồng nặc sát ý. Cũng là đi ra tu luyện tháp. Một lát sau, tu luyện tháp ra, một nơi vô cùng là quản rộng khu vực. Phá Tinh Quân ánh mắt lạnh như băng lưu chuyển ở Trần Phi trên mình, lời nói tràn đầy sơ sắc tiêu điều cùng giá rét vẻ, nói thằng nhóc, làm xong bỏ mạng chuẩn bị sao. Oanh! Trong nháy mắt, kinh khủng hơi thở xuất hiện, dễ như bớn, kinh động thiên địa, làm vậy tới đi đang tu luyện tháp ra rất nhiều người cũng màu đậm đại biến đứng lên. Hơi thở này, thật là khủng khiếp, chuyện gì xảy ra? Là Phá Tinh Quân, làm sao, có người đắc tội hắn sao? Lại cái này tu luyện tháp ra liền không nhịn được động thủ. Thằng nhóc kia là ai? Làm sao như vậy xa lạ, thật giống như trước cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Ta cũng vậy, không nhận biết, bất quá vậy không sao, dám đắc tội Phá Tinh Quân, hắn đây không phải là muốn chết sao? Phỏng đoán rất nhanh hắn thì biết thành là một cổ thi thể liền chứ. Ai, thật là không biết tự lượng sức mình. Đám người một hồi xôn xao, hiển nhiên, bọn họ đều biết Phá Tinh Quân, sau khi biết người lợi hại. Vì vậy, tu luyện tháp ra, từng đạo cười nhạt, ánh mắt trào phúng không tự chủ được rơi vào Trần Phi trên mình. Mà lúc này, người sau, Trần Phi chính là hơi híp mắt nhìn đối phương, một lát sau mới là nhàn nhạt nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, chuyện lúc trước, ta có thể xóa bỏ, nếu không, hậu quả chính ngươi phụ trách. Đám người con ngươi một hồi co rúm lại, cảm giác hoang đường. Để cho Phá Tinh Quân quỳ xuống đất nói xin lỗi, thằng nhóc này là điên rồi sao? Đầu óc không bình thường sao? Để cho ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Phá Tinh Quân nghe vậy, cũng là giận dữ ngược lại cười, lạnh giọng nói, được, được, rất tốt. Ngươi giết ta Phá Tinh Quân người, còn để cho ta xin lỗi ngươi. Ngươi đầu óc hư đi. Cái gì, giết người hắn, đám người lại là một hồi xôn xao. Nguyên lai thằng nhóc này lại là giết Phá Tinh Quân người, trách không được, người sau sẽ như vậy tức giận. Mà Trần Phi nghe vậy, chính là nhàn nhạt nói, ngươi tại sao không nói vậy hai cái ngu xuẩn chạy tới làm nhiễu ta tu luyện. Chẳng lẽ không đáng chết? Người đầu óc có vấn đề, người không biết quản, ta giúp ngươi, có vấn đề. Ngươi giúp ta quản, ngươi là thứ gì? Phá Tinh Quân bị xử phạt lời này chọc tức quắc mắt đảo thụ, sắc mặt dữ tợn, lời nói tràn đầy băng hàn sát ý, lạnh lùng nói quấy nhiễu ngươi tu luyện. Coi như là giết ngươi vậy thì như thế nào? Ngươi là thứ gì? Ở ta Phá Tinh Quân trước mặt liền con kiến cũng không bằng, con kiến, nên đàng hoàng chịu đựng những thứ này, ngươi không hiểu. Phải không? Trần Phi nghe vậy cười lạnh cười, nói, vậy theo ngươi như thế nói, ngươi ở ta trong mắt cũng chính là chỉ nhảy đắt hơi vui sướng chút con kiến, rác dưới, có phải hay không ta cũng có thể tùy tiện khi dễ ngươi,
tùy tiện, lại đem ngươi mạng nhỏ thu. Rào rào. Đám người lại là một hồi xôn xao. Thằng nhóc này là ai à, trâu bò như vậy, khẩu khí lớn được dọa người, đem Phá Tinh Quân làm con kiến, hắn là thứ gì, hắn xứng sao? Ngươi làm ta là con kiến. Tốt, rất tốt, nếu ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, tốt lắm, chết. Phá Tinh Quân một tiếng quát chói tai, sát khí trùng tiêu, bước ra một bước, cả người trên dưới kích động ra cuồn cuộn linh khí, giống như là gió bão vậy, vô cùng khủng bố, trực tiếp là hóa là sóng trùng kích, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trần Phi hốt khiếu đi. Hôm nay ngươi không chết, vậy ta Phá Tinh Quân liền từ cái này thành U Lang cút trước đi ra ngoài. Vậy đầy trời kinh khủng sóng trùng kích, vô cùng cường hãn, ngưng tụ cường hãn uy thế, đều là do Phá Tinh Quân cả người nhất tinh túy lực lượng sở ngưng tụ. Coi như là tại chỗ một số ít trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp cao thủ thấy, cũng là thần sắc hoảng sợ, da đầu tê dại. Cái này Phá Tinh Quân không hổ là nhan chân thất tử đứng đầu, thực lực bực này, thật sự là quá dọa người. Chỉ sợ cũng coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ đều không cách nào khinh thị. Nhưng mà, đối mặt như vậy kinh khủng ùn ùn kéo đến cuồng tập, Trần Phi nhưng là liền chân mày cũng không có nhíu một cái. Ở hắn bế quan đột phá trước, hắn cũng đã giết một cái nửa bước trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bây giờ, cái này Phá Tinh Quân bất quá chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Muốn chết phải không, muốn chết vậy ta thành toàn cho ngươi, rắn tâm địa linh diễm, oanh, ầm 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 long. Vì vậy, một khắc sau, đi đôi với một đạo nhàn nhạt cười nhạt, Trần Phi bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay run lên, con rắn kia tâm địa linh diễm chính là hóa là nộ diễm cuồng đào cuộn sạch mở. Nhất thời, hắn thân thể trở thành cuồng liệt ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, bàn tay hướng lên lộn một cái đường kính là có 30 mét ngọn lửa đồ sộ cầu xuất hiện ở mọi người kinh hãi tầm mắt chính giữa. Cái gì, một màn này, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt kinh biến đứng lên. Khó tin, ánh mắt kinh hãi, run rẩy. Đầu tiên, bọn họ thật ra thì cũng có nghĩ tới, dám cùng Phá Tinh Quân như vậy phách lối người, có lẽ cũng là mới có thể có mấy đem bàn trải. Nhưng bây giờ đây là chỉ có mấy đem bàn trải sao? Thằng nhóc này là ai? Như thế nào như vậy lợi hại? Rất nhiều người đều là bị sợ choáng váng, con người cuồng xúc. Xuất mồ hôi chán. Lúc này, Trần Phi trong tay hỏa cầu kia nếu là nện xuống tới. Ít nhất chu vi năm trong phạm vi trăm thước khu vực cũng được ngay tức thì bị bốc hơi khô, hóa thành hư vô. Đây là bực nào thực lực, thật là đáng sợ. Phịch. Một khắc sau, vậy đầy trời gào thét sóng trùng kích trực tiếp là biến mất. Bị rắn này tâm địa linh diễm nơi nhấc lên ngọn lửa gió bão xé bỏ sạch sẽ. Trong một cái chớp mắt này, Phá Tinh Quân trực tiếp là bị sợ được ra đầu tê dại. Nguyên lai là có chút bản lãnh, trách không được có thể giết chết Dương Tranh, nhưng là... Người lấy là ước chừng là dựa vào vậy thiên địa dị hỏa lực lượng, là có thể cùng ta Phá Tinh Quân chống lại sao? Đây là nói vớ vẩn. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn ánh mắt hung hăng đông lại một cái, khủng bố chập chờn từ trong cơ thể nộ xông ra, nhất định phải điên cuồng. Ngân chỉ sâu giết. Phá Tinh Quân ngón tay toát ra ánh sao vậy sáng chói lực lượng, làm tay hắn chỉ biến thành màu bạc, ánh mắt lạnh lùng, thân thể run rẩy. Hướng về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng chính là hung hăng chỉ một cái xuyên qua điểm đánh ra. Ông, ở nơi này Phá Tinh Quân cái này chỉ điểm một chút hạ ngay tức thì, tất cả mọi người tầm mắt đều là co rúc lại, kinh hãi thấy, ở sau lưng hắn lại là có một đạo khổng lồ màu bạc chùm tia sáng xuất hiện, nổ bắn ra ra cường hãn, kinh khủng màu bạc quang ba, xuyên thủng hư không, giết hướng Trần Phi. T, đây là Phá Tinh Quân lợi hại nhất thủ đoạn, nhan chân phái cao cấp một trong những tuyệt học. Ngân chỉ sâu giết. Nghe nói đây là thời xưa một vị nguyên đan cảnh cường giả sáng tạo, sau đó bị nhan chân phái đến. Có người thanh âm run rẩy, kinh hãi nói. Ha ha, ha ha ha, không tệ. Đây chính là ta nhan chân phái chí cao một trong những tuyệt học. Ban đầu, coi như là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ bị ta một chiêu này đánh trúng, cũng là lập tức bị trọng thương. Ngươi, là thứ gì, ha ha, ha ha ha. Phá Tinh Quân cười như điên. Bởi vì lúc này ở hắn xem ra, Trần Phi đã nhất định phải thua. Hắn là thứ gì, dám tiếp mình một chiêu này ngân chỉ sâu giết. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng trực tiếp là làm hắn trợn mắt hốc mồm, kinh hãi muốn chết, run sợ đứng lên. Phải không? Một khắc sau,
một đạo bình thản tiếng cười từ kinh khủng kia màu bạc trùm ánh sáng chính giữa truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mọi người chính là thấy, vậy như rồng ngọn lửa chập chờn, trực tiếp là đem vậy màu bạc trùm ánh sáng thiêu hủy hầu như không còn. Người sau, ở mọi người gần như hoang đường ngay trong ánh mắt, lấy một loại kinh người tốc độ, hòa tan được sạch sẽ. Cái này quá quỷ dị, quá phóng đại, làm tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng đây lại là thật. Cái này không thể nào. Phá Tinh Quân sắc mặt đại biến, không dám tin. Không thể nào, có cái gì không thể nào, bất quá, người bây giờ vậy không cần xen vào nữa nhiều như vậy. Tới mà không đi cũng không lễ phép, bây giờ, người tiếp ta một chiêu này thử một chút. Trần Phi bình thản thanh âm lại lần nữa truyền tới, sát theo, trong tay hắn bàng hỏa cầu lớn liền giống như là hỏa tiễn vậy, phóng về phía trước, hủy thiên diệt địa. Oanh! Làm người ra đầu tê dại hủy diệt chập chờn. Kinh khủng kia rắn tâm địa linh diễm, giống như là hủy diệt gió bão vậy, không thể địch nổi, phá hủy hết thảy. Không, Phá Tinh Quân tuyệt vọng giống to. Ở ngọn lửa kinh khủng này chính giữa, hắn lại là cảm nhận được chết uy hiếp. Lúc này, hắn triệt để sợ hãi, khó tin. Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cấp tốc chập chờn ở hắn bàng hỏa cầu lớn chìm ngập Phá Tinh Quân trước, chắn rắn tâm địa linh diễm trước mặt. Ừ. Trần Phi khẽ nhíu chân mày. Oanh! Sát theo, kinh khủng chập chờn tung lên, phạm vi này mười mấy dặm khu vực cũng giống như là ngay tức thì kịch liệt run một cái. Oanh! Vậy chập chờn vô cùng đáng sợ, giống như là chấn động vậy đem cái này đất đai đều là tung động cuồng chấn. T. Tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, con người co rúm lại. Thủ đoạn này, không khỏi chân thực cũng quá khủng bố, quá khoa trương một chút chứ. Coi như là Phá Tinh Quân vậy đám nhân vật vậy có cái gì không lực phản kháng. Bụi mù tràn ngập, tất cả mọi người đều là nhìn về vậy mảnh run rẩy khu vực, trong lòng hoảng sợ, không, không thể nào. Chẳng lẽ Phá Tinh Quân bị người nọ ngu? Vậy, đó là cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này, có người kinh nghi thanh âm vang lên. Mọi người lập tức ánh mắt nhanh chóng hội tụ tới. Trần Phi cũng vậy, híp mắt. Chỉ gặp ở đó bụi mù dần dần tản đi sau đó. Ở vậy hố sâu to lớn chính giữa, Phá Tinh Quân chật vật không dứt, lông đã là bị đốt được nám đen, nhưng lại không việc gì thương thế. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn chừng 10 mét địa phương, đang có một mặt mờ mịt gương ở đó lần linh lợi chuyển. Mà ở đó mờ mịt gương phía trước, còn có một cái khổng lồ con rùa khổng lồ hư ảnh, hoành ở trên trời, hơi thở bá đạo, chỉ là nhìn, liền cho người cảm giác lực phòng ngự rất cường hãn dáng vẻ.